Lời Phật dạy khi nào cần phải nhẫn. Trong cuộc sống thường ngày, vui vẻ, an lạc, tinh thần thoải mái là một mong ước lớn nhất của con người. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều sự việc ngoài ý muốn, do mình tạo hay người khác tạo ra, gây cho mình bực bội, khó chịu, nóng giận trong lòng. Nếu không biết cách hóa giải thì chúng ta sẽ giải quyết bằng lời nói, hành động tiêu cực dẫn đến hiệu quả không tốt đẹp, mà tạo nghiệp chẳng lành cho kiếp sống hiện tại và chịu quả báo xấu về sau. Tôi xin trình bày đến quý vị Phật tử một phương pháp của Phật sống nhẫn theo lời Phật dạy. Người xưa thường hay nói một câu nhịn chính điều lành, hay chữ nhẫn là chữ tượng vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu. Định nghĩa, nhẫn là nhẫn nhục, là nhịn, là chịu đựng phần kém về mình, phần thiệt thòi về mình. Đây là pháp tu của Bồ Tát, bố thí trì giới, mà mục đích là tu và độ chúng sanh, lợi mình lợi người. Nếu không biết nhẫn thì trong tâm hồn luôn có một ngọn lửa, chờ gió nhẹ thổi tới là bùng cháy. Tuy mà đã cháy thì các vị biết cái gì rồi. Nhiều người không hiểu nói nhẫn là nhục lắm, đó chỉ là sự đè nén, chịu đựng, nếu vậy chưa phải là nhẫn. Nhẫn nhục là giữ thái độ hòa hiếu, hóa giải những phiền não do sự sân giận đem lại. Và khi sân giận mang lại hầu như không có kết quả tốt đẹp, như câu ngạn ngữ giận quá mất khôn mà chúng ta từng nghe. Những trường hợp nào chúng ta cần phải nhẫn nhục? Thứ nhất là bị người khác xúc phạm. Người nhỏ hơn hay bằng mình xúc phạm, vô lễ, hỗn, có thái độ chống đối. Thí dụ khi ở nhà chúng ta, con cháu vô lễ, nếu không biết nhẫn thì mình phải sao? Chửi cha nó chứ không thèm chửi nó, hoặc giận nữa thì chửi ông nội nó. Nhiều khi cháu mình nói sai, mình kêu lại rầy, nó đứng chống nạnh trả lời, ông là cái thá gì mà nói tôi. Đối với Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không biết nhẫn thì việc tu tập chưa đạt như ý nguyện. Có khi mình là người quy y lâu, đến chùa tu học, công quả cũng lâu. Nay gặp mấy đứa nhỏ hơn mới vô, mình góp ý nó. Nó nói, bà lấy cái quyền gì mà nói tôi, chùa này chỉ có trụ trì thôi. Bị lớn hơn, có quy quyền hơn xúc phạm, chèn ép, tước đoạt hết quyền lợi. Tại vì thấy mình nhỏ, nghĩ rằng không biết, mình ngu, nên dùng cái quyền người lớn để dọa nạt. Nên chúng ta là người lớn hơn, phải dùng điều đúng để đối xử. Đối với người có quy quyền, chúng ta đang sống trong một xã hội độc lập, tự do, hạnh phúc. Mục tiêu của đảng nhà nước, đưa đất nước tiến tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, trong lộ trình hướng tới đó, có khi chúng ta cũng gặp một vài trường hợp bị xúc phạm. Nếu có xảy ra thì chúng ta phải làm sao? Phải nhẫn. Chỉ đó chỉ là một vài trường hợp cá nhân thôi, chứ chúng ta không thể đổ lỗi hết cho cả xã hội là không được. Hoặc nghe nói ông thầy này, bà sư cô kia sai thì được, chứ quơ cả thầy chùa vô là không được. Nên chúng ta phải nhẫn để quán chiếu, để hóa giải, để tìm hướng giải quyết, chứ không thể có hành động tiêu cực dẫn đến hậu quả không tốt. Còn cả hàng trăm hàng ngàn trường hợp làm cho ta không được như ý. Có những trường hợp từ trên trời rớt xuống là thế nào? Thiên tai, bão lũ, thời tiết nóng lạnh, mưa gió bất thường, sụp đất, đá lở. Chúng ta dùng chữ nhẫn mà tu. Nếu không tu nhẫn, gặp việc tức giận quá, không biết làm sao, ra đứng ngoài sân nhìn lên cao la làng lên, trời ơi ngó xuống mà coi, sao ông ăn ở ác quá. Thực chất, có trời nào nghe mình la không? Trời là lòng mình, như câu chuyện vui đổi ngỗng cầu mưa. Câu chuyện muốn nói, ở đời ai cũng muốn thuận lợi về mình. Nếu khi không được thì phải cầu cạnh, mà có người có khả năng giải quyết cho mình thì còn biết bao nhiêu việc người khác nữa. Nên nếu không được như ý của mình thì phải nhẫn.
còn có những trường hợp do mình tạo ra hay trong gia đình nhỏ bé của mình. Chồng nói một tiếng, vợ không nhận, cãi lại, tức giận đánh nhau. Người nào cũng không chịu phần lỗi cho mình là đúng. Trong trường hợp này, một trong hai người dùng chữ nhẫn có thể nhận trách nhiệm về mình. Anh ơi, em biết lỗi rồi mà. Thì mọi việc sẽ theo diễn tiến khác, có khi tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng không chịu nhẫn được, thể hiện qua những lời nói xuất phát từ con tim hay đáy lòng, thì dồn nén đó, tội nghiệp cho ai? Cho con, cho đồ vật, cho vật nuôi. Thí dụ, đang bị chửi tức quá không làm gì được, gặp đứa con nhỏ đi học về, mắng cho một trận, rồi quay qua con mèo đói, đang đòi ăn, không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người có thể đoán được ý rồi đó. Thứ hai, đối nghĩa với nhẫn nhục là nóng giận. Chúng ta thấy thường ngày trong cuộc sống, một người nào đó không thấy họ nhẫn nhịn, thì điều gì ở họ cho chúng ta dễ nhận ra họ? Sân. Sân giận là một trong ba món độc của thế gian. Một niệm sanh tâm khởi, bá dạng chướng bông khai. Hoặc chúng ta sống chung hay hợp tác làm ăn với những người này thì không thuận lợi cho mấy. Trong gia đình vợ chồng sống với nhau một nhà, chồng nóng nảy quá thì làm khổ vợ con. Hoặc có khi trong nhà chẳng may của đứa con nóng nảy thì cũng vậy. Nếu chống đối thì mất hạnh phúc. Câu chuyện chỉ có con cá mà giết em ruột mà báo đã đăng rồi đó. Hoặc giả sống chung với một người mà chất xám của họ ít quá, cái đầu tàu hũ, râu rồng nấu với ruột tôm, người khôn sống với người ngu, bực mình. Có một dạng tương đương với sân, phẫn. Bên ngoài không thấy biểu hiện gì, nhưng trong lòng họ đang dồn nén để tìm cách trả thù. Đạo Phật không chấp nhận cách nhẫn nhục này, mà nó là nóng giận đang biến tướng, dạng tâm lý này rất tai hại. Thứ ba, vậy thì nhẫn nhục cho chúng ta điều gì? Nếu chúng ta thực hiện được sự nhẫn, thì bản thân rất được nhiều người thương mến, dễ gần, gia đình hạnh phúc, xã hội được tốt đẹp hơn. Xã hội Việt Nam chúng ta thường hay nói về mối quan hệ tình cảm giữa mẹ chồng và nàng dâu. Và sự việc đều không tốt đẹp, bao giờ cũng đổ lỗi cho những bà mẹ chồng, mà nguyên nhân sâu xa nhìn chung là nghiêng về nàng dâu. Vì bởi cô dâu là người ngoài, họ có mặt tại nhà chồng để làm gì và họ được gì, nên họ phải là người hội đủ tiêu chuẩn mà các bà mẹ chồng đưa ra. Nếu hiểu điều đó, cô dâu cố gắng sống tốt, bên cạnh đó áp dụng chữ nhẫn thì mọi điều sẽ tốt đẹp. Học pháp nhẫn chẳng sanh oan trái, giữ tâm không khỏi phải lụy phiền, sống cõi đời thông thả bình yên, hướng nẻo đạo dự huyền trực chỉ. Hơn nữa, thực hiện được sự nhẫn cũng là giữ sức khỏe cho mình, tim, huyết áp. Để trả hết nghiệp, theo Đạo Phật, sở dĩ chúng ta có mặt trong thế giới này là cho chúng ta tạo nghiệp hoặc thiện hoặc chẳng thiện, nên chúng ta sống ở đây là để trả nghiệp cho mau hết, cho dứt để có được an vui. Vừa trả nghiệp mà là vừa làm sạch nghiệp, cũng giống như vừa tu mà chỉ người khác tu để làm thay đổi nghiệp. Vừa nhẫn mà vừa tìm phương tiện để khéo léo để họ cũng nhẫn như mình, cũng từ bi nhân từ như mình. Khi đã hiểu ra thì sạch nghiệp với nhau và sống an vui, hạnh phúc đời này và đời sau. Phú Lâu Na tấm gương vĩ đại. Ngô Đạt Quốc Sư. Một vài phương pháp tu nhẫn. Chúng ta đưa ra nhiều về tác hại và lợi ích, bây giờ là mấu chốt quan trọng trong buổi nói chuyện hôm nay, đó là phương pháp tu. Có thể nói, có vô số cách mà Đức Phật dạy để chúng ta quá giải nó, nhưng chúng ta có thể đưa ra một vài phương pháp sau đây. Niệm Phật. Luôn thường xuyên niệm Phật từng ngày, chúng ta tập niệm Phật Bồ Tát, vì lúc đó nhất tâm niệm Phật sẽ mang đến sự tập trung vào chánh pháp, không thèm để ý đến những sự việc bên ngoài. Quán tưởng tức là mổ xẻ.
Trong đời sống, cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Khi gặp cảnh, chúng ta chia làm hai phần. Phần xấu thì mình quán, đây là nghiệp của họ. Không ngu gì mà phải hơn thua phần này. Bên cạnh đó, còn có cái tốt thì giữ cái tốt để giao lưu với họ. Quán xem trong sự việc này có lỗi mình. Không đời này cũng là đời quá khứ, và không thì nghĩ đến cái đám tang vô thường vừa đi tiễn đưa hôm qua, hay vào nghĩa trang mà nhìn. Không cố chấp, coi như trình độ nghiệp lực ngay cỡ đó thì họ ăn nói, hành động cỡ đó, và mình là người gặp phải nghiệp. Chuyển sang từ thiện tụng kinh là một việc gì đó, nhớ là đừng đi nhậu hay từ giận nha. Nuôi dưỡng từ bi và quyết tâm hành trì. Khi một đứa trẻ khóc ré tức giận thì đâu thể mắng mỏ nó, mà thương nó và tìm hiểu xem nó đang cần cái gì để có thể đáp ứng cho nó. Và nếu không đáp ứng được thì thương cho nó. Nó khóc riết rồi sẽ không tốt cho sức khỏe hay bản tánh của nó. Cũng vậy, khi ai đó hành động không tốt với ai đó hay với chính mình thì khởi lòng thương họ, vì họ đang tạo nhân ác và quả của họ sẽ khổ đau và chết bị rơi vào địa ngục. Chúng ta biết rồi ý nghĩ của chữ nhẫn, thì từ đây về sau cố gắng tu tâm dưỡng tánh, quy y Tam Bảo, sống theo lời Phật dạy, theo chính sách pháp luật của nhà nước. Nhất định chúng ta sẽ có một cuộc sống an lạc, vui tươi cho đời sống hiện tại và mãi mãi về sau. Đức Phật cho biết, thời gian quả báo xuất hiện, sống ác thì sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật. Lời Phật dạy về quả báo nhãn tiền và quả báo tương lai có nói: ở đời, vận mệnh của mỗi người tốt hay xấu không phải do ông trời định đoạt, mà là do hành động của chính mỗi người. Ví dụ, làm việc thiện như phóng sinh, bố thí, làm việc thiện thì được quả báo tốt. Ngược lại, làm việc ác như sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì thu hút những quả báo xấu. Quả báo ở đời này có nghĩa là người làm việc ác sẽ bị nghiệp ác quật lại. Người tốt thì sống yên bình cùng phước đức của bản thân. Có người nói, ngày nay người ta kiếm tiền không phải chỉ vì ăn uống chạy đi sao? Chẳng phải là nhà cao xe sang, chức vụ, nhân tình, phú quý, danh vọng hay sao? Nhưng bạn hãy nhớ rằng, nếu những gì bạn làm vi phạm đạo quy luật tự nhiên sẽ bị trừng phạt bạn. Điều này được gọi là quả báo. Theo lời Phật dạy, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải là không báo thì thời chưa đến, thời đến thì tất phải trả. Nếu bạn tích lũy việc xấu, làm nhiều việc bất chính, một ngày nào đó bạn nhất định sẽ sụp đổ. Có người nói rằng, quả báo của người thường sẽ dần dần xuất hiện trong 10 năm, ở độ tuổi từ 50 đến 60. Ở tuổi 50, mọi người đều cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều biến cố. Người càng nhiều phước thì càng bình yên. Một số người sẽ cảm thấy bồn chồn, một số người sẽ cảm thấy lạc lõng về mặt cảm xúc, một số người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái. Những người bồn chồn hoặc là đã từng làm điều xấu và cảm thấy sợ hãi khi về già. Còn một người tươi tỉnh, vui vẻ, yên bình thì gần như cả đời chưa làm điều gì xấu, thì khi về già sẽ tự nhiên yên bề gia thất. Đối với người bình thường, thứ họ mong muốn trong cuộc đời này không phải là cái gọi là tiền tài danh vọng, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Tiền tài danh vọng không để đem theo đến hết đời. Chỉ cần bạn nằm xuống, giàu có đến đâu cũng chẳng là gì. Tôi đã từng chứng kiến một số ông chủ thời kỳ đầu làm ăn bất chính, ác độc, nhưng mỗi năm đầu năm mới đều lên chùa thắp nén nhang đầu tiên, mong thần Phật phù hộ cho mình. Nói một cách thực tế hơn,
việc cầu trời khấn Phật này chính là sự dối mình. Thử nghĩ mà xem, nếu ông chủ đối xử tốt với nhân viên hơn, làm ăn có lương tâm hơn, không làm hại bao nhiêu người thì đâu cần phải cầu trời khấn Phật. Quả báo không đến sớm thì muộn, nó sẽ đến trong tuổi già của con người. Thời gian quả báo xuất hiện không cố định. Khuyên bạn hãy một lòng kính sợ, làm người bình dị, làm việc thiện đức, như vậy mới có thể an phận cả đời. Có người nghi ngờ nhân quả thiện báo ác báo, vì thấy người lành gặp nhiều thăng trầm khổ đau, còn kẻ ác thì được thịnh dương trường thọ. Câu chuyện nhân gian về bao chưởng sau đây có thể giúp mọi người hiểu rằng mọi việc đều có nhân quả, mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Theo truyền thuyết, ở một nơi nào đó vào thời nhà Tống, có một chàng trai trẻ, cha mẹ qua đời, anh bị tàn tật, sống bằng nghề ăn mày, nhưng tính tình tốt bụng, thường thích giúp đỡ người khác. Ở địa phương không có cây cầu trên sông, nên nước sông chảy xiết rất nguy hiểm. Mỗi khi đến mùa lũ là không thể qua được. Điều này khiến cho các trưởng lão ở địa phương đau lòng mà không tìm ra cách giải quyết. Thấy cảnh này, chàng trai trẻ muốn xây một cái cầu đá nên đã nhặt đá hàng ngày bất chấp sự chế giễu của người khác. Theo thời gian, năm này qua năm khác, đá chất đóng thành một con đường cao lớn có thể đi qua sông. Mọi người vô cùng xúc động và cùng nhau bắt tay xây dựng cái cầu đá. Trong một lần đục đá, cậu bé bị mù mắt. Mọi người than trời không công bằng. Nhưng chàng trai trẻ không phàn nàn gì cả và vẫn cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác. Cầu vừa xây xong, khi mọi người đang ăn mừng thì nam thanh niên bị sét đánh tử vong. Bao chưởng nghe được chuyện này, trong lòng vô cùng phẫn nộ, viết lên câu đối bi ai của cậu bé rằng: làm ác còn hơn làm lành. Chẳng mấy chốc, hoàng đế và thái tử của nhà Tống chào đời. Khóc lóc thảm thiết, tất cả ngự y đều bất lực. Bao chưởng nhìn thấy làn da trắng nõn như tuyết của đứa bé, trên bàn tay trắng nõn non nớt ẩn chứa mấy chữ. Sau khi cẩn thận xác định, hóa ra đó là những chữ tự mình viết cho con. Đứa bé ngừng khóc khi nhìn thấy bao chưởng. Sau đó, bao chưởng hiểu được số phận của chàng trai trẻ. Quả ra, chàng trai trẻ này đã phạm nhiều tội ác ở kiếp trước, và tội ác của anh ta rất nghiêm trọng, phải chịu quả báo ba đời mới đền hết tội lỗi. Giống là do nhân quả an bài. Ở kiếp luân hồi thứ nhất, anh bị tàn phế cô độc. Ở kiếp luân hồi thứ hai, anh bị mù mà sống sót. Anh ta tàn tật trong một lần tái sinh đầu tiên. Nhưng cậu đã thay đổi quá khứ của mình và chỉ muốn làm những điều tốt đẹp cho người khác. Vì vậy, ông trời đã để anh ta trả nghiệp của hai kiếp trong một kiếp và khiến anh ta bị mù. Nhưng anh ta không đổ lỗi cho người khác mà âm thầm làm điều tốt cho mọi người. Các vị thần đã lấy nghiệp của anh ta từ kiếp thứ ba và trả lại ở kiếp đầu tiên. Vì vậy, anh ta bị sét đánh chết. Cuối cùng, đáng lẽ đời thứ ba, anh ta vẫn phải gánh chịu đau khổ. Nhưng nhờ xây được cầu, nên đã trả hết nghiệp, an bài tái sinh vào hoàng thất, hưởng phú quý, hưởng thụ vô tận. Qua sự việc này, bao chưởng cũng ngộ ra rằng, không nên chỉ nhìn vào bề nổi có vấn đề. Nghiệp chướng nhân quả thực sự rất phi thường. Nhiều người thắc mắc, liệu thực sự có quả báo dành cho kẻ ác? Tại sao chúng ta không thể thấy quả báo dành cho kẻ ác? Có một câu nói rất hay, không thấy không có nghĩa là không có. Một số ác báo không phải là quả báo dành riêng cho mình, mà còn là quả báo cho người thân trong gia đình hoặc thế hệ tương lai. Lấy họ Tư Mã trong lịch sử làm thí dụ. Tư Mã Ý, các con trai là Tư Mã Chiêu, Tư Mã Thạch
đều là những người rất thông minh, ngay cả cháu nội Tư Mã Diên cũng rất giỏi. Tuy nhiên, Tư Mã Ý đã làm quá nhiều việc xấu, gieo ác nhân không mấy tốt đẹp. Sau đó nhà Tư Mã sinh ra một vị hoàng đế thông minh bẩm sinh là Tư Mã Trung. Chính Tư Mã Trung này đã gây ra loạn Bắc Dương ở nhà Tấn và gieo rắc tai họa cho sự diệt vong của nhà Tây Tấn. Sau khi Bắc Dương loạn kết thúc, Nam Bắc Triều nổi lên, Tư Mã Gia tử thương. Vài chục năm sau, Tống Vũ Đế Lưu Dụ xuất hiện và quét sạch toàn bộ gia tộc Tư Mã Ý, để con cháu Tư Mã Ý nếm trái đắng. Đây là cái gọi là nhân quả. Không phải thế hệ này thì thế hệ khác sẽ gánh nghiệp nếu như sống ác độc quá. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đừng xem thường luật nhân quả. Lời Phật dạy về nhân quả có câu: người không làm phước thì thường chịu quả báo, nếu tu được phước thì đời này và đời sau đều được an vui. Sự an vui hạnh phúc ở đời đều do tu thân mà có được. Hiểu nhân quả thì mới đoán được vận tốt xấu của mình và biết được thời gian quả báo xuất hiện. Trong kinh Phật cũng có nói, nghiệp chướng không thể biến mất, khi quả báo chín mùi, có quy y cũng khó thoát. Chỉ cần đã tạo nghiệp thì đến thời cơ thuận lợi, nhất định sẽ thấy quả báo linh ứng. Và khi quý vị làm việc thiện mà không được quả báo ngay, đó là do thân khẩu ý của quý vị đã tạo nghiệp quá nhiều, lỗ hổng quá lớn khiến cho tất cả phước đức đều bị thất thoát. Vì vậy khi hiểu được nhân quả thì sẽ biết bói toán bùa ngải chính là mê tín dị đoan. Chỉ có tích thiện mới có thể cải biến nhân quả, tăng phúc, cải biến vận mệnh. Nếu làm việc thiện và tích đức thì sẽ có phúc dày, ắt được phúc báo. Không cầu của cải thì phú quý sẽ không mời mà đến. Người có tấm lòng nhân hậu, dù không được trời ban thưởng, cũng được mọi người đối xử tử tế, suốt ngày vui vẻ, tự nhiên sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu một người có tâm niệm xấu xa, cho dù không có sự trừng phạt của thần linh, cũng sẽ bị mọi người lên án, suốt ngày sống trong hận thù, số phận ác sẽ éo le. Thiện ác do trời định, người tốt không bị trời lừa. Xin cho mọi người đều biết nói lời lành, làm việc lành, có ý tốt, tích đức và được phước liên tục. Lời Phật dạy về ghen tuông, chớ dội trách người, hãy trách mình trước tiên. Ngày nay, chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều những trận đánh ghen bị tung hê lên mạng xã hội. Đám đông được nước lại bình luận ra vào như là người từng trải, hoặc thậm chí như là các chuyên gia có kinh nghiệm, và thường khiến cho tình hình càng trầm trọng hơn. Để tránh phạm sai lầm ảnh hưởng tới phước báo, vận may của mình, bạn nên tỉnh thức, hãy lắng nghe lời Phật dạy về ghen tuông, có thể nhìn được thấu đáo vấn đề. Người ta hay biện hộ cho sự ghen tuông là vì yêu, không yêu thì không ghen. Thế nhưng, bản chất của thương yêu là phải có tính đồng nhất. Khi đó, niềm vui của người này cũng là của người kia. Khi hai người là một, thì đó mới đích thực là tình yêu lứa đôi. Tính cách và lý tưởng sống của chúng ta về cơ bản khác nhau, bởi họ có gia đình, bạn bè, tập quán, kiến thức, nhận xét, cảm xúc, sở thích và cả lý tưởng riêng của họ. Ta muốn thương yêu thì chỉ nên tham dự vào cuộc đời của họ, chấp nhận và giúp đỡ, chứ không phải là tìm cách đẩy cuộc đời của họ ra để đặt cuộc đời của ta vào và muốn làm chủ. Dĩ nhiên trong tâm ai cũng có chứa hạt mầm ích kỷ, và đời sống hôn nhân phải có những cam kết ràng buộc chắc chắn, nhưng đó phải dựa trên sự tự nguyện. Đức Phật thường khuyên rằng chúng ta phải gìn giữ năm giới để bảo hộ thân tâm, bảo hộ hạnh phúc gia đình một cách trọn vẹn. Nếu thực tập gìn giữ được năm giới này thì chắc chắn gia đình sẽ ấm êm. Việc không sát sanh có nghĩa là
sẽ bảo hộ mạng sống của người và loài khác, từ đó không tạo nhân chia lìa cho gia đình người khác, vật khác. Theo luật nhân quả, giữa nhân lành không gây chia rẽ cho ai, thì gia đình bạn cũng sum vầy. Không tham lam, tức là việc không lấy của người. Vì thế, những việc không phải của mình thì mình không lấy. Bạn tham lam muốn lấy mọi thứ về mình, thì cuộc sống trả lại cho bạn điều tương tự. Khi bạn bỏ được thói này thì đối phương cũng sẽ chẳng thể tham lam, muốn phòng nhì, phòng ba. Tránh xa sự tà dâm là để chúng ta không đuổi theo dục vọng, dành thời gian của mình cho sự nghiệp và tương lai. Hơn nữa, đó là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu người phụ nữ và đàn ông ai cũng có ý thức về việc này thì chắc chắn sẽ hạn chế được ghen tuông. Không nói dối cũng là nhân lành cho quả tin tưởng, để người ta không hồ nghi mình, dẫu mình trong sạch. Không uống rượu hoặc sử dụng chất ma túy cũng vậy. Rượu giàu không kiềm chế được, ma túy sử dụng một lần có thể gây nghiện và trượt dài trong dòng xoáy của nó mà không biết bao nhiêu gia đình phải nát tan. Biết giữ gìn phẩm hạnh của mình thì từ đó trí tuệ, lòng từ bi sinh khởi, sẽ biết quán chiếu được phải trái, biết lắng nghe và biết hành xử đẹp với cuộc đời, với người mình thương yêu. Vì hiểu tình thương là gốc của hạnh phúc, nên mình sẽ chế tác tình thương chân thật, không tính toán, không chiếm hữu. Vì hiểu rằng thương yêu cần phải hiểu người thương, hiểu bản thân mình hơn, thì mình sẽ biết lắng nghe thật sâu, biết hài hòa lối sống của mình với người thương, biết tha thứ, biết bao dung, biết nâng đỡ. Phật chỉ cách quá giải ghen tuông, nói lời dịu dàng. Khi kết hôn, cuộc sống màu hồng không còn nữa, những thói hư tật xấu của đôi bên được bộc lộ ra, kết quả sinh ra nhàm chán và cảm thấy bạn đời thật đáng ghét. Kinh Vô Lượng Thọ từng nói đến điều này. Thói tà hiện ra, vợ mình đáng ghét, đi lại ngoại tình. Từ những điều này cộng thêm những khúc mắc nhỏ giọt, dần dần khiến chiếc bình hôn nhân ngày càng chảy tràn. Nếu không tìm cách vá lại thì sớm hay muộn chiếc bình cũng sẽ vỡ tan. Khi đó hãy nhớ nói lời dịu dàng. Đức Phật dạy, người nói lời dịu dàng, nét mặt tươi vui sẽ không xảy ra bất hòa. Đây là yếu tố quan trọng trong đời sống tinh thần của vợ chồng. Khi đối phương phạm sai lầm, chúng ta muốn góp ý với họ phải tế nhị, đừng nói thẳng, nên nhẹ nhàng trao đổi với nhau, đưa ra ý kiến thì họ mới khâm phục. Còn như bạn đời có ưu điểm gì thì mình phải tán thưởng và khen ngợi một cách chân thành. Sự cảm thông là điều rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Nếu như cả hai không có sự cảm thông mà luôn chỉ trích, phê bình lẫn nhau, sắc mặt luôn hiền vẻ giận dữ, thì chúng sẽ là viên đá ngầm làm rạn nứt tình cảm. Nhẫn nại. Vợ chồng sẽ có những lúc hụt hạt, làm gì có chuyện khi nào cũng trong ấm ngoài êm. Nếu như cả hai không nhẫn nại với nhau, cũng dẫn đến tranh cãi, dễ xảy ra đổ vỡ. Đó là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình, ghen tuông. Nhưng muốn nhẫn nại thì phải tu tâm. Khi chồng nổi giận, cho dù vợ có lý do chính đáng cũng phải tạm thời nhường chồng, không nên tranh luận. Nếu cần thì nên tạm lánh, đợi đối phương dịu lại mới nói chuyện sẽ tốt hơn. Ai nhường ai không phải vì yếu thế khuất phục, mà sự thật là muốn cho gia đình yên ổn. Đây là nghệ thuật sống trong đời sống vợ chồng giữa cương với nhu. Trong hôn nhân đích thực, người này thường nghĩ tới người kia hơn là nghĩ tới chính mình. Chồng hay vợ không ai trên ai, người này bổ sung bù đắp cho người kia. Vì hôn nhân là một sự hợp tác bình đẳng, biểu lộ sự hòa nhã rộng lượng, và quan trọng hơn hết là sự hy sinh. Trong gia đình chỉ nên nuôi dưỡng tình yêu thương, sự tôn trọng. Đừng để những xung đột âm ỉ và lời nói làm đắng lòng nhau tồn tại. Có lòng vị tha, hãy học cách để giữ tâm từ bi hỷ xả, buông xả tinh tấn,
khâm nhẫn và tập đời sống vị tha, dẫn thân để góp phần kiểm soát tâm xấu này. Chỉ có lòng vị tha sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn. Phật đã dạy rằng, ở đời có hai hạng người mạnh mẽ. Một là người không bao giờ phạm lỗi, đó là thánh nhân. Hai là người phạm lỗi và biết sửa lỗi. Đối với người vợ, thà rằng có người chồng không trung thành còn hơn là có người chồng hay ghen. Vì người chồng không trung thành còn có thể giữ được hạnh phúc với vợ, còn người chồng hay ghen sẽ luôn biến gia đình thành quả ngục. Đối với người chồng, người vợ càng ghen thì càng không thể nào sửa đổi được người chồng, mà trái lại còn gây ra những cảnh hỗn loạn mà kết cuộc là đầu độc đời sống chung cho đến tiêu diệt hoàn toàn. Nhiều người cho rằng ghen tuông là biểu hiện của tình yêu. Thực ra cách hiểu này không hoàn toàn sai và cũng không hoàn toàn đúng. Quan trọng là liều lượng ghen như thế nào. Cái gì làm quá cũng trở thành sai trái, khiến người ta không còn khả năng kiểm soát hành vi, để rồi dễ dàng hành xử tệ hại và biện minh hành động đó được bộc lót bởi hai chữ tình yêu. Theo quan niệm của Phật giáo, ghen là một trong vô số biểu hiện của tâm xấu. Nó mang ý nghĩa nội hàm là khi ta chẳng kiểm soát được tâm mình, để chúng phát tác ra ngoài bằng những hành động hung dữ, lời nói tổn thương. Lời Phật dạy: nghe một lần, nghiệp chướng tiêu tan. Thứ nhất, tự mình là thiện tri thức. Thân cận gần gũi thiện tri thức, để học hỏi những điều hay lẽ phải. Người xưa bảo, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thực vậy, gần người ác tâm, mình trở nên hung ác. Thí dụ như mình hiền hòa mà chơi với những người bạn hung ác lỗ mãng, mỗi khi họ nói ra là chửi thề inh ỏi, nói trên đầu trên cổ. Nếu nhịn hoài, cảm thấy thua lỗ nên chửi lại cho quề. Ngay lúc đó, mình đã quá ra là người hung dữ. Hơn nữa, gần người ác tánh, hung dữ của họ làm mình khổ và dẫn dắt ta đi vào con đường sa đọa, tội lỗi. Ngoại trừ bậc thượng căn đại trí, gần người ác mới không bị ô nhiễm, còn gần người thiện lành, học hỏi được những điều hay lẽ phải và nhờ đức tánh thiện lành từ tốn của họ, làm cho tâm mình được an lạc. Gần người thiện thì giống như vào nhà hoa thơm cỏ lạ, lâu ngày thân mình cũng thơm như vậy. Gần kẻ bất thiện thì giống như vào tiệm cá ương, lâu ngày mình cũng quá ra hôi như vậy. Chớ thân với bạn ác, chớ thân với kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, thân bậc thượng nhân. Thứ hai, phải giữ gìn giới cấm, thu nhiếp oai nghi, phong độ các căn. Dẫu cho thấy một lỗi nhỏ cũng canh cánh lo sợ. Nếu muốn cho tâm mình được thanh tịnh, điều quan trọng nhất là phải giữ giới. Vì nhân giới mới sanh ra định, nhân định tâm được thanh tịnh. Nếu không giữ giới thì tâm sẽ loạn động, không bao giờ thanh tịnh. Ngoài ra, mình còn phải thâu nhiếp lục căn, thì tiếp xúc với lục trần, đừng để cho nó dính mắc, dù một lỗi nhỏ cũng không nên vi phạm. Thứ ba, điều thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh, điều thiện đã sanh thì làm cho nó tăng trưởng, điều ác chưa sanh thì đừng cho nó sanh, điều ác đã sanh rồi thì phải đoạn trừ. Nghĩa là ác nhỏ không nên làm, thiện nhỏ đừng nên bỏ. Chúng ta chớ nên xem thường các ác nhỏ, vì nhiều cái ác nhỏ thành ra cái ác lớn, còn nhiều cái thiện nhỏ thành ra thành nhiều cái thiện lớn. Trong kinh Phật dạy, đừng khinh ác nhỏ cho là không tội lỗi. Giọt nước tuy ít, chứa dồn thì đầy thùng. Tội ác lớn cũng do chứa ác nhỏ mà thành. Cũng chớ xem thường chút thiện nhỏ cho là không có phước. Một giọt nước tuy ít, chứa lâu đầy lu, phước đức lớn cũng nhờ chứa nhiều phước nhỏ mà thành.
Người làm việc thiện thì có phước dư thừa, giống như có giường mùa xuân, không thấy lớn lên nhưng ngày càng tăng nhiều. Người làm việc ác thì sẽ có tai họa dư thừa, như đá mài dao, không thấy hao mòn nhưng ngày càng khuyết thục. Thứ tư, không nên tụ tập bàn nói những điều nhảm nhí, vô ích, phi pháp. Mỗi khi nói ra phải như pháp mà nói, lúc nào cũng phải ca ngợi tán thán, hạnh thiểu dục tri túc, nói về giới, định tuệ, giải thoát, tri kiến, sẽ chỉ cho con người những phiền não, khổ đau là do thị phi. Đa phần phụ nữ thường nói chuyện thị phi, người này tốt, kẻ kia xấu, người này đáng thương, người kia đáng ghét. Nói chuyện ngoài đời chưa đủ, nói chuyện trong chùa, ông thầy này tu hay, ông sư kia tu dở. Nhưng xin thưa với quý vị, người ta đang tu nên vẫn bị nghiệp chi phối, cho nên có cái làm được, có cái chưa làm được. Mình đừng vì thế mà sân tâm phỉ báng, lập bè kết đảng, chống đối, thưa kiện lẫn nhau, vô tình làm cho ngoại đạo chê cười. Cho nên Đức Phật nói, sư tử trùng thực, sư tử nhục, nghĩa là con sư tử không có con vật nào ăn nó được, mà chính con vi trùng trong thân của nó mới giết được nó. Cũng vậy, Đức Phật nói, đạo của ta, tà ma ngoại đạo không thể phá hại được, mà chính trong hang, mà chính tứ chúng tỳ kheo. Tỳ kheo ni, thiện nam và tín nữ tự quỷ diệt giáo pháp của ta. Sở dĩ mình tốt là tại vì nghiệp nó chưa tới, chứ khi nó đã tới rồi thì mình còn hơn người ta nữa. Cho nên người xưa có nói, ai hay nói lỗi người khác thường bị mắc quả báo. Ai ơi chớ dội cười nhau, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Nói đến đây, tôi nhớ đến một chuyện thuở Phật còn tại thế. Một hôm, Ngài cùng Tôn giả Thích Xa đứng trên một ngọn núi gần biển. Phật hỏi, này Thích Xa, ông có thấy trước mắt của ông là gì không? Tôn giả Thích Xa thưa rằng, bạch Thế Tôn, con chỉ thấy trước mắt con toàn là biển nước mênh mông. Nhân đó Đức Phật dạy, cũng vậy, nước mắt của chúng sinh khóc vì những nỗi khổ của mình và đưa tiễn người thân đi vào cõi chết từ vô thủy cho đến nay nhiều hơn là nước của đại dương. Còn xương thịt, chất chồng cao hơn cả núi Thái Sơn. Một hôm khác, Đức Phật cho gọi các tỳ kheo đến và hỏi, sắc là thường hay vô thường? Tỳ kheo đáp, sắc là vô thường. Phật lại hỏi tiếp, thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường? Là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Vậy các ông có nên chấp cái thân này là tự ngã của ta, vật chất là của mình không? Bạch Thế Tôn, chúng con không nên chấp, vì thân mạng của cả vật chất đều là vô thường giả tạm. Phật dạy, các ông nên nhớ, từ hiện tại quá khứ cho tới vị lai, không có cái gì là tự ngã của ta, cho đến thọ tưởng hành thức cũng là như thế. Các ông phải quan sát như vậy để nhàm chán xa lìa nó mà thẳng tiến trên con đường giải thoát tri kiến. Cái thân này là vô thường giả tạm, vậy mà người ta cứ lầm chấp cho nó là thật. Học quan niệm là vật dưỡng nhân nên thẳng tay sát sinh hại vật. Nhưng hãy thử hỏi mũi mồng lang sói, chúng cũng có quyền nói là người sinh ra nhân để giữ Phật được sao? Chẳng qua là không sống và chết, mạnh được yếu thua, đó là chuyện xưa nay. Tại sao người con Phật phải trường trai giới xác? Vì con cá cắn câu thì quảng sợ, con chim thấy cung tên, súng đạn liền vỗ cánh bay cao. Ngựa trâu còn chảy nước mắt ròng ròng khi sắp bị đập đầu thọc huyết.
điểu thú còn tham sống sợ chết, tại sao ta đành lòng giết chúng mà ăn? Ban đầu, người giết cầm thú, sao rồi người lại giết người? Bởi quen mùi máu tanh hôi nên sinh ra hiếu sát, chiến tranh và giết hại lẫn nhau. Ôi sơn hào hải gì, một bữa ăn mà kẻ khóc người than, thú kia chết thảm, gây ra thù hận và kết oán luân hồi, thường mạng lẫn nhau. Chi bằng cơm rau đạm bạc cũng qua, ngày hai bữa rảnh chí tu hành. Bởi vậy tôi ước mong mọi người trên thế gian hãy xót thương tất cả muôn loài, bởi chúng đều có tri, có giác. Ta đừng làm chúng đau khổ. Đó là lẽ đạo từ bi mà Đức Phật từng dạy cho các đệ tử. Đời người chẳng khác nào như con thuyền lạc giữa phong ba. Nước mắt thế nhân là đại hải bao la, bùng ba giành giật sát sanh hại vật, rốt cuộc rồi cũng chết. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệp, nên khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Thứ tư, những nỗi khổ vì chết. Thân người đến lúc sắp chết, phân tán thần thức chẳng an. Đụng đến như dao cắt, đau nhức toàn thân, toát mồ hôi, mệt nhọc, trợn mắt, méo miệng, giật gân, uống mình, dặn tay bẻ chân, hai tay buông xuôi, phong đại tản đi là hết hơi thở, hỏa đại bi là tấm thân lạnh ngắt như đồng. Cho dù đại dương có bao nhiêu binh chủng, kho tàng, thần dân đi chăng nữa, cũng không thể nào đối đầu với tử thần. Chỉ có nước bó tay cỡ giáp đầu hàng mà thôi. Sau khi chấm dứt pháp thoại, vua Ba Tư Nặc thức tỉnh, quan hỷ tính thọ phụng hành lời Phật dạy. Mạng người mong manh, sớm còn tối mất, vô thường chợt đến, không ai tránh khỏi. Ngày xưa, có bốn anh em dòng Đại Phạm Chí, đều có thần thông, biết sẽ chết, cùng bàn với nhau rằng, cái chết sắp đến với chúng ta, vậy hãy mau ẩn tránh. Khi bàn tính xong, ông thì bay lên hư không, ông vào trong biển, một ông nữa vào giữa núi đi tu, còn ông thứ tư tới chợ trốn giữa đám đông. Nhưng đến ngày chết, thời bốn ông đều bạc vong. Nếu ai biết suy nghĩ đạo lý vô thường, khổ, không, vô ngã này, hiểu tu tập theo lời Phật dạy, thời thoát khỏi sanh lão bệnh tử, ưu bi, khổ não, đạt đến đạo quả niết bàn vậy. Trong kinh A Hàm, Phật dạy, tất cả không ai tránh khỏi sanh lão bệnh tử. Vậy mà, có lắm người khi thấy ai đó già bệnh chết, lại sanh tâm khinh khi. Nhưng họ lại quên rằng, rồi đây mình cũng già bệnh chết. Nhớ lại thuở Đức Phật ở Trúc Lâm Tịnh Xá, có một thầy tỳ kheo, mắc bệnh lở loét khắp cả thân thể, máu mủ thường chảy ra, ai thấy cũng sợ hãi, không dám lại gần. Nhìn thảm cảnh ấy, Đức Phật đến chỗ vị tỳ kheo, tự tay trông nom săn sóc cho đến khi bình phục. Đó là tấm gương từ bi của Phật. Chúng ta là đệ tử của Ngài, không thể dửng dưng làm ngơ trước sự đau khổ của nhân loại mà không ra tay cứu giúp. Thứ năm, chăm sóc cho người bệnh. Một là ta cảm nhận thân này bất tịnh để nhắc nhở trên đường tu tập. Hai là tích lũy phước lành cho mai sau. Ngược lại, thấy người già yếu bệnh hoạn mà phỉ báng khinh thường khạc nhổ làm ngơ, sau này kẻ đó bị quả báo, khi bệnh không ai ngó tới, mọi người tránh xa. Thân này quả thật là nơi chứa các nhóm, các thứ bệnh hoạn tai nạn. Nói đến cái chết, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương kể rằng, thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài cho gọi chư tỳ kheo đến hỏi rằng, mạng người sống được bao lâu? Vị thứ nhất thưa rằng, mạng người sống được 100 năm. Vị thứ hai nói, sống được 70 năm.
Còn vị thứ ba bảo vài tháng vài ngày. Sau cùng có một vị đứng lên thưa rằng: Bạch Thế Tôn, mạng người sống chỉ có một hơi thở. Phật khen rằng: Ông hiểu và nói được như vậy mới thật là người giác ngộ. Thật vậy, chúng ta sống được là nương vào hơi thở. Hít thở ra mà không hít vào là ôi thôi, hơi vừa dứt mạng người cũng dứt. Nào của cải vợ con tài vật đều bỏ lại, nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Bất luận hàng dương giả hay thứ dân, giàu hay nghèo, sang hèn, ai ai rồi cũng phải chết. Vậy mà thiên hạ cứ nghĩ mình sống hoài muôn đời trên vũ trụ, nên họ cứ mãi giành giật cấu xé lẫn nhau. Ai cũng tham giàu sang quyền tước, nhưng cho người có kho vàng núi bạc, lộc tả quyền cao, gác tía lầu son, ngọc ngà châu báu, tất cả đều bị định luật vô thường đào thải. Có nghĩa lý chi mà thiên hạ lại nỡ đang tâm sát phạt tranh giành, chung quy rồi cũng trở về với cát bụi. Vô thường là thế nào? Quý Phật tử hãy tư duy lời Phật dạy. Vô thường có nghĩa là không bền chắc, từ trạng thái này biến đổi qua trạng thái khác, là tan hoại theo định luật, thành trụ hoại không. Để quý Phật tử hiểu thế nào là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, chúng ta hãy cùng nhau quan sát, suy nghiệm thì sẽ biết ngay. Thân vô thường. Nói đến thân vô thường, nó sanh diệt từng giây, từng phút, sâu chuỗi thời gian âm thầm đẩy đưa chúng ta tiến dần vào cõi chết. Khoa học cũng đã chứng minh, các tế bào trong cơ thể con người luôn luôn thay đổi, làm cho ta mau lớn, chóng già, rồi chết. Mỗi giây mỗi phút trong cơ thể đều có sự sanh diệt không ngừng. Nói đến vô thường, trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: Tất cả pháp trong đời cũng như giấc mộng, khác gì huyễn thôi. Tự hồ bọt nước dòng khơi, mảnh thân bào ảnh, chút hơi xương tàn, ngày qua chớp nhoáng lệ làng, phải nên suy xét hợp tan đó là. Thật vậy, cái thân con người chẳng khác nào như tuyết giá cành cây, xương đầu ngọt cỏ, mới thấy đó rồi lại mất đó. Đứng trước thảm trạng ấy, Thái tử Tất Đạt Đa nghiệm thấy thân này là tứ khổ, nên ngài xuất gia đắc đạo, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đem giáo pháp cứu độ chúng sanh, đưa họ vào cõi niết bàn bất sanh bất diệt. Thưa quý Phật tử, cái thân của ta có gì là thật đâu? Tất cả không ai thoát khỏi cảnh sanh lão bệnh tử. Từ khi còn nằm trong bụng mẹ đã là khổ rồi. Bốn bên bao bọc đen tối, chẳng khác nào ở chốn ngục tù đài nhơ uế. Từ lúc mới chào đời cho tới khi trưởng thành, trải qua không biết bao nhiêu là bệnh hoạn, tai nạn, âu sầu, khổ não, lúc nào cũng rình rập bên mình. Tuổi về chiều lại càng khổ hơn, da nhăn, má hốp, răng rụng, tóc bạc, thân thể gầy yếu đi. Đi đứng thì khó khăn, đau ốm triền miên, khổ không tả xiết, lần hồi bước vào cõi chết. Trong giờ phút hấp hối, tâm thần rối loạn, dẫn gơ, kinh sợ vô cùng, rồi lần mòn đến lúc lâm chung, từ giả cõi đời tạm bờ, theo đường tội phước. Dẫu cho có nhiều phương thuốc ngừa trước ngăn sau, cũng không thoát khỏi luật tuần hoàn. Nói đến cảnh khổ của kiếp người, thuở Phật còn tại thế, một hôm, vua Ba Tư Nặc cùng bá quan văn võ Xa Giá đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con là vua Ba Tư Nặc, cai trị nước Câu Tắc La, có bốn binh chủng hùng mạnh, hôm nay con đến viếng thăm Đức Thế Tôn. Vua Ba Tư Nặc nói như vậy là nhằm để khoe với Đức Phật ông là vị vua hùng mạnh nhất thời đó, để cho Đức Phật khen ngợi. Nhưng ngược lại,
Đức Phật không khen mà còn hỏi rằng: Này Đại Dương, giả sử như ở phương Đông, Tây, Nam, Bắc có bốn ngọn núi cao chọc trời đang lăn về đây. Mỗi khi di chuyển đến đâu là nghiền nát người và vật đến đó. Thử hỏi, Đại Dương lấy cái gì để chống ngăn nó? Vua Ba Tư Nặc ngẫm nghĩ thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con không thể nào đem bốn binh chủng kho tàng thần dân ra để mà ngăn chống được, vì nếu đem ra sẽ bị nó nghiền nát hết. Nhân đây Đức Phật dạy: Đúng như vậy đó Đại Dương, bốn ngọn núi chính là sinh lão bệnh tử. Nay Đại Dương lắng nghe, vì người đời u ám không có chánh trí, nên dù kẻ say mê vui đời mà chẳng hề biết tội phước là gì cả, nên thường bị tứ khổ. Thứ nhất, những nỗi khổ về sanh. Khi nằm trong bụng mẹ, hài nhi chịu rất nhiều nỗi khổ. Nếu mẹ ăn đồ nóng hoặc uống nước lạnh thì như nằm trong lò lửa hầm băng. Khi mẹ đói cơm khát nước, thai nhi lỏng bỏng khó chịu. Mẹ ăn no, lấn ép khó bề cửa quậy. Lúc sanh, thân con đau đớn, mạng mẹ nguy hiểm, lòng cha lo sợ. Ra khỏi bụng mẹ, da thân mềm mỏng, chẳng phải như những vật bên ngoài, đau như là dao cắt, hoảng hốt, thất thanh, khóc gian. Thứ hai, những nỗi khổ về già. Lúc nhỏ, nhờ ơn nuôi nấng của cha mẹ, lớn lên đương đầu với cuộc sống đầy gian lao khổ cực để mưu sinh. Lần hồi đến ngày già yếu, răng rụng mắt mờ, tai lãng, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, trí tuệ lu mờ, sanh ra lẫn lộn, ăn dơ uống bẩn, nói năng giống như người mất trí. Ăn rồi thì bảo chưa ăn, chưa ăn bảo ăn rồi. Có khi lại chửi bới, nói năng nhảm nhí, làm trò cười cho lũ trẻ. Thứ ba, vẫn nỗi khổ về đau. Thân người có bốn đại là đất, nước, gió, lửa hiệp thành. Nếu như bốn đại không điều hòa thì bệnh sanh khởi. Như địa đại chẳng điều hòa thì thân thể nặng nề. Thủy đại chẳng điều hòa thì thân thể phù thủng. Quả đại chẳng điều hòa thì thân nóng nảy. Phong đại chẳng điều hòa, thân thể động chuyển đau đớn như kim châm lửa đốt. Chính vì bốn đại không điều hòa, cho nên sanh ra vô số chứng bệnh, nào là cùi phong ghẻ lở, ung nhọt cảm cúm, nhức đầu, răng đau bài liệt, làm cho khí lực hao mòn, miệng khô, lưỡi thục, mũi nghẹt, mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe. Những đồ nhơ nhớp tuôn trào, rồi ngồi nằm trên ấy, tâm thần khổ não, giọng nói bi ai, buồn thảm, món ngon vật lạ, khi đưa vào miệng, đều biến thành vị đắng. Thứ tư, tâm vô thường. Nói đến cái tâm nó sanh diệt vô thường còn hơn cái thân rất nhiều. Lúc thì hồi tưởng về quá khứ để tiếc nuối, khi lại mơ mộng đến tương lai bồn chồn lo lắng. Trong khi hiện tại không có lúc nào được yên, nó thay đổi không ngừng, nhấp nhô như sóng biển, nên Đức Phật gọi đó là tâm duyên ý mã, giống như khỉ chuyền cành ngựa chạy. Trong phàm phu làm chất cho tâm mình là thật mà gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm, nào là độc đoán, cố chấp, bảo thủ, tự hào, khoe khoang hay hăm dọa, yêu cầu đừng có đụng chạm đến tôi. Cái tánh sân si hung hăng xấu ác như vậy mà không biết cải sửa còn đi khoe khoang, thật là mê muội không sao nói hết. Nếu tự cho cái tâm mình là thật, Đức Phật nói chẳng khác nào như nhận giặc làm con, lấy khách trần phiền não làm chủ, để cho nó dẫn dắt mình làm người khách phong trần, này đây mai đó, đọa lạc lên xuống trong ba cõi sáu đường, chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Xin trích dẫn mẫu chuyện chứng minh tâm vô thường biến đổi. Thuở Phật còn tại thế, có một chú tiểu tên là Tăng Hộ, cha mẹ đều qua đời, họ hàng thân thuộc không còn ai.
chú chỉ còn một người cậu ruột. Khi cậu đi xuất gia, chú đi tu theo. Cậu được xếp vào hàng sa di. Một hôm, chú được thí chủ cúng dường, liền đem cơm cúng lại cho thầy. Nhưng thầy không nhận, vì đã có đủ tam y. Chú buồn quá, nghĩ chắc thầy không thương mình nữa. Chiều hôm đó chú cầm quạt hầu thầy, nhưng trong tâm tư cứ nghĩ miên man, không biết sẽ về đâu. Thầy không thương, họ hàng không có. Chú chợt nghĩ, à, ta đem bán, ta sẽ lấy tiền mua một con dê đực, một con dê cái. Vài năm sau, có một đàn dê, bán dê mua bò, bán bò mua trâu, bán trâu tậu ruộng vườn. Khi đó mình đã lớn, cưới vợ, sanh đứa con trai kháu khỉnh, sẽ dẫn vợ con về thăm thầy. Trên đường đi, vợ chú dấp phải rễ cây, thằng bé rớt xuống đất. Chú nổi giận, giơ cành cây, gõ lên đầu vợ. Vừa lúc đó, thầy chú mở mắt ra nói, người gõ lên đầu vợ không trúng, lại trúng cái đầu trọc của ta rồi. Chú bừng tỉnh giấc mơ, hốt hoảng bỏ chạy. Các bạn thấy chú chạy như ma đuổi, liền chạy theo bắt lại, dẫn chú đến Đức Phật. Ngài liền an ủi, này chú, cái tâm phàm phu thường lén lút đi rất xa, vô hình vô dạng, chú nên khéo phòng hộ tâm mình, như gã một đồng chăn trâu vậy. Nghe lời dạy của Phật, tăng hộ ở lại tu viện tu hành đến ngày chứng quả A-la-hán. Lại một hôm khác vào buổi sáng, và cùng chư tăng đi khất thực, trong khi cầm bát đi khất thực sau lưng Phật, La Hầu La đánh mất chánh niệm. Chú nhìn Phật đi phía trước rồi tự nghĩ, nếu Phật không đi tu, sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh dương. Còn mình thì đang làm gì? Trí óc vẫn dơ nghĩ như thế, hơi thở và dáng đi của chú không còn an trú trong oai nghi nữa. Phật biết chú bất chánh niệm, ngài dừng bước và quay lại bảo, này La Hầu La, con có theo dõi hơi thở và duy trì chánh niệm không? La Hầu La im lặng. Phật dạy, này La Hầu La, trong khi đi khất thực, con phải an trú trong chánh niệm bằng cách duy trì ý thức và hơi thở có ý thức và thực tập thiền quán. Vì tính cách vô thường và vô ngã của muôn loài, những yếu tố đó là sắc thân cảm thọ, tri giác tâm ý và nhận thức, thì con có thể thiền quán ngay trong khi khất thực. Như vậy, chỉ cần La Hầu La có ý thức để chấm dứt tạp niệm phát khởi. Chánh niệm mỗi khi thở vào, biết rằng đang thở vào, và chánh niệm mỗi khi thở ra, biết rằng đang thở ra. Thở vào một hơi dài, ta biết đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi ngắn, ta biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Đó là hơi thở có ý thức trong lúc thở. Như thế ta chỉ để tâm nơi hơi thở mà thôi. Làm được như vậy, lập tức chấm dứt ngay được những suy nghĩ diễn dông, đã không có lợi ích mà còn làm cho tâm ta loạn động. Một khi những tạp niệm được cắt đứt, thì tâm ta an trú trong chánh niệm. Ta biết ta đang thở trong tỉnh thức, không bị tạp niệm bao vây và dẫn dắt. Duy trì ý thức và hơi thở được trọn vẹn, ta thiết lập được định tâm. Lúc bấy giờ, ta mới nương theo hơi thở để quán chiếu thân thể, cảm thọ tâm ý và mọi sự vật trong ta và ngoài kia. 10 cách tạo ra nhiều phước nhất, cực dễ, ai ai cũng làm được. Để cuộc sống bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn, chúng ta cần có nhiều phước đức. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách tạo ra nhiều phước nhất có thể. Cuối cùng là hầu hết chúng ta toàn tập trung vào những việc tốn công sức nhưng không mang lại lợi lạc gì nhiều. Sau đây là một số gợi ý để tất cả mọi người, bao gồm người thường hay bậc tu hành, có thể học hỏi và thực hành theo. Thứ nhất, bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường là việc ai cũng nên ý thức phải làm nếu muốn có nhiều phước đức trong đời.
Mọi người chỉ nghĩ tới việc bố thí dừng lại ở tiền bạc, nhưng thực tế là còn rộng hơn như thế. Đó còn là chia sẻ kiến thức, giúp một bữa ăn khi đang đói. Không dừng lại ở đó, bạn có thể khuyến khích những người xung quanh thực hành bố thí lại càng tốt. Không cần đợi bạn giàu có mới có thể thực hiện. Hãy bố thí trong khả năng của mình. Thời Đức Phật, có bà già cúng ngọn đèn dầu không tắt, sau này còn giác ngộ thành Phật. Đức Phật khuyên chúng ta giúp người bằng tâm, nếu không thì việc ta bố thí cúng dường cũng không mang lại chút lợi lạc nào. Vậy nên, khi mình bố thí thì đừng tự mãn là mình đã làm người tốt, hay từ câu chuyện của vua Lương Võ Đế xây cất hàng trăm ngôi chùa, độ tăng chúng tu hành rất đông, thiết trai bố thí cúng dường đúc chuông tạo tượng. Thế nhưng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho rằng những việc làm ấy thực không có công đức gì cả. Ngài cho biết khi vua tự vinh danh mình đã làm được bao nhiêu chuông chùa thì công đức tiêu tan. Ngược lại, nếu vua im lặng làm công đức mới viên mãn. Bởi bản thân vua phước đức rất dày nên kiếp này mới ở ngôi thiên tử. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh có ghi lại rằng người nào tu dưỡng trí huệ mà chẳng tu bố thí thì ắt đời sau được thông minh nhưng nghèo túng. Chỉ vui tu bố thí mà chẳng tu trí huệ, đời sau được giàu to nhưng ngu ám chẳng biết gì. Còn nếu không tu cả hai thì nhiều kiếp bị nghèo và ngu dốt. Thứ hai, cúng dường cho bậc chân tu. Việc bố thí cúng dường vốn đã rất tốt rồi, nhưng bố thí đúng người thì ruộng phước càng rực rỡ hơn. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có đoạn: bố thí thức ăn cho đạo sĩ diệt dục sẽ được phước báo gấp nghìn vạn lần, bố thí thức ăn cho Tu Đà Hoàng sẽ được vô lượng phước báo, huống chi bố thí thức ăn cho bậc Tư Đà Hàm đã chứng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm đã chứng quả A Na Hàm, A La Hán đã chứng quả A La Hán, Bích Chi Phật đã chứng quả Bích Chi Phật, sẽ được phước báo vô lượng vô biên, không thể tính toán nổi. Thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều người trở thành thần tiên nhờ cúng một cây mía cho một sa môn, hay cúng một nắm củ cải. Thế nên không chê việc thiện nhỏ, nhất là khi có cơ duyên cúng dường bố thí cho những bậc tu hành chân chính thì nên gắng sức thực hiện. Tuy nhiên, gần đây có không ít nhà sư mạo danh nhằm trục lợi những người cả tin. Do đó chúng ta cũng phải đủ tinh tấn để tránh bị lừa gạt, làm hao tổn công sức vô ích. Thứ ba, trì giới. Trì giới có nghĩa là tránh làm việc xấu ác, dù là tu tại gia, tu hành tại chùa, hay kể cả những người chưa phải là Phật tử cũng có thể thực hành. Nói chung là giữ gìn giới hạnh trong sạch, tức là tâm niệm không được sinh ra bất kỳ một thứ gì xấu ác cả. Nếu được như vậy thì lâu ngày sẽ có định lực tâm thanh tịnh. Những người trì giới thì dù có đi đâu, ở đâu đều cảm thấy tự tin, cũng không lo người khác nói xấu, vì không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đó là người lương thiện, có tấm lòng rộng lớn, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Thế nên trì giới cũng là cách tạo ra phước báo mà ngay trong kiếp này chúng ta đã có thể được hưởng và dành để cả kiếp sau. Thứ tư, khiêm tốn. Nói một người tài giỏi thông minh giàu có trở nên khiêm tốn quả là việc khó. Họ tự mãn với thành tích của bản thân, càng bị người đời ghét bỏ tránh xa. Thế nên, những người này khi gặp khó khăn sẽ chẳng ai muốn giúp đỡ. Làm người nên tránh khoe khoang tài năng, thành tích của mình mọi lúc mọi nơi. Không nên ở trước mặt người đang yếu thế mà khoe khoang những gì mình có để tỏ ra hả hê.
sự khiêm tốn thể hiện trí tuệ thực sự của một người. Có như vậy mới hòa thuận trong gia đình và có một sự nghiệp thịnh vượng. Mỗi cá nhân nên hiểu rằng một người may mắn, có trí tuệ và sự giàu không phải để họ thụ hưởng một mình rồi tiêu xài xa hoa, mà là để giúp đỡ những người nghèo khổ. Người xưa cho rằng chỉ có khiêm tốn mới có thể tích phước. Nếu bạn luôn sống với tâm niệm khiêm tốn và biết ơn thì vận mệnh của bạn cũng sẽ theo đó mà được cải thiện. Thứ năm, nhẫn nhịn. Càng kiêu căng ngạo mạn thì càng bị nhiều người ghét, càng chiêu mời thu hút kẻ xấu xui xẻo về mình. Ngược lại, càng khiêm tốn lại càng có lợi, nhận được nhiều sự giúp đỡ, cuộc sống càng có nhiều phước lộc. Hay như câu chuyện thời kỳ Phật còn tại thế, Tôn giả Mục vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra một người có thể trở thành thiên thần khi thực hành nhẫn nhịn. Thiên thần cho biết bản thân không bố thí hay làm việc về tôn giáo, nhưng vào thời Phật Ca Diếp là đầy tớ của một ông chủ tàn bạo hà khắc. Mặc dù ông chủ đánh đập, mỗi khi sân hận nổi lên, người này tự an ủi mình rằng ông ấy là chủ mình, có thể bắt giam mình hoặc xẻo mũi mình hay xẻo bất cứ nơi nào. Đừng giận dữ, như thế có thể làm lắng dịu lòng mình, chỉ có thế mà được phước quả này. Hạnh nhẫn nhịn giúp chúng ta tránh được những tranh chấp cãi vã. Những sự đấu tranh không cần thiết cũng chính là nguồn cơn dẫn tới khổ đau và phiền não, lại tạo ra nhiều phước báo thì hà cớ gì mà không thực hiện. Thứ sáu, hồi hướng công đức. Nhiều người chăm chỉ làm việc tốt nhưng họ quên một bước quan trọng là hồi hướng công đức. Không phải ai cũng biết vì sao phải hồi hướng công đức. Việc này có nghĩa là chia phước của mình cho những người thân, người xung quanh mình. Điều quan trọng là phước đức không bị mất đi mà còn gia tăng gấp bội. Việc này được Đức Phật ví như việc một ngọn nến đang cháy dùng để thắp các ngọn nến còn lại, giúp toàn bộ ngọn nến cùng sáng, tạo nên một không gian lung linh. Trong khi đó, ngọn nến cũ không hề bị thiệt thòi gì cả. Điều này có nghĩa là nếu bạn càng có thể chia sẻ phước lành với người khác thì phước lành đó sẽ tồn tại lâu hơn và vô tận. Ngay cả nhân vật tu hành, khi đọc bất kỳ cuốn kinh, bài chú hay sám pháp nào cũng đều có câu nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả. Thứ bảy, chăm sóc hỗ trợ người bệnh. Những người ốm bệnh, thân thể đau đớn, tinh thần lao dốc, nếu có người an ủi, dỗ về, giúp họ vực lại tinh thần là điều cực kỳ quan trọng. Trong kinh Vô Lượng Thọ từng ghi lại rằng nếu là Phật tử nên cúng dường những người bệnh tật như cúng dường chư Phật, không khác gì trong tám món phước điền, phước thâm bệnh là đứng đầu. Kinh Phạm Võng cũng ghi lại rằng nếu các vị quốc vương hay bà la môn thấy người già bệnh tật, phụ nữ sinh sản mà trong một niệm đủ lòng đại từ bố thí thuốc thang, ăn uống cháo mền khiến cho họ được an ủi, tu phước như thế không thể nghĩ bằng, thành tựu vô lượng công đức. Thế nên đây cũng là cách tạo ra nhiều phước nhất mà không phải ai cũng biết và làm theo. Thứ tám, nghe và giảng pháp. Nếu có điều kiện nghe và giảng pháp thì quả là điều tuyệt vời. Thậm chí có những người không hiểu hết các bài kinh kệ, nhưng sau một thời gian nghe pháp cũng tự ngộ ra những chân lý sống cần có. Nhờ thế mà họ tránh xa điều dữ ác, gần điều thiện lành, có được cuộc sống hạnh phúc bình an. Nếu biết lan tỏa điều này để cho nhiều người nghe và hiểu, giúp họ ngộ ra những điều tốt đẹp, lẽ sống chân chính, sẽ càng tạo ra phước đức vô lượng. Thứ chín, thiền định. Càng ngày có nhiều người tìm đến thiền định,
cho dù họ không theo một tôn giáo cụ thể nào. Lợi ích của thiền định rất lớn lao. Nó có thể giúp ta bình ổn tâm trí giữa những thăng trầm, sóng gió, xáo trộn, lo âu, phiền muộn của cuộc sống. Không những thế, thiền định còn giúp ta giữ thân khẩu ý thanh tịnh, giúp ta quán chiếu bản thân, không bị cái xấu lôi kéo, không để dục vọng dẫn dụ. Việc tưởng rất đơn giản, nhưng lại có phước báo vô lượng vô biên. Thứ 10, sống hiếu thuận. Làm tròn chữ hiếu là một trong những cách tạo ra nhiều phước nhất. Và điều này đứng cuối cùng không phải vì ít quan trọng, mà đơn giản là điều mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được. Sống tròn chữ hiếu với cha mẹ, ắt phước đức sẽ tự nhiên được bồi đắp. Thế nên, hiếu thảo với cha mẹ luôn là điều quan trọng nhất trong đời người mà ai cũng phải lưu tâm. Nhưng quan trọng là hiểu cho đúng, nếu không sẽ trở thành cực đoan thái quá. Phước báo trong đời cũng vô thường, lúc có, lúc hết. Thế nên, chúng ta cần phải vun đắp thường xuyên mỗi ngày. Vì thế trong cuộc sống luôn cố gắng tích cực, hành thiện, giữ tâm thanh tịnh mới là điều cần và nên làm để tạo tích lũy phước báo từ nay về sau. Tạo ra phước báo trong cuộc sống của chúng ta đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực. Dưới đây là một số cách giúp chúng ta có thể tạo ra phước báo trong cuộc sống hàng ngày. Tạo phước báo bằng lòng biết ơn. Hãy luôn trân trọng những điều tích cực trong cuộc sống và biết ơn những điều tốt đẹp mà chúng ta có. Bằng cách tập trung vào những niềm vui nho nhỏ, những thành tựu và những mối quan hệ đáng quý, chúng ta tạo ra một tư duy tích cực và mở rộng lòng biết ơn. Tạo phúc báo bằng lòng nhân ái, sẻ chia và giúp đỡ người khác là cách tuyệt vời để tạo ra phúc báo. Hãy tìm cách làm điều tốt đẹp cho cộng đồng xung quanh, từ việc tham gia các hoạt động từ thiện đến việc hỗ trợ người khó khăn. Bằng cách đóng góp và làm điều tốt cho người khác, chúng ta mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống của mình và cho người khác. Tạo phúc báo bằng lòng khoan dung và tha thứ. Lòng khoan dung và tha thứ giúp chúng ta giải phóng mình khỏi sự oan trái gắn bó với quá khứ. Bằng cách thực hành lòng khoan dung và tha thứ, chúng ta xóa bỏ sự oán hận và tiêu cực trong tâm hồn và tạo điều kiện cho sự thanh thản và hạnh phúc. Tạo phúc báo bằng việc sống đúng giới luật. Sự chân thật, trung thực và tuân thủ giới luật là những yếu tố quan trọng trong việc tạo ra phúc báo. Bằng cách sống đúng giới luật, chúng ta tạo ra sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống và tránh những hậu quả tiêu cực của hành động sai trái. Tạo phúc báo bằng việc tu tập và rèn luyện tâm hồn. Qua việc tu tập và rèn luyện tâm hồn, chúng ta nâng cao sự tỉnh thức và nhận thức của mình bằng cách thực hành thiền định, học tập và áp dụng những nguyên lý Phật Pháp vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tạo ra sự thanh thản và hạnh phúc sâu sắc. Tạo ra phúc báo trong cuộc sống không chỉ là sự nhận thức, mà còn đòi hỏi hành động và ý thức. Bằng cách thực hiện những cách trên và mang lại lợi ích cho bản thân và những người xung quanh, chúng ta tạo ra phúc báo trong cuộc sống và đều hướng đến một tâm linh và đạo đức cao hơn. Lời Phật dạy khi nào cần phải nhẫn? Trong cuộc sống thường ngày, vui vẻ, an lạc, tinh thần thoải mái là một mong ước lớn nhất của con người. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều sự việc ngoài ý muốn, do mình tạo hay người khác tạo ra, gây cho mình bực bội, khó chịu, nóng giận trong lòng. Nếu không biết cách hóa giải thì chúng ta sẽ giải quyết bằng lời nói, hành động tiêu cực dẫn đến hiệu quả không tốt đẹp, mà tạo nghiệp chẳng lành cho kiếp sống hiện tại và chịu quả báo xấu về sau.
tôi xin trình bày đến quý vị Phật tử một phương pháp của Phật sống nhẫn theo lời Phật dạy. Người xưa thường hay nói, một câu nhịn chính điều lành, hay chữ nhẫn là chữ tượng vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu. Định nghĩa, nhẫn là nhẫn nhục, là nhịn, là chịu đựng phần kém về mình, phần thiệt thòi về mình. Đây là pháp tu của Bồ Tát, bố thí trì giới, mà mục đích là tu và độ chúng sanh, lợi mình lợi người. Nếu không biết nhẫn thì trong tâm hồn luôn có một ngọn lửa, chờ gió nhẹ thổi tới là bùng cháy. Khi mà đã cháy thì các vị biết cái gì rồi. Nhiều người không hiểu nói nhẫn là nhục lắm. Đó chỉ là sự đè nén, chịu đựng, nếu vậy chưa phải là nhẫn. Nhẫn nhục là giữ thái độ hòa hiếu, hóa giải những phiền não do sự sân giận đem lại. Và khi sân giận mang lại hầu như không có kết quả tốt đẹp, như câu ngạn ngữ giận quá mất khôn mà chúng ta từng nghe. Những trường hợp nào chúng ta cần phải nhẫn nhục? Thứ nhất là bị người khác xúc phạm. Người nhỏ hơn hay bằng mình xúc phạm, vô lễ, hỗn, có thái độ chống đối. Thí dụ khi ở nhà chúng ta con cháu vô lễ, nếu không biết nhẫn thì mình phải sao? Chửi cha nó chứ không thèm chửi nó, hoặc giận nữa thì chửi ông nội nó. Nhiều khi cháu mình nói sai, mình kêu lại rầy, nó đứng chống nạnh trả lời, ông là cái thá gì mà nói tôi. Đối với Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không biết nhẫn thì việc tu tập chưa đạt như ý nguyện. Có khi mình là người quy y lâu, đến chùa tu học, công quả cũng lâu. Nay gặp mấy đứa nhỏ hơn mới vô, mình góp ý nó. Nó nói, bà lấy cái quyền gì mà nói tôi, chùa này chỉ có trụ trì thôi. Bị lớn hơn, có quy quyền hơn xúc phạm, chèn ép tức đoạt hết quyền lợi. Tại vì thấy mình nhỏ, nghĩ rằng không biết mình ngu, nên dùng cái quyền người lớn để dọa nạt. Nên chúng ta là người lớn hơn, phải dùng điều đúng để đối xử. Đối với người có quy quyền, chúng ta đang sống trong một xã hội độc lập, tự do, hạnh phúc. Mục tiêu của đảng nhà nước đưa đất nước tiến tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, trong lộ trình hướng tới đó, có khi chúng ta cũng gặp một vài trường hợp bị xúc phạm. Nếu có xảy ra thì chúng ta phải làm sao? Phải nhẫn, chỉ đó chỉ là một vài trường hợp cá nhân thôi, chứ chúng ta không thể đổ lỗi hết cho cả xã hội là không được. Hoặc nghe nói ông thầy này, bà sư cô kia sai thì được, chứ quơ cả thầy chùa vô là không được. Nên chúng ta phải nhẫn để quán chiếu, để hóa giải, để tìm hướng giải quyết, chứ không thể có hành động tiêu cực dẫn đến hậu quả không tốt. Còn cả hàng trăm hàng ngàn trường hợp làm cho ta không được như ý. Có những trường hợp từ trên trời rớt xuống là thế nào? Thiên tai, bão lũ, thời tiết nóng lạnh, mưa gió bất thường, sụp đất, đá lở. Chúng ta dùng chữ nhẫn mà tu. Nếu không tu nhẫn, gặp việc tức giận quá, không biết làm sao, ra đứng ngoài sân nhìn lên cao la làng lên, trời ơi ngó xuống mà coi, sao ông ăn ở ác quá. Thực chất, có trời nào nghe mình la không? Trời là lòng mình, như câu chuyện vui đổi ngỗng cầu mưa. Câu chuyện muốn nói, ở đời ai cũng muốn thuận lợi về mình. Nếu khi không được thì phải cầu cạnh. Mà có người có khả năng giải quyết cho mình thì còn biết bao nhiêu việc người khác nữa. Nên nếu không được như ý của mình thì phải nhẫn. Còn có những trường hợp do mình tạo ra hay trong gia đình nhỏ bé của mình, chồng nói một tiếng, vợ không nhẫn, cãi lại, tức giận đánh nhau, người nào cũng không chịu phần lỗi cho mình là đúng. Trong trường hợp này, một trong hai người dùng chữ nhẫn có thể nhận trách nhiệm về mình. Anh ơi, em biết lỗi rồi mà, thì mọi việc sẽ theo diễn tiến khác, có khi tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng không chịu nhẫn được, thể hiện qua những lời nói xuất phát từ con tim hay đáy lòng, thì dồn nén đó,
Tội nghiệp cho ai? Cho con, cho đồ vật, cho vật nuôi. Thí dụ, đang bị chửi tức quá không làm gì được, gặp đứa con nhỏ đi học về, mắng cho một trận, rồi quay qua con mèo đói, đang đòi ăn, không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người có thể đoán được ý rồi đó. Thứ hai, đối nghĩa với nhẫn nhục là nóng giận. Chúng ta thấy thường ngày trong cuộc sống, một người nào đó không thấy họ nhẫn nhịn, thì điều gì ở họ cho chúng ta dễ nhận ra họ? Sân. Sân giận là một trong ba món độc của thế gian. Một niệm sanh tâm khởi, bá dạng chướng môn khai. Hoặc chúng ta sống chung hay hợp tác làm ăn với những người này thì không thuận lợi cho mấy. Trong gia đình vợ chồng sống với nhau một nhà, chồng nóng nảy quá thì làm khổ vợ con. Hoặc có khi trong nhà chẳng may của đứa con nóng nảy thì cũng vậy. Nếu chống đối thì mất hạnh phúc. Câu chuyện chỉ có con cá mà giết em ruột mà báo đã đăng rồi đó. Hoặc giả sống chung với một người mà chất xám của họ ít quá. Cái đầu tàu hũ, râu rồng nấu với ruột tôm, người khôn sống với người ngu, bực mình. Có một dạng tương đương với sân, phẫn. Bên ngoài không thấy biểu hiện gì, nhưng trong lòng họ đang dồn nén để tìm cách trả thù. Đạo Phật không chấp nhận cách nhẫn nhục này, mà nó là nóng giận đang biến tướng, dạng tâm lý này rất tai hại. Thứ ba, vậy thì nhẫn nhục cho chúng ta điều gì? Nếu chúng ta thực hiện được sự nhẫn, thì bản thân rất được nhiều người thương mến, dễ gần, gia đình hạnh phúc, xã hội được tốt đẹp hơn. Xã hội Việt Nam chúng ta thường hay nói về mối quan hệ tình cảm giữa mẹ chồng và nàng dâu. Và sự việc đều không tốt đẹp, bao giờ cũng đổ lỗi cho những bà mẹ chồng, mà nguyên nhân sâu xa nhìn chung là nghiêng về nàng dâu. Vì bởi cô dâu là người ngoài, họ có mặt tại nhà chồng để làm gì và họ được gì, nên họ phải là người hội đủ tiêu chuẩn mà các bà mẹ chồng đưa ra. Nếu hiểu điều đó, cô dâu cố gắng sống tốt, bên cạnh đó áp dụng chữ nhẫn thì mọi điều sẽ tốt đẹp. Học pháp nhẫn chẳng sanh oan trái, giữ tâm không khỏi phải lụy phiền, sống cõi đời thông thả bình yên, hướng nẻo đạo dự huyền trực chỉ. Hơn nữa, thực hiện được sự nhẫn cũng là giữ sức khỏe cho mình, tim, huyết áp. Để trả hết nghiệp, theo Đạo Phật, sở dĩ chúng ta có mặt trong thế giới này là cho chúng ta tạo nghiệp hoặc thiện hoặc chẳng thiện, nên chúng ta sống ở đây là để trả nghiệp cho mau hết, cho dứt để có được an vui. Vừa trả nghiệp mà là vừa làm sạch nghiệp, cũng giống như vừa tu mà chỉ người khác tu để làm thay đổi nghiệp. Vừa nhẫn mà vừa tìm phương tiện để khéo léo để họ cũng nhẫn như mình, cũng từ bi nhân từ như mình. Khi đã hiểu ra thì sạch nghiệp với nhau và sống an vui, hạnh phúc đời này và đời sau. Phú Lâu Na tấm gương vĩ đại. Ngô Đạt Quốc Sư. Một vài phương pháp tu nhẫn. Chúng ta đưa ra nhiều về tác hại và lợi ích, bây giờ là mấu chốt quan trọng trong buổi nói chuyện hôm nay, đó là phương pháp tu. Có thể nói, có vô số cách mà Đức Phật dạy để chúng ta quá dạy nó, nhưng chúng ta có thể đưa ra một vài phương pháp sau đây. Niệm Phật. Luôn thường xuyên niệm Phật từng ngày, chúng ta tập niệm Phật Bồ Tát, vì lúc đó nhất tâm niệm Phật sẽ mang đến sự tập trung vào chánh pháp, không thèm để ý đến những sự việc bên ngoài. Quán tưởng tức là mổ xẻ. Trong đời sống, cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Khi gặp cảnh, chúng ta chia làm hai phần. Phần xấu thì mình quán, đây là nghiệp của họ, không ngu gì mà phải hơn thua phần này. Bên cạnh đó, còn có cái tốt thì giữ cái tốt để giao lưu với họ. Quán xem trong sự việc này có lỗi mình không, đời này cũng là đời quá khứ, và không thì nghĩ đến cái đám tang vô thường vừa đi tiễn đưa hôm qua, hay vào nghĩa trang mà nhìn.
không cố chấp. Coi như trình độ nghiệp lực ngay cỡ đó thì họ ăn nói, hành động cỡ đó, và mình là người gặp phải nghiệp. Chuyển sang từ thiện tụng kinh là một việc gì đó, nhớ là đừng đi nhậu hay tự giận nha. Nuôi dưỡng từ bi và quyết tâm hành trì. Khi một đứa trẻ khóc ré tức giận thì đâu thể mắng mỏ nó, mà thương nó và tìm hiểu xem nó đang cần cái gì để có thể đáp ứng cho nó. Và nếu không đáp ứng được thì thương cho nó. Nó khóc riết rồi sẽ không tốt cho sức khỏe hay bản tánh của nó. Cũng vậy, khi ai đó hành động không tốt với ai đó hay với chính mình thì khởi lòng thương họ, vì họ đang tạo nhân ác và quả của họ sẽ khổ đau và chết bị rơi vào địa ngục. Chúng ta biết rồi ý nghĩa của chữ nhẫn, thì từ đây về sau cố gắng tu tâm dưỡng tánh, quy y Tam Bảo, sống theo lời Phật dạy, theo chính sách pháp luật của nhà nước. Nhất định chúng ta sẽ có một cuộc sống an lạc, vui tươi cho đời sống hiện tại và mãi mãi về sau. Đức Phật cho biết, thời gian quả báo xuất hiện, sống ác thì sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật. Lời Phật dạy về quả báo nhãn tiền và quả báo tương lai có nói: ở đời, vận mệnh của mỗi người tốt hay xấu không phải do ông trời định đoạt, mà là do hành động của chính mỗi người. Ví dụ, làm việc thiện như phóng sinh, bố thí, làm việc thiện thì được quả báo tốt. Ngược lại, làm việc ác như sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì thu hút những quả báo xấu. Quả báo ở đời này có nghĩa là người làm việc ác sẽ bị nghiệp ác quật lại. Người tốt thì sống yên bình cùng phước đức của bản thân. Có người nói, ngày nay người ta kiếm tiền không phải chỉ vì ăn uống giải trí sao? Chẳng phải là nhà cao xe sang, chức vụ, nhân tình, phú quý, danh vọng hay sao? Nhưng bạn hãy nhớ rằng, nếu những gì bạn làm vi phạm đạo quy luật tự nhiên sẽ bị trừng phạt bạn. Điều này được gọi là quả báo. Theo lời Phật dạy, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải là không báo thì thời chưa đến, thời đến thì tất phải trả. Nếu bạn tích lũy việc xấu, làm nhiều việc bất chính, một ngày nào đó bạn nhất định sẽ sụp đổ. Có người nói rằng, quả báo của người thường sẽ dần dần xuất hiện trong 10 năm, ở độ tuổi từ 50 đến 60. Ở tuổi 50, mọi người đều cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều biến cố. Người càng nhiều phước thì càng bình yên. Một số người sẽ cảm thấy bồn chồn, một số người sẽ cảm thấy lạc lõng về mặt cảm xúc, một số người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái. Những người bồn chồn hoặc là đã từng làm điều xấu và cảm thấy sợ hãi khi về già, còn một người tươi tỉnh, vui vẻ, yên bình thì gần như cả đời chưa làm điều gì xấu, thì khi về già sẽ tự nhiên yên bề gia thất. Đối với người bình thường, thứ họ mong muốn trong cuộc đời này không phải là cái gọi là tiền tài danh vọng, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Tiền tài danh vọng không để đem theo đến hết đời. Chỉ cần bạn nằm xuống, giàu có đến đâu cũng chẳng là gì. Tôi đã từng chứng kiến một số ông chủ thời kỳ đầu làm ăn bất chính, ác độc, nhưng mỗi năm đầu năm mới đều lên chùa thắp nén nhang đầu tiên, mong thần Phật phù hộ cho mình. Nói một cách thực tế hơn, việc cầu trời khấn Phật này chính là sự dối mình. Thử nghĩ mà xem, nếu ông chủ đối xử tốt với nhân viên hơn, làm ăn có lương tâm hơn, không làm hại bao nhiêu người thì đâu cần phải cầu trời khấn Phật. Quả báo không đến sớm thì muộn, nó sẽ đến trong tuổi già của con người. Thời gian quả báo xuất hiện không cố định. Khuyên bạn hãy một lòng kính sợ, làm người bình dị, làm việc thiện đức, như vậy mới có thể an phận cả đời. Có người nghi ngờ nhân quả thiện báo ác báo.
vì thấy người lành gặp nhiều thăng trầm khổ đau, còn kẻ ác thì được thịnh vượng trường thọ. Câu chuyện nhân gian về bao chưởng sau đây có thể giúp mọi người hiểu rằng mọi việc đều có nhân quả, mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Theo truyền thuyết, ở một nơi nào đó vào thời nhà Tống, có một chàng trai trẻ, cha mẹ qua đời, anh bị tàn tật, sống bằng nghề ăn mày, nhưng tính tình tốt bụng, thường thích giúp đỡ người khác. Ở địa phương không có cây cầu trên sông, nên nước sông chảy xiết rất nguy hiểm. Mỗi khi đến mùa lũ là không thể qua được. Điều này khiến cho các trưởng lão ở địa phương đau lòng mà không tìm ra cách giải quyết. Thấy cảnh này, chàng trai trẻ muốn xây một cái cầu đá nên đã nhặt đá hàng ngày bất chấp sự chế giễu của người khác. Theo thời gian, năm này qua năm khác, đá chất đóng thành một con đường cao lớn có thể đi qua sông. Mọi người vô cùng xúc động và cùng nhau bắt tay xây dựng cái cầu đá. Trong một lần đục đá, cậu bé bị mù mắt. Mọi người than trời không công bằng. Nhưng chàng trai trẻ không phàn nàn gì cả và vẫn cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác. Cầu vừa xây xong, khi mọi người đang ăn mừng thì nam thanh niên bị sét đánh tử vong. Bao chưởng nghe được chuyện này, trong lòng vô cùng phẫn nộ, viết lên câu đối bi ai của cậu bé rằng: làm ác còn hơn làm lành. Chẳng mấy chốc, hoàng đế và thái tử của nhà Tống chào đời. Khóc lóc thảm thiết, tất cả ngự y đều bất lực. Bao chưởng nhìn thấy làn da trắng nõn như tuyết của đứa bé, trên bàn tay trắng nõn non nớt ẩn chứa mấy chữ. Sau khi cẩn thận xác định, hóa ra đó là những chữ tự mình viết cho con. Đứa bé ngừng khóc khi nhìn thấy bao chưởng. Sau đó, bao chưởng hiểu được số phận của chàng trai trẻ. Quả ra, chàng trai trẻ này đã phạm nhiều tội ác ở kiếp trước, và tội ác của anh ta rất nghiêm trọng, phải chịu quả báo ba đời mới đền hết tội lỗi. Giống là do nhân quả an bài, ở kiếp luân hồi thứ nhất, anh bị tàn phế cô độc. Ở kiếp luân hồi thứ hai, anh bị mù mà sống sót. Anh ta tàn tật trong một lần tái sinh đầu tiên. Nhưng cậu đã thay đổi quá khứ của mình và chỉ muốn làm những điều tốt đẹp cho người khác. Vì vậy, ông trời đã để anh ta trả nghiệp của hai kiếp trong một kiếp và khiến anh ta bị mù. Nhưng anh ta không đổ lỗi cho người khác mà âm thầm làm điều tốt cho mọi người. Các vị thần đã lấy nghiệp của anh ta từ kiếp thứ ba và trả lại ở kiếp đầu tiên. Vì vậy, anh ta bị sét đánh chết. Cuối cùng, đáng lẽ đời thứ ba, anh ta vẫn phải gánh chịu đau khổ. Nhưng nhờ xây được cầu, nên đã trả hết nghiệp, an bài tái sinh vào hoàng thất, hưởng phú quý, hưởng thụ vô tận. Qua sự việc này, bao chưởng cũng ngộ ra rằng, không nên chỉ nhìn vào bề nổi có vấn đề. Nghiệp chướng nhân quả thực sự rất phi thường. Nhiều người thắc mắc, liệu thực sự có quả báo dành cho kẻ ác? Tại sao chúng ta không thể thấy quả báo dành cho kẻ ác? Có một câu nói rất hay, không thấy không có nghĩa là không có. Một số ác báo không phải là quả báo dành riêng cho mình, mà còn là quả báo cho người thân trong gia đình hoặc thế hệ tương lai. Lấy họ Tư Mã trong lịch sử làm thí dụ. Tư Mã Ý, các con trai là Tư Mã Chiêu, Tư Mã Thạch đều là những người rất thông minh, ngay cả cháu nội Tư Mã Viên cũng rất giỏi. Tuy nhiên, Tư Mã Ý đã làm quá nhiều việc xấu, gieo ác nhân không mấy tốt đẹp. Sau đó nhà Tư Mã sinh ra một vị hoàng đế thông minh bẩm sinh là Tư Mã Trung. Chính Tư Mã Trung này đã gây ra loạn Bắc Dương ở nhà Tấn và gieo rắc tai họa cho sự diệt vong của nhà Tây Tấn. Sau khi Bắc Dương loạn kết thúc, Nam Bắc Triều nổi lên, Tư Mã Gia tử thương. Vài chục năm sau,
Tống Vũ Đế, Lưu Vũ xuất hiện và quét sạch toàn bộ gia tộc Tư Mã Ý, để con cháu Tư Mã Ý nếm trái đắng. Đây là cái gọi là nhân quả. Không phải thế hệ này thì thế hệ khác sẽ gánh nghiệp nếu như sống ác độc quá. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đừng xem thường luật nhân quả. Lời Phật dạy về nhân quả có câu: người không làm phước thì thường chịu quả báo, nếu tu được phước thì đời này và đời sau đều được an vui. Sự an vui hạnh phúc ở đời đều do tu thân mà có được. Hiểu nhân quả thì mới đoán được vận tốt xấu của mình và biết được thời gian quả báo xuất hiện. Trong kinh Phật cũng có nói: nghiệp chướng không thể biến mất, khi quả báo chín mùi, có quy y cũng khó thoát. Chỉ cần đã tạo nghiệp thì đến thời cơ thuận lợi, nhất định sẽ thấy quả báo linh ứng. Và khi quý vị làm việc thiện mà không được quả báo ngay, đó là do thân khẩu ý của quý vị đã tạo nghiệp quá nhiều, lỗ hổng quá lớn khiến cho tất cả phước đức đều bị thất thoát. Vì vậy khi hiểu được nhân quả thì sẽ biết bói toán bùa ngải chính là mê tín dị đoan. Chỉ có tích thiện mới có thể cải biến nhân quả, tăng phúc, cải biến vận mệnh. Nếu làm việc thiện và tích đức thì sẽ có phúc dày, ắt được phúc báo. Không cầu của cải thì phú quý sẽ không mời mà đến. Người có tấm lòng nhân hậu, dù không được trời ban thưởng, cũng được mọi người đối xử tử tế, suốt ngày vui vẻ, tự nhiên sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu một người có tâm niệm xấu xa, cho dù không có sự trừng phạt của thần linh, cũng sẽ bị mọi người lên án, suốt ngày sống trong hận thù, số phận ác sẽ éo le. Thiện ác do trời định, người tốt không bị trời lừa. Xin cho mọi người đều biết nói lời lành, làm việc lành, có ý tốt, tích đức và được phước liên tục. Lời Phật dạy về ghen tuông: chớ dội trách người, hãy trách mình trước tiên. Ngày nay chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều những trận đánh ghen bị tung hê lên mạng xã hội. Đám đông được nước lại bình luận ra vào như là người từng trải, hoặc thậm chí như là các chuyên gia có kinh nghiệm, và thường khiến cho tình hình càng trầm trọng hơn. Để tránh phạm sai lầm ảnh hưởng tới phước báo, vận may của mình, bạn nên tỉnh thức, hãy lắng nghe lời Phật dạy về ghen tuông, có thể nhìn được thấu đáo vấn đề. Người ta hay biện hộ cho sự ghen tuông là vì yêu, không yêu thì không ghen. Thế nhưng, bản chất của thương yêu là phải có tính đồng nhất. Khi đó, niềm vui của người này cũng là của người kia. Khi hai người là một, thì đó mới đích thực là tình yêu lứa đôi. Tính cách và lý tưởng sống của chúng ta về cơ bản khác nhau, bởi họ có gia đình, bạn bè, tập quán, kiến thức, nhận xét, cảm xúc, sở thích và cả lý tưởng riêng của họ. Ta muốn thương yêu thì chỉ nên tham dự vào cuộc đời của họ, chấp nhận và giúp đỡ, chứ không phải là tìm cách đẩy cuộc đời của họ ra để đặt cuộc đời của ta vào và muốn làm chủ. Dĩ nhiên trong tâm ai cũng có chứa hạt mầm ích kỷ, và đời sống hôn nhân phải có những cam kết ràng buộc chắc chắn, nhưng đó phải dựa trên sự tự nguyện. Đức Phật thường khuyên rằng chúng ta phải gìn giữ năm giới để bảo hộ thân tâm, bảo hộ hạnh phúc gia đình một cách trọn vẹn. Nếu thực tập gìn giữ được năm giới này thì chắc chắn gia đình sẽ ấm êm. Diệt không sát sanh có nghĩa là sẽ bảo hộ mạng sống của người và loài khác, từ đó không tạo nhân chia lìa cho gia đình người khác, vật khác. Theo luật nhân quả, giới nhân lành không gây chia rẽ cho ai thì gia đình bạn cũng sum vầy. Không tham lam tức là việc không lấy của người. Vì thế, những việc không phải của mình thì mình không lấy. Bạn tham lam muốn lấy mọi thứ về mình thì cuộc sống trả lại cho bạn điều tương tự. Khi bạn bỏ được thói này thì đối phương cũng sẽ chẳng thể tham lam, muốn phòng nhì, phòng ba. Tránh xa sự tà dâm.
là để chúng ta không đuổi theo dục vọng, dành thời gian của mình cho sự nghiệp và tương lai. Hơn nữa, đó là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu người phụ nữ và đàn ông ai cũng có ý thức về việc này thì chắc chắn sẽ hạn chế được ghen tuông. Không nói dối cũng là nhân lành cho quả tin tưởng, để người ta không hồ nghi mình, dẫu mình trong sạch. Không uống rượu hoặc sử dụng chất ma túy cũng vậy. Rượu giàu không kiềm chế được, ma túy sử dụng một lần có thể gây nghiện và trượt dài trong dòng xoáy của nó mà không biết bao nhiêu gia đình phải nát tan. Biết giữ gìn phẩm hạnh của mình thì từ đó trí tuệ, lòng từ bi sinh khởi, sẽ biết quán chiếu được phải trái, biết lắng nghe và biết hành xử đẹp với cuộc đời, với người mình thương yêu. Vì hiểu tình thương là gốc của hạnh phúc, nên mình sẽ chế tác tình thương chân thật, không tính toán, không chiếm hữu. Vì hiểu rằng thương yêu cần phải hiểu người thương, hiểu bản thân mình hơn, thì mình sẽ biết lắng nghe thật sâu, biết hài hòa lối sống của mình với người thương, biết tha thứ, biết bao dung, biết nâng đỡ. Phật chỉ cách quá giải ghen tuông, nói lời dịu dàng. Khi kết hôn, cuộc sống màu hồng không còn nữa, những thói hư tật xấu của đôi bên được bộc lộ ra, kết quả sinh ra nhàm chán và cảm thấy bạn đời thật đáng ghét. Kinh Vô Lượng Thọ từng nói đến điều này. Thói tà hiện ra, vợ mình đáng ghét, đi lại ngoại tình. Từ những điều này cộng thêm những khúc mắc nhỏ giọt, dần dần khiến chiếc bình hôn nhân ngày càng chảy tràn. Nếu không tìm cách vá lại thì sớm hay muộn chiếc bình cũng sẽ vỡ tan. Khi đó hãy nhớ nói lời dịu dàng. Đức Phật dạy, người nói lời dịu dàng, nét mặt tươi vui sẽ không xảy ra bất hòa. Đây là yếu tố quan trọng trong đời sống tinh thần của vợ chồng. Khi đối phương phạm sai lầm, chúng ta muốn góp ý với họ phải tế nhị, đừng nói thẳng, nên nhẹ nhàng trao đổi với nhau, đưa ra ý kiến thì họ mới khâm phục. Còn như bạn đời có ưu điểm gì thì mình phải tán thưởng và khen ngợi một cách chân thành. Sự cảm thông là điều rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Nếu như cả hai không có sự cảm thông mà luôn chỉ trích, phê bình lẫn nhau, sắc mặt luôn hiền vẻ giận dữ, thì chúng sẽ là viên đá ngầm làm rạn nứt tình cảm. Nhẫn nại. Vợ chồng sẽ có những lúc hụt hạt, làm gì có chuyện khi nào cũng trong ấm ngoài êm. Nếu như cả hai không nhẫn nại với nhau, cũng dẫn đến tranh cãi, dễ xảy ra đổ vỡ. Đó là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình, ghen tuông. Nhưng muốn nhẫn nại thì phải tu tâm. Khi chồng nổi giận, cho dù vợ có lý do chính đáng cũng phải tạm thời nhường chồng, không nên tranh luận. Nếu cần thì nên tạm lánh, đợi đối phương dịu lại mới nói chuyện sẽ tốt hơn. Ai nhường ai không phải vì yếu thế khuất phục, mà sự thật là muốn cho gia đình yên ổn. Đây là nghệ thuật sống trong đời sống vợ chồng giữa cương với nhu. Trong hôn nhân đích thực, người này thường nghĩ tới người kia hơn là nghĩ tới chính mình. Chồng hay vợ, không ai trên ai, người này bổ sung bù đắp cho người kia. Vì hôn nhân là một sự hợp tác bình đẳng, biểu lộ sự hòa nhã rộng lượng, và quan trọng hơn hết là sự hy sinh. Trong gia đình, chỉ nên nuôi dưỡng tình yêu thương, sự tôn trọng. Đừng để những xung đột âm ỉ và lời nói làm đắng lòng nhau tồn tại. Có lòng gì tha, hãy học cách để giữ tâm từ bi hỷ xả, buông xả tinh tấn, khâm nhẫn và tập đời sống vị tha dẫn thân để góp phần kiểm soát tâm xấu này. Chỉ có lòng vị tha sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn. Phật đã dạy rằng, ở đời có hai hạng người mạnh mẽ. Một là người không bao giờ phạm lỗi, đó là thánh nhân. Hai là người phạm lỗi và biết sửa lỗi. Đối với người vợ, thà rằng có người chồng không trung thành còn hơn là có người chồng hay ghen. Vì người chồng không trung thành còn có thể giữ được hạnh phúc với vợ, còn người chồng hay ghen sẽ luôn biến gia đình thành quả ngục.
đối với người chồng. Người vợ càng ghen thì càng không thể nào sửa đổi được người chồng, mà trái lại còn gây ra những cảnh hỗn loạn mà kết cuộc là đầu độc đời sống chung cho đến tiêu diệt hoàn toàn. Nhiều người cho rằng ghen tuông là biểu hiện của tình yêu. Thực ra cách hiểu này không hoàn toàn sai và cũng không hoàn toàn đúng. Quan trọng là liều lượng ghen như thế nào. Cái gì làm quá cũng trở thành sai trái, khiến người ta không còn khả năng kiểm soát hành vi, để rồi dễ dàng hành xử tệ hại và biện minh hành động đó được bộc lót bởi hai chữ tình yêu. Theo quan niệm của Phật giáo, ghen là một trong vô số biểu hiện của tâm xấu. Nó mang ý nghĩa nội hàm là khi ta chẳng kiểm soát được tâm mình, để chúng phát tác ra ngoài bằng những hành động hung dữ, lời nói tổn thương. Lời Phật dạy: nghe một lần, nghiệp chướng tiêu tan. Thứ nhất, tự mình là thiện tri thức. Thân cận gần gũi thiện tri thức, để học hỏi những điều hay lẽ phải. Người xưa bảo, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thực vậy, gần người ác tâm, mình trở nên hung ác. Thí dụ như mình hiền hòa mà chơi với những người bạn hung ác lỗ mãng, mỗi khi họ nói ra là chửi thề inh ỏi, nói trên đầu trên cổ. Nếu nhịn hoài, cảm thấy thua lỗ, nên chửi lại cho quề. Ngay lúc đó, mình đã quá ra là người hung dữ. Hơn nữa, gần người ác tánh, hung dữ của họ làm mình khổ và dẫn dắt ta đi vào con đường sa đọa, tội lỗi. Ngoại trừ bậc thượng căn đại trí, gần người ác mới không bị ô nhiễm, còn gần người thiện lành, học hỏi được những điều hay lẽ phải và nhờ đức tánh thiện lành từ tốn của họ, làm cho tâm mình được an lạc. Gần người thiện thì giống như vào nhà hoa thơm cỏ lạ, lâu ngày thân mình cũng thơm như vậy. Gần kẻ bất thiện thì giống như vào tiệm cá ương, lâu ngày mình cũng quá ra hôi như vậy. Chớ thân với bạn ác, chớ thân với kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, thân bậc thượng nhân. Thứ hai, phải giữ gìn giới cấm. Thu nhiếp oai nghi, phong độ các căn, dẫu cho thấy một lỗi nhỏ cũng canh cánh lo sợ. Nếu muốn cho tâm mình được thanh tịnh, điều quan trọng nhất là phải giữ giới. Vì nhân giới mới sanh ra định, nhân định tâm được thanh tịnh. Nếu không giữ giới thì tâm sẽ loạn động, không bao giờ thanh tịnh. Ngoài ra, mình còn phải thâu nhiếp lục căn, thì tiếp xúc với lục trần, đừng để cho nó dính mắc, dù một lỗi nhỏ cũng không nên vi phạm. Thứ ba, điều thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh, điều thiện đã sanh thì làm cho nó tăng trưởng, điều ác chưa sanh thì đừng cho nó sanh, điều ác đã sanh rồi thì phải đoạn trừ. Nghĩa là ác nhỏ không nên làm, thiện nhỏ đừng nên bỏ. Chúng ta chớ nên xem thường các ác nhỏ, vì nhiều cái ác nhỏ thành ra cái ác lớn, còn nhiều cái thiện nhỏ thành ra thành nhiều cái thiện lớn. Trong kinh Phật dạy, đừng khinh ác nhỏ cho là không tội lỗi. Giọt nước tuy ít, chứa dồn thì đầy thùng. Tội ác lớn cũng do chứa ác nhỏ mà thành. Cũng chớ xem thường chút thiện nhỏ cho là không có phước. Một giọt nước tuy ít, chứa lâu đầy lu, phước đức lớn cũng nhờ chứa nhiều phước nhỏ mà thành. Người làm việc thiện thì có phước dư thừa, giống như có vườn mùa xuân, không thấy lớn lên nhưng ngày càng tăng nhiều. Người làm việc ác thì sẽ có tai họa dư thừa, như đá mài dao, không thấy hao mòn nhưng ngày càng khuyết thục. Thứ tư, không nên tụ tập bàn nói những điều nhảm nhí, vô ích phi pháp. Mỗi khi nói ra phải như pháp mà nói, lúc nào cũng phải ca ngợi tán thán. Hạnh thiểu dục tri túc, nói về giới định tuệ giải thoát
tri kiến sẽ chỉ cho con người những phiền não, khổ đau là do thị phi. Đa phần phụ nữ thường nói chuyện thị phi, người này tốt, kẻ kia xấu, người này đáng thương, người kia đáng ghét. Nói chuyện ngoài đời chưa đủ, nói chuyện trong chùa, ông thầy này tu hay, ông sư kia tu dở. Nhưng xin thưa với quý vị, người ta đang tu nên vẫn bị nghiệp chi phối, cho nên có cái làm được, có cái chưa làm được. Mình đừng vì thế mà sanh tâm phỉ báng, lập bè kết đảng, chống đối, thưa kiện lẫn nhau, vô tình làm cho ngoại đạo chê cười. Cho nên Đức Phật nói: sư tử trùng thực, sư tử nhục, nghĩa là con sư tử không có con vật nào ăn nó được, mà chính con vi trùng trong thân của nó mới giết được nó. Cũng vậy, Đức Phật nói: đạo của ta, tà ma ngoại đạo không thể phá hại được, mà chính trong hang, mà chính tứ chúng tỳ kheo. Tỳ kheo ni, thiện nam và tín nữ tự quỷ diệt giáo pháp của ta. Sở dĩ mình tốt là tại vì nghiệp nó chưa tới. Chứ khi nó đã tới rồi thì mình còn hơn người ta nữa. Cho nên người xưa có nói: ai hay nói lỗi người khác thường bị mắc quả báo. Ai ơi chớ dội cười nhau, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Nói đến đây, tôi nhớ đến một chuyện thuở Phật còn tại thế. Một hôm, Ngài cùng Tôn giả Thích Xa đứng trên một ngọn núi gần biển. Phật hỏi: này Thích Xa, ông có thấy trước mắt của ông là gì không? Tôn giả Thích Xa thưa rằng: bạch Thế Tôn, con chỉ thấy trước mắt con toàn là biển nước mênh mông. Nhân đó Đức Phật dạy: cũng vậy, nước mắt của chúng sinh khóc vì những nỗi khổ của mình và đưa tiễn người thân đi vào cõi chết từ vô thủy cho đến nay nhiều hơn là nước của đại dương. Còn xương thịt chất chồng cao hơn cả núi Thái Sơn. Một hôm khác, Đức Phật cho gọi các tỳ kheo đến và hỏi: sắc là thường hay vô thường? Tỳ kheo đáp: sắc là vô thường. Phật lại hỏi tiếp: thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường? Là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Vậy các ông có nên chấp cái thân này là tự ngã của ta, vật chất là của mình không? Bạch Thế Tôn, chúng con không nên chấp, vì thân mạng của cả vật chất đều là vô thường giả tạm. Phật dạy: các ông nên nhớ, từ hiện tại quá khứ cho tới vị lai, không có cái gì là tự ngã của ta, cho đến thọ tưởng hành thức cũng là như thế. Các ông phải quan sát như vậy để nhàm chán xa lìa nó mà thẳng tiến trên con đường giải thoát tri kiến. Cái thân này là vô thường giả tạm, vậy mà người ta cứ lầm chấp cho nó là thật. Học quan niệm là vật dưỡng nhân nên thẳng tay sát sinh hại vật. Nhưng hãy thử hỏi mũi mồng lang sói, chúng cũng có quyền nói là người sinh ra nhân để giữ Phật được sao? Chẳng qua là không sống dài chết, mạnh được yếu thua, đó là chuyện xưa nay. Tại sao người con Phật phải trường trai giới xác? Vì con cá cắn câu thì quảng sợ, con chim thấy cung tên, súng đạn liền vỗ cánh bay cao. Ngựa trâu còn chảy nước mắt ròng ròng khi sắp bị đập đầu thọc huyết. Điểu thú còn tham sống sợ chết, tại sao ta đành lòng giết chúng mà ăn? Ban đầu người giết cầm thú, sao rồi người lại giết người? Bởi quen mùi máu tanh hôi nên sinh ra hiếu sát, chiến tranh và giết hại lẫn nhau. Ôi sơn hào hải gì, một bữa ăn mà kẻ khóc người than. Thú kia chết thảm, gây ra thù hận và kết oán luân hồi, thường mạng lẫn nhau. Chi bằng cơm rau đạm bạc cũng qua, ngày hai bữa rảnh chí tu hành.
Bởi vậy tôi ước mong mọi người trên thế gian hãy xót thương tất cả muôn loài, bởi chúng đều có tri, có giác. Ta đừng làm chúng đau khổ. Đó là lẽ đạo từ bi mà Đức Phật từng dạy cho các đệ tử. Đời người chẳng khác nào như con thuyền lạc giữa phong ba. Nước mắt thế nhân là đại hải bao la, bồn ba giành giật sát sanh hại vật, rốt cuộc rồi cũng chết. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệt, nên khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Thứ tư, những nỗi khổ vì chết. Thân người đến lúc sắp chết, phân tán thần thức chẳng an. Đụng đến như dao cắt, đau nhức toàn thân, toát mồ hôi, mệt nhọc, trợn mắt, méo miệng, giật gân, uống mình, dặn tay bẻ chân, hai tay buông xuôi, phong đại tản đi là hết hơi thở, hỏa đại bi là tấm thân lạnh ngắt như đồng. Cho dù đại dương có bao nhiêu binh chủng, kho tàng, thần dân đi chăng nữa, cũng không thể nào đối đầu với tử thần. Chỉ có nước bó tay, cỡ giáp đầu hàng mà thôi. Sau khi chấm dứt pháp thoại, vua Ba Tư Nặc thức tỉnh, quan hỷ, tín thọ phụng hành lời Phật dạy. Mạng người mong manh, sớm còn tối mất, vô thường chợt đến, không ai tránh khỏi. Ngày xưa, có bốn anh em dòng Đại Phạm Chí, đều có thần thông, biết sẽ chết, cùng bàn với nhau rằng, cái chết sắp đến với chúng ta, vậy hãy mau ẩn tránh. Khi bàn tính xong, ông thì bay lên hư không, ông vào trong biển, một ông nữa vào giữa núi đi tu, còn ông thứ tư tới chợ trốn giữa đám đông. Nhưng đến ngày chết, thời bốn ông đều bạc vong. Nếu ai biết suy nghĩ đạo lý vô thường, khổ, không, vô ngã này, hiểu tu tập theo lời Phật dạy, thời thoát khỏi sanh lão bệnh tử, ưu bi, khổ não, đạt đến đạo quả Niết Bàn vậy. Trong kinh A Hàm, Phật dạy, tất cả không ai tránh khỏi sanh lão bệnh tử. Vậy mà, có lắm người khi thấy ai đó già bệnh chết, lại sanh tâm khinh khi. Nhưng họ lại quên rằng, rồi đây mình cũng già bệnh chết. Nhớ lại thuở Đức Phật ở Trúc Lâm Tịnh Xá, có một thầy tỳ kheo, mắc bệnh lở loét khắp cả thân thể, máu mủ thường chảy ra, ai thấy cũng sợ hãi, không dám lại gần. Nhìn thảm cảnh ấy, Đức Phật đến chỗ vị tỳ kheo, tự tay trông nom săn sóc cho đến khi bình phục. Đó là tấm gương từ bi của Phật. Chúng ta là đệ tử của Ngài, không thể dửng dưng làm ngơ trước sự đau khổ của nhân loại mà không ra tay cứu giúp. Thứ năm, chăm sóc cho người bệnh. Một là ta cảm nhận thân này bất tịnh để nhắc nhở trên đường tu tập. Hai là tích lũy phước lành cho mai sau. Ngược lại, thấy người già yếu bệnh hoạn mà phỉ báng khinh thường khạc nhổ làm ngơ, sau này kẻ đó bị quả báo, khi bệnh không ai ngó tới, mọi người tránh xa. Thân này quả thật là nơi chứa các nhóm, các thứ bệnh quạng tai nạn. Nói đến cái chết, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương kể rằng, thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài cho gọi chư tỳ kheo đến hỏi rằng, mạng người sống được bao lâu? Vị thứ nhất thưa rằng, mạng người sống được 100 năm. Vị thứ hai nói, sống được 70 năm. Còn vị thứ ba bảo vài tháng vài ngày. Sau cùng có một vị đứng lên thưa rằng, bạch Thế Tôn, mạng người sống chỉ có một hơi thở. Phật khen rằng, ông hiểu và nói được như vậy mới thật là người giác ngộ. Thật vậy, chúng ta sống được là nương vào hơi thở. Hít thở ra mà không hít vào là ôi thôi, hơi vừa dứt mạng người cũng dứt. Nào của cải vợ con tài vật đều bỏ lại, nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Bất luận
hàng dương giả hay thứ dân, giàu hay nghèo, sang hèn, ai ai rồi cũng phải chết. Vậy mà thiên hạ cứ nghĩ mình sống hoài muôn đời trên vũ trụ, nên họ cứ mãi giành giật cấu xé lẫn nhau. Ai cũng tham giàu sang, quyền cước, nhưng cho người có kho vàng núi bạc, lộc tả quyền cao, gác tía lầu son, ngọc ngà châu báu, tất cả đều bị định luật vô thường đào thải. Có nghĩa lý chi mà thiên hạ lại nỡ đan tâm sát phạt tranh giành, chung quy rồi cũng trở về với cát bụi. Vô thường là thế nào? Quý Phật tử hãy tư duy lời Phật dạy. Vô thường có nghĩa là không bền chắc, từ trạng thái này biến đổi qua trạng thái khác, là tan hoại theo định luật, thành trụ hoại không. Để quý Phật tử hiểu thế nào là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, chúng ta hãy cùng nhau quan sát, suy nghiệm thì sẽ biết ngay. Thân vô thường. Nói đến thân vô thường, nó sanh diệt từng giây, từng phút, sâu chuỗi thời gian âm thầm đẩy đưa chúng ta tiến dần vào cõi chết. Khoa học cũng đã chứng minh, các tế bào trong cơ thể con người luôn luôn thay đổi, làm cho ta mau lớn, chóng già, rồi chết. Mỗi giây, mỗi phút trong cơ thể đều có sự sanh diệt không ngừng. Nói đến vô thường, trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy, tất cả pháp trong đời, cũng như giấc mộng khác gì huyễn thôi. Tự hồ bọt nước dòng khơi, mảnh thân bào ảnh, chút hơi xương tàn. Ngày qua chớp nhoáng lệ làng, phải nên suy xét hợp tan đó là. Thật vậy, cái thân con người chẳng khác nào như tuyết giá cành cây, xương đầu ngọt cỏ, mới thấy đó rồi lại mất đó. Đứng trước thảm trạng ấy, Thái tử Tất Đạt Đa nghiệm thấy thân này là tứ khổ, nên ngài xuất gia đắc đạo, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đem giáo pháp cứu độ chúng sanh, đưa họ vào cõi Niết Bàn bất sanh bất diệt. Thưa quý Phật tử, cái thân của ta có gì là thật đâu? Tất cả không ai thoát khỏi cảnh sanh lão bệnh tử. Từ khi còn nằm trong bụng mẹ đã là khổ rồi. Bốn bên bao bọc đen tối, chẳng khác nào ở chốn ngục tù đài nhơ uế. Từ lúc mới chào đời cho tới khi trưởng thành, trải qua không biết bao nhiêu là bệnh hoạn, tai nạn, âu sầu, khổ não, lúc nào cũng rình rập bên mình. Tuổi dậy chiều lại càng khổ hơn, da nhăn, má hốp, răng rụng, tóc bạc, thân thể gầy yếu đi. Đi đứng thì khó khăn, đau ốm triền miên, khổ không tả xiết, lần hồi bước vào cõi chết. Trong giờ phút hấp hối, tâm thần rối loạn, dẫn gơ, kinh sợ vô cùng, rồi lần mòn đến lúc lâm chung, từ giả cõi đời tạm bợ theo đường tội phước. Dẫu cho có nhiều phương thuốc ngừa trước ngăn sau, cũng không thoát khỏi luật tuần hoàn. Nói đến cảnh khổ của kiếp người, thuở Phật còn tại thế, một hôm vua Ba Tư Nặc cùng bá quan văn võ xa giá đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con là vua Ba Tư Nặc, cai trị nước Câu Tắc La, có bốn binh chủng hùng mạnh, hôm nay con đến viếng thăm Đức Thế Tôn. Vua Ba Tư Nặc nói như vậy là nhằm để khoe với Đức Phật ông là vị vua hùng mạnh nhất thời đó, để cho Đức Phật khen ngợi. Nhưng ngược lại, Đức Phật không khen mà còn hỏi rằng: Này Đại Dương, giả sử như ở phương Đông, Tây, Nam, Bắc có bốn ngọn núi cao chọc trời đang lăn về đây, mỗi khi di chuyển đến đâu là nghiền nát người và vật đến đó. Thử hỏi, Đại Dương lấy cái gì để chống ngăn nó? Vua Ba Tư Nặc ngẫm nghĩ thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con không thể nào đem bốn binh chủng kho tàng thần dân ra để mà ngăn chống được, vì nếu đem ra sẽ bị nó nghiền nát hết. Nhân đây Đức Phật dạy:
Đúng như vậy đó đại dương. Bốn ngọn núi chính là sinh, lão, bệnh, tử. Nay đại dương lắng nghe, vì người đời u ám, không có chánh trí, nên dù kẻ say mê vui đời mà chẳng hề biết tội phước là gì cả, nên thường bị tứ khổ. Thứ nhất, những nỗi khổ về sanh. Khi nằm trong bụng mẹ, hài nhi chịu rất nhiều nỗi khổ. Nếu mẹ ăn đồ nóng hoặc uống nước lạnh thì như nằm trong lò lửa hầm băng. Khi mẹ đói cơm khát nước, thai nhi lỏng bỏng khó chịu. Mẹ ăn no, lấn ép khó bề cửa quậy. Lúc sanh, thân con đau đớn, mạng mẹ nguy hiểm, lòng cha lo sợ. Ra khỏi bụng mẹ, da thân mềm mỏng, chẳng phải như những vật bên ngoài, đau như là dao cắt, hoảng hốt, thất thanh, khóc gian. Thứ hai, những nỗi khổ về già. Lúc nhỏ, nhờ ơn nuôi nấng của cha mẹ, lớn lên đương đầu với cuộc sống đầy gian lao khổ cực để mưu sinh. Lần hồi, đến ngày già yếu, răng rụng mắt mờ, tai lãng, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, trí tuệ lu mờ, sanh ra lẫn lộn, ăn dơ uống bẩn, nói năng giống như người mất trí. Ăn rồi thì bảo chưa ăn, chưa ăn bảo ăn rồi. Có khi lại chửi bới, nói năng nhảm nhí, làm trò cười cho lũ trẻ. Thứ ba, vẫn nỗi khổ về đau. Thân người có bốn đại là đất, nước, gió, lửa hiệp thành. Nếu như bốn đại không điều hòa thì bệnh sanh khởi. Như địa đại chẳng điều hòa thì thân thể nặng nề. Thủy đại chẳng điều hòa thì thân thể phù thủng. Hỏa đại chẳng điều hòa thì thân nóng nảy. Phong đại chẳng điều hòa, thân thể động chuyển đau đớn như kim châm lửa đốt. Chính vì bốn đại không điều hòa, cho nên sanh ra vô số chứng bệnh, nào là cùi phong ghẻ lở, ung nhọt cảm cúm, nhức đầu, răng đau bại liệt, làm cho khí lực hao mòn, miệng khô, lưỡi thục, mũi nghẹt, mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe. Những đồ nhơ nhớp tuôn trào, rồi ngồi nằm trên ấy, tâm thần khổ não, giọng nói bi ai, buồn thảm. Món ngon vật lạ, khi đưa vào miệng, đều biến thành vị đắng. Thứ tư, tâm vô thường. Nói đến cái tâm, nó sanh diệt vô thường, còn hơn cái thân rất nhiều. Lúc thì hồi tưởng về quá khứ để tiếc nuối, khi lại mơ mộng đến tương lai bồn chồn lo lắng. Trong khi hiện tại, không có lúc nào được yên. Nó thay đổi không ngừng, nhấp nhô như sóng biển, nên Đức Phật gọi đó là tâm duyên ý mã, giống như khỉ chuyền cành ngựa chạy. Trong phàm phu, làm chất cho tâm mình là thật mà gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm. Nào là độc đoán, cố chấp, bảo thủ, tự hào, khoe khoang hay hăm dọa, yêu cầu đừng có đụng chạm đến tôi. Cái tánh sân si hung hăng xấu ác như vậy mà không biết cải sửa, còn đi khoe khoang, thật là mê muội không sao nói hết. Nếu tự cho cái tâm mình là thật, Đức Phật nói chẳng khác nào như nhận giặc làm con, lấy khách trần phiền não làm chủ. Để cho nó dẫn dắt mình làm người khách phong trần, này đây mai đó, đọa lạc lên xuống trong ba cõi sáu đường, chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Xin trích dẫn mẫu chuyện chứng minh tâm vô thường biến đổi. Thuở Phật còn tại thế, có một chú tiểu tên là Tăng Hộ, cha mẹ đều qua đời, họ hàng thân thuộc không còn ai. Chú chỉ còn một người cậu ruột. Khi cậu đi xuất gia, chú đi tu theo. Cậu được xếp vào hàng sa di. Một hôm, chú được thí chủ cúng dường, liền đem cơm cúng lại cho thầy. Nhưng thầy không nhận, vì đã có đủ tam y. Chú buồn quá, nghĩ chắc thầy không thương mình nữa. Chiều hôm đó chú cầm quạt hầu thầy, nhưng trong tâm tư cứ nghĩ miên man, không biết sẽ về đâu. Thầy không thương, họ hàng không có. Chú chợt nghĩ, ta đem bán
ta sẽ lấy tiền mua một con dê đực, một con dê cái. Vài năm sau, có một đàn dê, bán dê mua bò, bán bò mua trâu, bán trâu tậu ruộng vườn. Khi đó mình đã lớn, cưới vợ, sanh đứa con trai kháu khỉnh, sẽ dẫn vợ con về thăm thầy. Trên đường đi, vợ chú dấp phải rễ cây, thằng bé rớt xuống đất. Chú nổi giận, giơ cành cây, gõ lên đầu vợ. Vừa lúc đó, thầy chú mở mắt ra nói, người gõ lên đầu vợ không trúng, lại trúng cái đầu trọc của ta rồi. Chú bừng tỉnh giấc mơ, hốt hoảng bỏ chạy. Các bạn thấy chú chạy như ma đuổi, liền chạy theo bắt lại, dẫn chú đến Đức Phật. Ngài liền an ủi, này chú, cái tâm phàm phu thường lén lút đi rất xa, vô hình vô dạng, chú nên khéo phòng hộ tâm mình, như gã một nồng chăn trâu vậy. Nghe lời dạy của Phật, tăng hộ ở lại tu viện tu hành đến ngày chứng quả A-la-hán. Lại một hôm khác vào buổi sáng, và cùng chư tăng đi khất thực, trong khi cầm bát đi khất thực sau lưng Phật, La Hầu La đánh mất chánh niệm. Chú nhìn Phật đi phía trước rồi tự nghĩ, nếu Phật không đi tu, sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh dương. Còn mình thì đang làm gì? Trí óc vẫn dơ nghĩ như thế, hơi thở và dáng đi của chú không còn an trú trong oai nghi nữa. Phật biết chú bất chánh niệm, ngài dừng bước và quay lại bảo, này La Hầu La, con có theo dõi hơi thở và duy trì chánh niệm không? La Hầu La im lặng. Phật dạy, này La Hầu La, trong khi đi khất thực, con phải an trú trong chánh niệm bằng cách duy trì ý thức và hơi thở có ý thức và thực tập thiền quán. Vì tính cách vô thường và vô ngã của muôn loài, những yếu tố đó là sắc thân cảm thọ, tri giác tâm ý và nhận thức, thì con có thể thiền quán ngay trong khi khất thực. Như vậy, chỉ cần La Hầu La có ý thức để chấm dứt tạp niệm phát khởi. Chánh niệm mỗi khi thở vào, biết rằng đang thở vào, và chánh niệm mỗi khi thở ra, biết rằng đang thở ra. Thở vào một hơi dài, ta biết đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi ngắn, ta biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Đó là hơi thở có ý thức trong lúc thở. Như thế ta chỉ để tâm nơi hơi thở mà thôi. Làm được như vậy, lập tức chấm dứt ngay được những suy nghĩ diễn dông, đã không có lợi ích mà còn làm cho tâm ta loạn động. Một khi những tạp niệm được cắt đứt, thì tâm ta an trú trong chánh niệm. Ta biết ta đang thở trong tỉnh thức, không bị tạp niệm bao vây và dẫn dắt. Duy trì ý thức và hơi thở được trọn vẹn, ta thiết lập được định tâm. Lúc bấy giờ, ta mới nương theo hơi thở để quán chiếu thân thể, cảm thọ tâm ý và mọi sự vật trong ta và ngoài kia. 10 cách tạo ra nhiều phước nhất. Cực dễ, ai ai cũng làm được. Để cuộc sống bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn, chúng ta cần có nhiều phước đức. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách tạo ra nhiều phước nhất có thể. Cuối cùng là hầu hết chúng ta toàn tập trung vào những việc tốn công sức nhưng không mang lại lợi lạc gì nhiều. Sau đây là một số gợi ý để tất cả mọi người, bao gồm người thường hay bậc tu hành, có thể học hỏi và thực hành theo. Thứ nhất, bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường là việc ai cũng nên ý thức phải làm nếu muốn có nhiều phước đức trong đời. Mọi người chỉ nghĩ tới việc bố thí dừng lại ở tiền bạc, nhưng thực tế là còn rộng hơn như thế. Đó còn là chia sẻ kiến thức, giúp một bữa ăn khi đang đói. Không dừng lại ở đó, bạn có thể khuyến khích những người xung quanh thực hành bố thí lại càng tốt. Không cần đợi bạn giàu có mới có thể thực hiện. Hãy bố thí trong khả năng của mình. Thời Đức Phật, có bà già cúng ngọn đèn dầu không tắt, sau này còn giác ngộ thành Phật. Đức Phật khuyên chúng ta giúp người bằng tâm.
Nếu không thì việc ta bố thí cúng dường cũng không mang lại chút lợi lạc nào. Vậy nên, khi mình bố thí thì đừng tự mãn là mình đã làm người tốt. Hay từ câu chuyện của vua Lương Võ Đế xây cất hàng trăm ngôi chùa, độ tăng chúng tu hành rất đông, thiết trai, bố thí, cúng dường, đúc chuông, tạo tượng. Thế nhưng, Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho rằng những việc làm ấy thực không có công đức gì cả. Ngài cho biết, khi vua tự vinh danh mình đã làm được bao nhiêu chuông chùa thì công đức tiêu tan. Ngược lại, nếu vua im lặng làm công đức mới viên mãn. Bởi bản thân vua phước đức rất dày nên kiếp này mới ở ngôi thiên tử. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh có ghi lại rằng, người nào tu dưỡng trí huệ mà chẳng tu bố thí thì ắt đời sau được thông minh nhưng nghèo túng. Chỉ vui tu bố thí mà chẳng tu trí huệ, đời sau được giàu to nhưng ngu ám chẳng biết gì. Còn nếu không tu cả hai thì nhiều kiếp bị nghèo và ngu dốt. Thứ hai, cúng dường cho bậc chân tu. Việc bố thí cúng dường vốn đã rất tốt rồi, nhưng bố thí đúng người thì ruộng phước càng rực rỡ hơn. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có đoạn: bố thí thức ăn cho đạo sĩ diệt dục sẽ được phước báo gấp nghìn vạn lần. Bố thí thức ăn cho Tu Đà Hoàng sẽ được vô lượng phước báo. Huống chi bố thí thức ăn cho bậc Tư Đà Hàm đã chứng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm đã chứng quả A Na Hàm, A La Hán đã chứng quả A La Hán, Bích Chi Phật đã chứng quả Bích Chi Phật, sẽ được phước báo vô lượng vô biên, không thể tính toán nổi. Thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều người trở thành thần tiên nhờ cúng một cây mía cho một sa môn hay cúng một nắm củ cải. Thế nên không chê việc thiện nhỏ, nhất là khi có cơ duyên cúng dường bố thí cho những bậc tu hành chân chính thì nên gắng sức thực hiện. Tuy nhiên, gần đây có không ít nhà sư mạo danh nhằm trục lợi những người cả tin. Do đó chúng ta cũng phải đủ tinh tấn để tránh bị lừa gạt, làm hao tổn công sức vô ích. Thứ ba, trì giới. Trì giới có nghĩa là tránh làm việc xấu ác, dù là tu tại gia, tu hành tại chùa, hay kể cả những người chưa phải là Phật tử cũng có thể thực hành. Nói chung là giữ gìn giới hành trong sạch, tức là tâm niệm không được sinh ra bất kỳ một thứ gì xấu ác cả. Nếu được như vậy thì lâu ngày sẽ có định lực tâm thanh tịnh. Những người trì giới thì dù có đi đâu, ở đâu đều cảm thấy tự tin, cũng không lo người khác nói xấu, vì không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đó là người lương thiện, có tấm lòng rộng lớn, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Thế nên trì giới cũng là cách tạo ra phước báo mà ngay trong kiếp này chúng ta đã có thể được hưởng và dành để cả kiếp sau. Thứ tư, khiêm tốn. Nói một người tài giỏi, thông minh, giàu có trở nên khiêm tốn quả là việc khó. Họ tự mãn với thành tích của bản thân, càng bị người đời ghét bỏ tránh xa. Thế nên những người này khi gặp khó khăn sẽ chẳng ai muốn giúp đỡ. Làm người nên tránh khoe khoang tài năng, thành tích của mình mọi lúc mọi nơi. Không nên ở trước mặt người đang yếu thế mà khoe khoang những gì mình có để tỏ ra hả hê. Sự khiêm tốn thể hiện trí tuệ thực sự của một người. Có như vậy mới hòa thuận trong gia đình và có một sự nghiệp thịnh vượng. Mỗi cá nhân nên hiểu rằng một người may mắn, có trí tuệ và sự giàu không phải để họ thụ hưởng một mình rồi tiêu xài xa hoa, mà là để giúp đỡ những người nghèo khổ. Người xưa cho rằng chỉ có khiêm tốn mới có thể tích phước. Nếu bạn luôn sống với tâm niệm khiêm tốn và biết ơn thì vận mệnh của bạn cũng sẽ theo đó mà được cải thiện.
thứ năm, nhẫn nhịn. Càng kiêu căng ngạo mạn thì càng bị nhiều người ghét, càng chiêu mời thu hút kẻ xấu xui xẻo về mình. Ngược lại, càng khiêm tốn lại càng có lợi, nhận được nhiều sự giúp đỡ, cuộc sống càng có nhiều phước lộc. Hay như câu chuyện thời kỳ Phật còn tại thế, Tôn Giả Mục vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra một người có thể trở thành thiên thần khi thực hành nhẫn nhịn. Thiên thần cho biết bản thân không bố thí hay làm việc về tôn giáo, nhưng vào thời Phật Ca Diếp là đầy tớ của một ông chủ tàn bạo hà khắc. Mặc dù ông chủ đánh đập, mỗi khi sân hận nổi lên, người này tự an ủi mình rằng ông ấy là chủ mình, có thể bắt giam mình hoặc xẻo mũi mình hay xẻo bất cứ nơi nào. Đừng giận dữ, như thế có thể làm lắng dịu lòng mình, chỉ có thế mà được phước quả này. Hạnh nhẫn nhịn giúp chúng ta tránh được những tranh chấp cãi vã, những sự đấu tranh không cần thiết cũng chính là nguồn cơn dẫn tới khổ đau và phiền não, lại tạo ra nhiều phước báo thì hà cớ gì mà không thực hiện. Thứ sáu, hồi hướng công đức. Nhiều người chăm chỉ làm việc tốt, nhưng họ quên một bước quan trọng là hồi hướng công đức. Không phải ai cũng biết vì sao phải hồi hướng công đức. Việc này có nghĩa là chia phước của mình cho những người thân, người xung quanh mình. Điều quan trọng là phước đức không bị mất đi mà còn gia tăng gấp bội. Việc này được Đức Phật ví như việc một ngọn nến đang cháy dùng để thắp các ngọn nến còn lại, giúp toàn bộ ngọn nến cùng sáng, tạo nên một không gian lung linh, trong khi đó ngọn nến cũ không hề bị thiệt thòi gì cả. Điều này có nghĩa là nếu bạn càng có thể chia sẻ phước lành với người khác thì phước lành đó sẽ tồn tại lâu hơn và vô tận. Ngay cả nhân vật tu hành, khi đọc bất kỳ cuốn kinh, bài chú hay sám pháp nào, cũng đều có câu nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả. Thứ bảy, chăm sóc, hỗ trợ người bệnh. Những người ốm bệnh, thân thể đau đớn, tinh thần lao dốc, nếu có người an ủi, dỗ về, giúp họ vực lại tinh thần là điều cực kỳ quan trọng. Trong kinh Vô Lượng Thọ từng ghi lại rằng nếu là Phật tử nên cúng dường những người bệnh tật như cúng dường chư Phật, không khác gì trong 8 món phước điền, phước thâm bệnh là đứng đầu. Kinh Phạm Võng cũng ghi lại rằng nếu các vị quốc vương hay bà la môn thấy người già bệnh tật, phụ nữ sinh sản mà trong một niệm đủ lòng đại từ bố thí thuốc thang, ăn uống, cháo mền khiến cho họ được an ủi, tu phước như thế không thể nghĩ bàn thành tựu vô lượng công đức. Thế nên đây cũng là cách tạo ra nhiều phước nhất mà không phải ai cũng biết và làm theo. Thứ 8, nghe và giảng pháp. Nếu có điều kiện nghe và giảng pháp thì quả là điều tuyệt vời. Thậm chí có những người không hiểu hết các bài kinh kệ, nhưng sau một thời gian nghe pháp cũng tự ngộ ra những chân lý sống cần có. Nhờ thế mà họ tránh xa điều dữ ác, gần điều thiện lành, có được cuộc sống hạnh phúc bình an. Nếu biết lan tỏa điều này để cho nhiều người nghe và hiểu, giúp họ ngộ ra những điều tốt đẹp, lẽ sống chân chính, sẽ càng tạo ra phước đức vô lượng. Thứ 9, thiền định. Càng ngày có nhiều người tìm đến thiền định, cho dù họ không theo một tôn giáo cụ thể nào. Lợi ích của thiền định rất lớn lao. Nó có thể giúp ta bình ổn tâm trí giữa những thăng trầm, sóng gió, xáo trộn, lo âu, phiền muộn của cuộc sống. Không những thế, thiền định còn giúp ta giữ thân khẩu ý thanh tịnh, giúp ta quán chiếu bản thân, không bị cái xấu lôi kéo, không để dục vọng dẫn dụ. Việc tưởng rất đơn giản nhưng lại có phước báo vô lượng vô biên. Thứ 10, sống hiếu thuận. Làm tròn chữ hiếu
là một trong những cách tạo ra nhiều phước nhất. Và điều này đứng cuối cùng không phải vì ít quan trọng, mà đơn giản là điều mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được. Sống tròn chữ hiếu với cha mẹ, ắt phước đức sẽ tự nhiên được bồi đắp. Thế nên, hiếu thảo với cha mẹ luôn là điều quan trọng nhất trong đời người mà ai cũng phải lưu tâm. Nhưng quan trọng là hiểu cho đúng, nếu không sẽ trở thành cực đoan thái quá. Phước báo trong đời cũng vô thường, lúc có, lúc hết. Thế nên, chúng ta cần phải vun đắp thường xuyên mỗi ngày. Vì thế, trong cuộc sống luôn cố gắng tích cực, hành thiện, giữ tâm thanh tịnh mới là điều cần và nên làm để tạo tích lũy phước báo từ nay về sau. Tạo ra phước báo trong cuộc sống của chúng ta đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực. Dưới đây là một số cách giúp chúng ta có thể tạo ra phước báo trong cuộc sống hàng ngày. Tạo phước báo bằng lòng biết ơn. Hãy luôn trân trọng những điều tích cực trong cuộc sống và biết ơn những điều tốt đẹp mà chúng ta có. Bằng cách tập trung vào những niềm vui nho nhỏ, những thành tựu và những mối quan hệ đáng quý, chúng ta tạo ra một tư duy tích cực và mở rộng lòng biết ơn. Tạo phước báo bằng lòng nhân ái, sẻ chia và giúp đỡ người khác là cách tuyệt vời để tạo ra phước báo. Hãy tìm cách làm điều tốt đẹp cho cộng đồng xung quanh, từ việc tham gia các hoạt động từ thiện đến việc hỗ trợ người khó khăn. Bằng cách đóng góp và làm điều tốt cho người khác, chúng ta mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống của mình và cho người khác. Tạo phước báo bằng lòng khoan dung và tha thứ. Lòng khoan dung và tha thứ giúp chúng ta giải phóng mình khỏi sự oan trái gắn bó với quá khứ. Bằng cách thực hành lòng khoan dung và tha thứ, chúng ta xóa bỏ sự oán hận và tiêu cực trong tâm hồn và tạo điều kiện cho sự thanh thản và hạnh phúc. Tạo phúc báo bằng việc sống đúng giới luật. Sự chân thật, trung thực và tuân thủ giới luật là những yếu tố quan trọng trong việc tạo ra phúc báo. Bằng cách sống đúng giới luật, chúng ta tạo ra sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống và tránh những hậu quả tiêu cực của hành động sai trái. Tạo phúc báo bằng việc tu tập và rèn luyện tâm hồn. Qua việc tu tập và rèn luyện tâm hồn, chúng ta nâng cao sự tỉnh thức và nhận thức của mình bằng cách thực hành thiền định, học tập và áp dụng những nguyên lý Phật Pháp vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tạo ra sự thanh thản và hạnh phúc sâu sắc. Tạo ra phúc báo trong cuộc sống không chỉ là sự nhận thức, mà còn đòi hỏi hành động và ý thức. Bằng cách thực hiện những cách trên và mang lại lợi ích cho bản thân và những người xung quanh, chúng ta tạo ra phúc báo trong cuộc sống và đều hướng đến một tâm linh và đạo đức cao hơn. Lời Phật dạy khi nào cần phải nhẫn? Trong cuộc sống thường ngày, vui vẻ, an lạc, tinh thần thoải mái là một mong ước lớn nhất của con người. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều sự việc ngoài ý muốn, do mình tạo hay người khác tạo ra, gây cho mình bực bội, khó chịu, nóng giận trong lòng. Nếu không biết cách hóa giải thì chúng ta sẽ giải quyết bằng lời nói, hành động tiêu cực dẫn đến hiệu quả không tốt đẹp, mà tạo nghiệp chẳng lành cho kiếp sống hiện tại và chịu quả báo xấu về sau. Tôi xin trình bày đến quý vị Phật tử một phương pháp của Phật sống nhẫn theo lời Phật dạy. Người xưa thường hay nói một câu nhịn chính điều lành, hay chữ nhẫn là chữ tượng vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu. Định nghĩa nhẫn là nhẫn nhục, là nhịn, là chịu đựng phần kém về mình, phần thiệt thòi về mình. Đây là pháp tu của Bồ Tát bố thí trì giới, mà mục đích là tu và độ chúng sanh, lợi mình lợi người. Nếu không biết nhẫn thì trong tâm hồn luôn có một ngọn lửa,
chờ gió nhẹ thổi tới là bùng cháy. Thế mà đã cháy thì các vị biết cái gì rồi. Nhiều người không hiểu nó nhẫn là nhục lắm. Đó chỉ là sự đè nén, chịu đựng, nếu vậy chưa phải là nhẫn. Nhẫn nhục là giữ thái độ hòa hiếu, hóa giải những phiền não do sự sân giận đem lại. Và khi sân giận mang lại hầu như không có kết quả tốt đẹp, như câu ngạn ngữ giận quá mất hung mà chúng ta từng nghe. Những trường hợp nào chúng ta cần phải nhẫn nhục? Thứ nhất là bị người khác xúc phạm. Người nhỏ hơn hay bằng mình xúc phạm, vô lễ, hỗn, có thái độ chống đối. Thí dụ khi ở nhà chúng ta, con cháu vô lễ, nếu không biết nhẫn thì mình phải sao? Chửi cha nó chứ không thèm chửi nó, hoặc giận nữa thì chửi ông nội nó. Nhiều khi cháu mình nói sai, mình kêu lại rầy, nó đứng chống nạnh trả lời, ông là cái thá gì mà nói tôi. Đối với Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không biết nhẫn thì việc tu tập chưa đạt như ý nguyện. Có khi mình là người quy y lâu, đến chùa tu học, công quả cũng lâu. Nay gặp mấy đứa nhỏ hơn mới vô, mình góp ý nó. Nó nói, bà lấy cái quyền gì mà nói tôi, chùa này chỉ có trụ trì thôi. Bị lớn hơn, có quy quyền hơn xúc phạm, chèn ép, tước đoạt hết quyền lợi. Tại vì thấy mình nhỏ, nghĩ rằng không biết, mình ngu, nên dùng cái quyền người lớn để dọa nạt. Nên chúng ta là người lớn hơn, phải dùng điều đúng để đối xử. Đối với người có quy quyền, chúng ta đang sống trong một xã hội độc lập, tự do, hạnh phúc. Mục tiêu của đảng nhà nước, đưa đất nước tiến tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, trong lộ trình hướng tới đó, có khi chúng ta cũng gặp một vài trường hợp bị xúc phạm. Nếu có xảy ra thì chúng ta phải làm sao? Phải nhẫn. Chỉ đó chỉ là một vài trường hợp cá nhân thôi, chứ chúng ta không thể đổ lỗi hết cho cả xã hội là không được. Hoặc nghe nói ông thầy này, bà sư cô kia sai thì được, chứ quơ cả thầy chùa vô là không được. Nên chúng ta phải nhẫn để quán chiếu, để hóa giải, để tìm hướng giải quyết, chứ không thể có hành động tiêu cực dẫn đến hậu quả không tốt. Còn cả hàng trăm hàng ngàn trường hợp làm cho ta không được như ý. Có những trường hợp từ trên trời rớt xuống là thế nào? Thiên tai, bão lũ, thời tiết nóng lạnh, mưa gió bất thường, sụp đất, đá lở. Chúng ta dùng chữ nhẫn mà tu. Nếu không tu nhẫn, gặp việc tức giận quá, không biết làm sao, ra đứng ngoài sân nhìn lên cao la làng lên, trời ơi ngó xuống mà coi, sao ông ăn ở ác quá. Thực chất, có trời nào nghe mình la không? Trời là lòng mình, như câu chuyện vui đổi ngỗng cầu mưa. Câu chuyện muốn nói, ở đời ai cũng muốn thuận lợi về mình. Nếu khi không được thì phải cầu cạnh. Mà có người có khả năng giải quyết cho mình thì còn biết bao nhiêu việc người khác nữa. Nên nếu không được như ý của mình thì phải nhẫn. Còn có những trường hợp do mình tạo ra, hay trong gia đình nhỏ bé của mình, chồng nói một tiếng, vợ không nhẫn, cãi lại, tức giận đánh nhau, người nào cũng không chịu phần lỗi cho mình là đúng. Trong trường hợp này, một trong hai người dùng chữ nhẫn có thể nhận trách nhiệm về mình. Anh ơi, em biết lỗi rồi mà, thì mọi việc sẽ theo diễn tiến khác, có khi tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng không chịu nhẫn được, thể hiện qua những lời nói xuất phát từ con tim hay đáy lòng thì dồn nén đó, đồng nghiệp cho ai? Cho con, cho đồ vật, cho vật nuôi. Thí dụ, đang bị chửi tức quá không làm gì được, gặp đứa con nhỏ đi học về, mắng cho một trận, rồi quay qua con mèo đói, đang đòi ăn, không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người có thể đoán được ý rồi đó. Thứ hai, đối nghĩa với nhẫn nhục là nóng giận. Chúng ta thấy thường ngày trong cuộc sống, một người nào đó không thấy họ nhẫn nhịn, thì điều gì ở họ cho chúng ta dễ nhận ra họ? Sân. Sân giận là một trong ba món độc của thế gian.
một niệm sanh tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Hoặc chúng ta sống chung hay hợp tác làm ăn với những người này thì không thuận lợi cho mấy. Trong gia đình vợ chồng sống với nhau một nhà, chồng nóng nảy quá thì làm khổ vợ con. Hoặc có khi trong nhà chẳng may của đứa con nóng nảy thì cũng vậy. Nếu chống đối thì mất hạnh phúc. Câu chuyện chỉ có con cá mà giết em ruột mà báo đã đăng rồi đó. Hoặc giả sống chung với một người mà chất xám của họ ít quá, cái đầu tàu hũ, râu rồng nấu với ruột tôm, người khôn sống với người ngu, bực mình. Có một dạng tương đương với sân, phẫn. Bên ngoài không thể biểu hiện gì, nhưng trong lòng họ đang dồn nén để tìm cách trả thù. Đạo Phật không chấp nhận cách nhẫn nhục này, mà nó là nóng giận đang biến tướng, dạng tâm lý này rất tai hại. Thứ ba, vậy thì nhẫn nhục cho chúng ta điều gì? Nếu chúng ta thực hiện được sự nhẫn, thì bản thân rất được nhiều người thương mến, dễ gần, gia đình hạnh phúc, xã hội được tốt đẹp hơn. Xã hội Việt Nam chúng ta thường hay nói về mối quan hệ tình cảm giữa mẹ chồng và nàng dâu. Và sự việc đều không tốt đẹp, bao giờ cũng đổ lỗi cho những bà mẹ chồng, mà nguyên nhân sâu xa nhìn chung là nghiêng về nàng dâu. Vì bởi cô dâu là người ngoài, họ có mặt tại nhà chồng để làm gì và họ được gì, nên họ phải là người hội đủ tiêu chuẩn mà các bà mẹ chồng đưa ra. Nếu hiểu điều đó, cô dâu cố gắng sống tốt, bên cạnh đó áp dụng chữ nhẫn thì mọi điều sẽ tốt đẹp. Học pháp nhẫn chẳng sanh oan trái, giữ tâm không khỏi phải lụy phiền, sống cõi đời thông thả bình yên, hướng nẻo đạo dự huyền trực chỉ. Hơn nữa, thực hiện được sự nhẫn cũng là giữ sức khỏe cho mình, tim, huyết áp. Để trả hết nghiệp, theo Đạo Phật, sở dĩ chúng ta có mặt trong thế giới này là cho chúng ta tạo nghiệp hoặc thiện hoặc chẳng thiện, nên chúng ta sống ở đây là để trả nghiệp cho mau hết, cho dứt, để có được an vui. Vừa trả nghiệp mà lại vừa làm sạch nghiệp, cũng giống như vừa tu mà chỉ người khác tu để làm thay đổi nghiệp. Vừa nhẫn mà vừa tìm phương tiện để khéo léo để họ cũng nhẫn như mình, cũng từ bi nhân từ như mình. Khi đã hiểu ra thì sạch nghiệp với nhau và sống an vui, hạnh phúc đời này và đời sau. Phú Lâu Na tấm gương vĩ đại, Ngô Đạt Quốc Sư. Một vài phương pháp tu nhẫn. Chúng ta đưa ra nhiều về tác hại và lợi ích, bây giờ là mấu chốt quan trọng trong buổi nói chuyện hôm nay, đó là phương pháp tu. Có thể nói có vô số cách mà Đức Phật dạy để chúng ta quá giải nó, nhưng chúng ta có thể đưa ra một vài phương pháp sau đây. Niệm Phật. Luôn thường xuyên niệm Phật từng ngày, chúng ta tập niệm Phật Bồ Tát, vì lúc đó nhất tâm niệm Phật sẽ mang đến sự tập trung vào chánh pháp, không thèm để ý đến những sự việc bên ngoài. Quán tưởng, tức là mổ xẻ. Trong đời sống, cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Khi gặp cảnh, chúng ta chia làm hai phần. Phần xấu thì mình quán, đây là nghiệp của họ, không ngu gì mà phải hơn thua phần này. Bên cạnh đó, còn có cái tốt thì giữ cái tốt để giao lưu với họ. Quán xem trong sự việc này có lỗi mình. Không đời này cũng là đời quá khứ, và không thì nghĩ đến cái đám tang vô thường vừa đi tiễn đưa hôm qua, hay vào nghĩa trang mà nhìn. Không cố chấp. Coi như trình độ nghiệp lực ngay cỡ đó thì họ ăn nói, hành động cỡ đó, và mình là người gặp phải nghiệp. Chuyển sang từ thiện tụng kinh là một việc gì đó, nhớ là đừng đi nhậu hay từ giận nha. Nuôi dưỡng từ bi và quyết tâm hành trì. Khi một đứa trẻ khóc ré tức giận thì đâu thể mắng mỏ nó, mà thương nó và tìm hiểu xem nó đang cần cái gì để có thể đáp ứng cho nó. Và nếu không đáp ứng được thì thương cho nó. Nó khóc riết rồi sẽ không tốt cho sức khỏe hay bản tánh của nó.
Cũng vậy, khi ai đó hành động không tốt với ai đó hay với chính mình thì khởi lòng thương họ, vì họ đang tạo nhân ác và quả của họ sẽ khổ đau và chết vì rơi vào địa ngục. Chúng ta biết rồi ý nghĩ của chữ nhẫn, thì từ đây về sau cố gắng tu tâm dưỡng tánh, quy y Tam Bảo, sống theo lời Phật dạy, theo chính sách pháp luật của nhà nước. Nhất định chúng ta sẽ có một cuộc sống an lạc, vui tươi cho đời sống hiện tại và mãi mãi về sau. Đức Phật cho biết, thời gian quả báo xuất hiện, sống ác thì sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật. Lời Phật dạy về quả báo nhãn tiền và quả báo tương lai có nói: ở đời, vận mệnh của mỗi người tốt hay xấu không phải do ông trời định đoạt, mà là do hành động của chính mỗi người. Thí dụ, làm việc thiện như phóng sinh, bố thí, làm việc thiện thì được quả báo tốt. Ngược lại, làm việc ác như sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì thu hút những quả báo xấu. Quả báo ở đời này có nghĩa là người làm việc ác sẽ bị nghiệp ác quật lại, người tốt thì sống yên bình cùng phước đức của bản thân. Có người nói, ngày nay người ta kiếm tiền không phải chỉ vì ăn uống giải trí sao? Chẳng phải là nhà cao xe sang, chức vụ, nhân tình, phú quý, danh vọng hay sao? Nhưng bạn hãy nhớ rằng, nếu những gì bạn làm vi phạm đạo quy luật tự nhiên sẽ bị trừng phạt bạn. Điều này được gọi là quả báo. Theo lời Phật dạy, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải là không báo thì thời chưa đến, thời đến thì tất phải trả. Nếu bạn tích lũy việc xấu, làm nhiều việc bất chính, một ngày nào đó bạn nhất định sẽ sụp đổ. Có người nói rằng, quả báo của người thường sẽ dần dần xuất hiện trong 10 năm, ở độ tuổi từ 50 đến 60. Ở tuổi 50, mọi người đều cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều biến cố. Người càng nhiều phước thì càng bình yên. Một số người sẽ cảm thấy bồn chồn, một số người sẽ cảm thấy lạc lõng về mặt cảm xúc, một số người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái. Những người bồn chồn hoặc là đã từng làm điều xấu và cảm thấy sợ hãi khi về già. Còn một người tươi tỉnh, vui vẻ, yên bình thì gần như cả đời chưa làm điều gì xấu, thì khi về già sẽ tự nhiên yên bề gia thất. Đối với người bình thường, thứ họ mong muốn trong cuộc đời này không phải là cái gọi là tiền tài danh vọng, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Tiền tài danh vọng không để đem theo đến hết đời. Chỉ cần bạn nằm xuống, giàu có đến đâu cũng chẳng là gì. Tôi đã từng chứng kiến một số ông chủ thời kỳ đầu làm ăn bất chính, ác độc, nhưng mỗi năm đầu năm mới đều lên chùa thắp nén nhang đầu tiên, mong thần Phật phù hộ cho mình. Nói một cách thực tế hơn, việc cầu trời khấn Phật này chính là sự dối mình. Thử nghĩ mà xem, nếu ông chủ đối xử tốt với nhân viên hơn, làm ăn có lương tâm hơn, không làm hại bao nhiêu người thì đâu cần phải cầu trời khấn Phật. Quả báo không đến sớm thì muộn, nó sẽ đến trong tuổi già của con người. Thời gian quả báo xuất hiện không cố định. Khuyên bạn hãy một lòng kính sợ, làm người bình dị, làm việc thiện đức, như vậy mới có thể an phận cả đời. Có người nghi ngờ nhân quả thiện báo ác báo, vì thấy người lành gặp nhiều thăng trầm khổ đau, còn kẻ ác thì được thịnh dương trường thọ. Câu chuyện nhân gian về bao chuẩn sau đây có thể giúp mọi người hiểu rằng mọi việc đều có nhân quả, mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Theo truyền thuyết, ở một nơi nào đó vào thời nhà Tống, có một chàng trai trẻ, cha mẹ qua đời, anh bị tàn tật, sống bằng nghề ăn mày, nhưng tính tình tốt bụng, thường thích giúp đỡ người khác. Ở địa phương không có cây cầu trên sông, nên nước sông chảy xiết rất nguy hiểm.
mỗi khi đến mùa lũ là không thể qua được. Điều này khiến cho các trưởng lão ở địa phương đau lòng mà không tìm ra cách giải quyết. Thấy cảnh này, chàng trai trẻ muốn xây một cái cầu đá nên đã nhặt đá hàng ngày bất chấp sự chế giễu của người khác. Theo thời gian, năm này qua năm khác, đá chất đóng thành một con đường cao lớn có thể đi qua sông. Mọi người vô cùng xúc động và cùng nhau bắt tay xây dựng cái cầu đá. Trong một lần đục đá, cậu bé bị mù mắt. Mọi người than trời không công bằng. Nhưng chàng trai trẻ không phàn nàn gì cả và vẫn cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác. Cầu vừa xây xong, khi mọi người đang ăn mừng thì nam thanh niên bị sét đánh tử vong. Bao Chưởng nghe được chuyện này, trong lòng vô cùng phẫn nộ, viết lên câu đối bi ai của cậu bé rằng: làm ác còn hơn làm lành. Chẳng mấy chốc, hoàng đế và thái tử của nhà Tống chào đời. Khóc lóc thảm thiết, tất cả ngự y đều bất lực. Bao Chưởng nhìn thấy làn da trắng nõn như tuyết của đứa bé, trên bàn tay trắng nõn non nớt ẩn chứa mấy chữ. Sau khi cẩn thận xác định, hóa ra đó là những chữ tự mình viết cho con. Đứa bé ngừng khóc khi nhìn thấy Bao Chưởng. Sau đó, Bao Chưởng hiểu được số phận của chàng trai trẻ. Hóa ra chàng trai trẻ này đã phạm nhiều tội ác ở kiếp trước, và tội ác của anh ta rất nghiêm trọng, phải chịu quả báo ba đời mới đền hết tội lỗi. Giống là do nhân quả an bài, ở kiếp luân hồi thứ nhất, anh bị tàn phế cô độc. Ở kiếp luân hồi thứ hai, anh bị mù mà sống sót. Anh ta tàn tật trong một lần tái sinh đầu tiên. Nhưng cậu đã thay đổi quá khứ của mình và chỉ muốn làm những điều tốt đẹp cho người khác. Vì vậy, ông trời đã để anh ta trả nghiệp của hai kiếp trong một kiếp và khiến anh ta bị mù. Nhưng anh ta không đổ lỗi cho người khác mà âm thầm làm điều tốt cho mọi người. Các vị thần đã lấy nghiệp của anh ta từ kiếp thứ ba và trả lại ở kiếp đầu tiên. Vì vậy, anh ta bị sét đánh chết. Cuối cùng, đáng lẽ đời thứ ba anh ta vẫn phải gánh chịu đau khổ, nhưng nhờ xây được cầu nên đã trả hết nghiệp, an bài tái sinh vào hoàng thất, hưởng phú quý, hưởng thụ vô tận. Qua sự việc này, Bao Chưởng cũng ngộ ra rằng không nên chỉ nhìn vào bề nổi có vấn đề. Nghiệp chướng nhân quả thực sự rất phi thường. Nhiều người thắc mắc liệu thực sự có quả báo dành cho kẻ ác? Tại sao chúng ta không thể thấy quả báo dành cho kẻ ác? Có một câu nói rất hay: không thấy không có nghĩa là không có. Một số ác báo không phải là quả báo dành riêng cho mình, mà còn là quả báo cho người thân trong gia đình hoặc thế hệ tương lai. Lấy họ Tư Mã trong lịch sử làm thí dụ. Tư Mã Ý, các con trai là Tư Mã Chiêu, Tư Mã Thạch đều là những người rất thông minh, ngay cả cháu nội Tư Mã Viên cũng rất giỏi. Tuy nhiên, Tư Mã Ý đã làm quá nhiều việc xấu, gieo ác nhân không mấy tốt đẹp. Sau đó nhà Tư Mã sinh ra một vị hoàng đế thông minh bẩm sinh là Tư Mã Trung. Chính Tư Mã Trung này đã gây ra loạn Bắc Dương ở nhà Tấn và gieo rắc tai họa cho sự diệt vong của nhà Tây Tấn. Sau khi Bắc Dương loạn kết thúc, Nam Bắc Triều nổi lên, Tư Mã Gia tử thương. Vài chục năm sau, Tống Vũ Đế Lưu Dụ xuất hiện và quét sạch toàn bộ gia tộc Tư Mã Ý, để con cháu Tư Mã Ý nếm trái đắng. Đây là cái gọi là nhân quả. Không phải thế hệ này thì thế hệ khác sẽ gánh nghiệp nếu như sống ác độc quá. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đừng xem thường luật nhân quả. Lời Phật dạy về nhân quả có câu: người không làm phước thì thường chịu quả báo, nếu tu được phước thì đời này và đời sau đều được an vui. Sự an vui hạnh phúc ở đời đều do tu thân mà có được.
hiểu nhân quả thì mới đoán được vận tốt xấu của mình và biết được thời gian quả báo xuất hiện. Trong kinh Phật cũng có nói, nghiệp chướng không thể biến mất, khi quả báo chín mùi, có quy y cũng khó thoát. Chỉ cần đã tạo nghiệp thì đến thời cơ thuận lợi, nhất định sẽ thấy quả báo linh ứng. Và khi quý vị làm việc thiện mà không được quả báo ngay, đó là do thân khẩu ý của quý vị đã tạo nghiệp quá nhiều, lỗ hổng quá lớn khiến cho tất cả phước đức đều bị thất thoát. Vì vậy khi hiểu được nhân quả thì sẽ biết bói toán bùa ngải chính là mê tín dị đoan. Chỉ có tích thiện mới có thể cải biến nhân quả, tăng phúc, cải biến vận mệnh. Nếu làm việc thiện và tích đức thì sẽ có phúc dày, ắt được phúc báo. Không cầu của cải thì phú quý sẽ không mời mà đến. Người có tấm lòng nhân hậu, dù không được trời ban thưởng, cũng được mọi người đối xử tử tế, suốt ngày vui vẻ, tự nhiên sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu một người có tâm niệm xấu xa, cho dù không có sự trừng phạt của thần linh, cũng sẽ bị mọi người lên án, suốt ngày sống trong hận thù, số phận ác xẻ éo le. Thiện ác do trời định, người tốt không bị trời lừa. Xin cho mọi người đều biết nói lời lành, làm việc lành, có ý tốt, tích đức và được phước liên tục. Lời Phật dạy về ghen tuông, chớ dội trách người, hãy trách mình trước tiên. Ngày nay, chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều những trận đánh ghen bị tung hê lên mạng xã hội. Đám đông được nước lại bình luận ra vào như là người từng trải, hoặc thậm chí như là các chuyên gia có kinh nghiệm, và thường khiến cho tình hình càng trầm trọng hơn. Để tránh phạm sai lầm ảnh hưởng tới phước báo, vận may của mình, bạn nên tỉnh thức, hãy lắng nghe lời Phật dạy về ghen tuông, có thể nhìn được thấu đáo vấn đề. Người ta hay biện hộ cho sự ghen tuông là vì yêu, không yêu thì không ghen. Thế nhưng, bản chất của thương yêu là phải có tính đồng nhất. Khi đó, niềm vui của người này cũng là của người kia. Khi hai người là một, thì đó mới đích thực là tình yêu lứa đôi. Tính cách và lý tưởng sống của chúng ta về cơ bản khác nhau, bởi họ có gia đình, bạn bè, tập quán, kiến thức, nhận xét, cảm xúc, sở thích và cả lý tưởng riêng của họ. Ta muốn thương yêu thì chỉ nên tham dự vào cuộc đời của họ, chấp nhận và giúp đỡ, chứ không phải là tìm cách đẩy cuộc đời của họ ra để đặt cuộc đời của ta vào và muốn làm chủ. Dĩ nhiên trong tâm, ai cũng có chứa hạt mầm, ích kỷ, và đời sống hôn nhân phải có những cam kết ràng buộc chắc chắn, nhưng đó phải dựa trên sự tự nguyện. Đức Phật thường khuyên rằng chúng ta phải gìn giữ năm giới để bảo hộ thân tâm, bảo hộ hạnh phúc gia đình một cách trọn vẹn. Nếu thực tập gìn giữ được năm giới này thì chắc chắn gia đình sẽ ấm êm. Diệt không sát sanh có nghĩa là sẽ bảo hộ mạng sống của người và loài khác, từ đó không tạo nhân chia lìa cho gia đình người khác, vật khác. Theo luật nhân quả, giới nhân lành không gây chia rẽ cho ai thì gia đình bạn cũng sum vầy. Không tham lam tức là việc không lấy của người. Vì thế, những việc không phải của mình thì mình không lấy. Bạn tham lam muốn lấy mọi thứ về mình thì cuộc sống trả lại cho bạn điều tương tự. Khi bạn bỏ được thói này thì đối phương cũng sẽ chẳng thể tham lam, muốn phòng nhì, phòng ba. Tránh xa sự tà dâm là để chúng ta không đuổi theo dục vọng, dành thời gian của mình cho sự nghiệp và tương lai. Hơn nữa, đó là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu người phụ nữ và đàn ông ai cũng có ý thức về việc này thì chắc chắn sẽ hạn chế được ghen tuông. Không nói dối cũng là nhân lành cho quả tin tưởng, để người ta không hồ nghi mình, dẫu mình trong sạch. Không uống rượu hoặc sử dụng chất ma túy cũng vậy. Rượu giàu không kiềm chế được, ma túy sử dụng một lần có thể gây nghiện và trượt dài trong dòng xoáy của nó mà không biết bao nhiêu gia đình phải nát tan.
biết giữ gìn phẩm hạnh của mình, thì từ đó trí tuệ lòng từ bi sinh khởi, sẽ biết quán chiếu được phải trái, biết lắng nghe và biết hành xử đẹp với cuộc đời, với người mình thương yêu. Vì hiểu tình thương là gốc của hạnh phúc, nên mình sẽ chế tác tình thương chân thật, không tính toán, không chiếm hữu. Vì hiểu rằng thương yêu cần phải hiểu người thương, hiểu bản thân mình hơn, thì mình sẽ biết lắng nghe thật sâu, biết hài hòa lối sống của mình với người thương, biết tha thứ, biết bao dung, biết nâng đỡ. Phật chỉ cách quá giải ghen tuông, nói lời dịu dàng. Khi kết hôn, cuộc sống màu hồng không còn nữa, những thói hư tật xấu của đôi bên được bộc lộ ra, kết quả sinh ra nhàm chán và cảm thấy bạn đời thật đáng ghét. Kinh Vô Lượng Thọ từng nói đến điều này. Thói tà hiện ra, vợ mình đáng ghét, đi lại ngoại tình. Từ những điều này cộng thêm những khúc mắc nhỏ giọt, dần dần khiến chiếc bình hôn nhân ngày càng chảy tràn. Nếu không tìm cách giá lại thì sớm hay muộn chiếc bình cũng sẽ vỡ tan. Khi đó hãy nhớ nói lời dịu dàng. Đức Phật dạy, người nói lời dịu dàng, nét mặt tươi vui sẽ không xảy ra bất hòa. Đây là yếu tố quan trọng trong đời sống tinh thần của vợ chồng. Khi đối phương phạm sai lầm, chúng ta muốn góp ý với họ phải tế nhị, đừng nói thẳng, nên nhẹ nhàng trao đổi với nhau, đưa ra ý kiến thì họ mới khâm phục. Còn như bạn đời có ưu điểm gì thì mình phải tán thưởng và khen ngợi một cách chân thành. Sự cảm thông là điều rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Nếu như cả hai không có sự cảm thông mà luôn chỉ trích phê bình lẫn nhau, sắc mặt luôn hiền vẻ giận dữ, thì chúng sẽ là viên đá ngầm làm rạn nứt tình cảm. Nhẫn nại. Vợ chồng sẽ có những lúc hụt hặc, làm gì có chuyện khi nào cũng trong ấm ngoài êm. Nếu như cả hai không nhẫn nại với nhau, cũng dẫn đến tranh cãi, dễ xảy ra đổ vỡ. Đó là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình, ghen tuông. Nhưng muốn nhẫn nại thì phải tu tâm. Khi chồng nổi giận, cho dù vợ có lý do chính đáng cũng phải tạm thời nhường chồng, không nên tranh luận. Nếu cần thì nên tạm lánh, đợi đối phương dịu lại mới nói chuyện sẽ tốt hơn. Ai nhường ai, không phải vì yếu thế khuất phục, mà sự thật là muốn cho gia đình yên ổn. Đây là nghệ thuật sống trong đời sống vợ chồng giữa cương với nhu. Trong hôn nhân đích thực, người này thường nghĩ tới người kia hơn là nghĩ tới chính mình. Chồng hay vợ, không ai trên ai, người này bổ sung bù đắp cho người kia. Vì hôn nhân là một sự hợp tác bình đẳng, biểu lộ sự hòa nhã rộng lượng, và quan trọng hơn hết là sự hy sinh. Trong gia đình, chỉ nên nuôi dưỡng tình yêu thương, sự tôn trọng. Đừng để những xung đột âm ỉ và lời nói làm đắng lòng nhau tồn tại. Có lòng vị tha, hãy học cách để giữ tâm từ bi hỷ xả, buông xả tinh tấn, khâm nhẫn và tập đời sống vị tha dẫn thân để góp phần kiểm soát tâm xấu này. Chỉ có lòng vị tha sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn. Phật đã dạy rằng, ở đời có hai hạng người mạnh mẽ. Một là người không bao giờ phạm lỗi, đó là thánh nhân. Hai là người phạm lỗi và biết sửa lỗi. Đối với người vợ, thà rằng có người chồng không trung thành còn hơn là có người chồng hay ghen. Vì người chồng không trung thành còn có thể giữ được hạnh phúc với vợ, còn người chồng hay ghen sẽ luôn biến gia đình thành quả ngục. Đối với người chồng, người vợ càng ghen thì càng không thể nào sửa đổi được người chồng, mà trái lại còn gây ra những cảnh hỗn loạn, mà kết cuộc là đầu độc đời sống chung cho đến tiêu diệt hoàn toàn. Nhiều người cho rằng ghen tuông là biểu hiện của tình yêu. Thực ra cách hiểu này không hoàn toàn sai và cũng không hoàn toàn đúng. Quan trọng là liều lượng ghen như thế nào. Cái gì làm quá cũng trở thành sai trái, khiến người ta không còn khả năng kiểm soát hành vi, để rồi dễ dàng hành xử tệ hại và biện minh hành động đó được bộc lộ bởi hai chữ tình yêu.
Theo quan điểm của Phật giáo, ghen là một trong vô số biểu hiện của tâm xấu. Nó mang ý nghĩa nội hàm là khi ta chẳng kiểm soát được tâm mình, để chúng phát tác ra ngoài bằng những hành động hung dữ, lời nói tổn thương. Lời Phật dạy: nghe một lần, nghiệp chướng tiêu tan. Thứ nhất, tự mình là thiện tri thức. Thân cận gần gũi thiện tri thức, để học hỏi những điều hay lẽ phải. Người xưa bảo, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thật vậy, gần người ác tâm, mình trở nên hung ác. Thí dụ như mình hiền hòa mà chơi với những người bạn hung ác lỗ mãng, mỗi khi họ nói ra là chửi thề in ỏi, nói trên đầu trên cổ. Nếu nhịn hoài, cảm thấy thua lỗ, nên chửi lại cho quề. Ngay lúc đó, mình đã quá ra là người hung dữ. Hơn nữa, gần người ác tánh, hung dữ của họ là mình khổ và dẫn dắt ta đi vào con đường sa đọa, tội lỗi. Ngoại trừ bậc thượng căn đại trí, gần người ác mới không bị ô nhiễm, còn gần người thiện lành, học hỏi được những điều hay lẽ phải và nhờ đức tánh thiện lành từ tốn của họ, làm cho tâm mình được an lạc. Gần người thiện thì giống như vào nhà qua thơm cỏ lạ, lâu ngày thân mình cũng thơm như vậy. Gần kẻ bất thiện thì giống như vào tiệm cá ương, lâu ngày mình cũng quá ra hôi như vậy. Chớ thân với bạn ác, chớ thân với kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, thân bậc thượng nhân. Thứ hai, phải giữ gìn giới cấm, thu nhiếp oai nghi, phong độ các căn. Dẫu cho thấy một lỗi nhỏ cũng canh cánh lo sợ. Nếu muốn cho tâm mình được thanh tịnh, điều quan trọng nhất là phải giữ giới. Vì nhân giới mới sanh ra định, nhân định tâm được thanh tịnh. Nếu không giữ giới thì tâm sẽ loạn động, không bao giờ thanh tịnh. Ngoài ra, mình còn phải thâu nhiếp lục căn, thì tiếp xúc với lục trần, đừng để cho nó dính mắc, dù một lỗi nhỏ cũng không nên vi phạm. Thứ ba, điều thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh, điều thiện đã sanh thì làm cho nó tăng trưởng, điều ác chưa sanh thì đừng cho nó sanh, điều ác đã sanh rồi thì phải đoạn trừ. Nghĩa là ác nhỏ không nên làm, thiện nhỏ đừng nên bỏ. Chúng ta chớ nên xem thường các ác nhỏ, vì nhiều cái ác nhỏ thành ra cái ác lớn, còn nhiều cái thiện nhỏ thành ra thành nhiều cái thiện lớn. Trong kinh Phật dạy, đừng khinh ác nhỏ cho là không tội lỗi. Giọt nước tuy ít, chứa dồn thì đầy thùng. Tội ác lớn cũng do chứa ác nhỏ mà thành. Cũng chớ xem thường chút thiện nhỏ cho là không có phước. Một giọt nước tuy ít, chứa lâu đầy lu, phước đức lớn cũng nhờ chứa nhiều phước nhỏ mà thành. Người làm việc thiện thì có phước dư thừa, giống như có giường mùa xuân, không thấy lớn lên nhưng ngày càng tăng nhiều. Người làm việc ác thì sẽ có tai họa dư thừa, như đá mài dao, không thấy hao mòn nhưng ngày càng khuyết thục. Thứ tư, không nên tụ tập bàn nói những điều nhảm nhí, vô ích phi pháp. Mỗi khi nói ra phải như pháp mà nói, lúc nào cũng phải ca ngợi tán thán, hạnh thiểu dục tri túc, nói về giới định tuệ giải thoát tri kiến, sẽ chỉ cho con người những phiền não khổ đau là do thị phi. Đa phần phụ nữ thường nói chuyện thị phi, người này tốt kẻ kia xấu, người này đáng thương người kia đáng ghét. Nói chuyện ngoài đời chưa đủ, nói chuyện trong chùa, ông thầy này tu hay, ông sư kia tu dở. Nhưng xin thưa với quý vị, người ta đang tu nên vẫn bị nghiệp chi phối, cho nên có cái làm được, có cái chưa làm được. Mình đừng vì thế mà sanh tâm phỉ báng, lập bè kết đảng chống đối, thưa kiện lẫn nhau.
vô tình làm cho ngoại đạo chê cười. Cho nên, Đức Phật nói, sư tử trùng thực, sư tử nhục, nghĩa là con sư tử không có con vật nào ăn nó được, mà chính con vi trùng trong thân của nó mới giết được nó. Cũng vậy, Đức Phật nói, đạo của ta, tà ma ngoại đạo không thể phá hại được, mà chính trong hang, mà chính tứ chúng tỳ kheo. Tỳ kheo ni, thiện nam và tín nữ tự quỷ diệt giáo pháp của ta. Sở dĩ mình tốt là tại vì nghiệp nó chưa tới. Chứ khi nó đã tới rồi, thì mình còn hơn người ta nữa. Cho nên, người xưa có nói, ai hay nói lỗi người khác thường bị mắc quả báo. Ai ơi chớ dội cười nhau, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Nói đến đây, tôi nhớ đến một chuyện thuở Phật còn tại thế. Một hôm, Ngài cùng Tôn giả Thích Xa đứng trên một ngọn núi gần biển. Phật hỏi, này Thích Xa, ông có thấy trước mắt của ông là gì không? Tôn giả Thích Xa thưa rằng, bạch Thế Tôn, con chỉ thấy trước mắt con toàn là biển nước mênh mông. Nhân đó Đức Phật dạy, cũng vậy, nước mắt của chúng sinh khóc vì những nỗi khổ của mình và đưa tiễn người thân đi vào cõi chết từ vô thủy cho đến nay nhiều hơn là nước của đại dương. Còn xương thịt, chất chồng cao hơn cả núi Thái Sơn. Một hôm khác, Đức Phật cho gọi các tỳ kheo đến và hỏi, sắc là thường hay vô thường? Tỳ kheo đáp, sắc là vô thường. Phật lại hỏi tiếp, thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường? Là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Vậy, các ông có nên chấp cái thân này là tự ngã của ta, vật chất là của mình không? Bạch Thế Tôn, chúng con không nên chấp, vì thân mạng của cả vật chất đều là vô thường giả tạm. Phật dạy, các ông nên nhớ, từ hiện tại quá khứ cho tới vị lai, không có cái gì là tự ngã của ta, cho đến thọ tưởng hành thức cũng là như thế. Các ông phải quan sát như vậy, để nhàm chán xa lìa nó mà thẳng tiến trên con đường giải thoát tri kiến. Cái thân này là vô thường giả tạm, vậy mà người ta cứ lầm chấp cho nó là thật. Học quan niệm là vật dưỡng nhân, nên thẳng tay sát sinh hại vật. Nhưng hãy thử hỏi mũi mồng lang sói, chúng cũng có quyền nói là người sinh ra nhân để giữ Phật được sao? Chẳng qua là không sống và chết, mạnh được yếu thua, đó là chuyện xưa nay. Tại sao người con Phật phải trường trai giới xác? Vì con cá cắn câu thì quảng sợ, con chim thấy cung tên, súng đạn liền vỗ cánh bay cao. Ngựa trâu còn chảy nước mắt ròng ròng khi sắp bị đập đầu thọc huyết. Điểu thú còn tham sống sợ chết, tại sao ta đành lòng giết chúng mà ăn? Ban đầu, người giết cầm thú, sao rồi người lại giết người? Bởi quen mùi máu tanh hôi nên sinh ra hiếu sát, chiến tranh và giết hại lẫn nhau. Ôi sơn hào hải gì, một bữa ăn mà kẻ khóc người than, thú kia chết thảm, gây ra thù hận và kết oán luân hồi thường mạng lẫn nhau. Chi bằng cơm rau đạm bạc cũng qua, ngày hai bữa rảnh chí tu hành. Bởi vậy tôi ước mong mọi người trên thế gian hãy xót thương tất cả muôn loài, bởi chúng đều có tri, có giác. Ta đừng làm chúng đau khổ. Đó là lẽ đạo từ bi mà Đức Phật từng dạy cho các đệ tử. Đời người chẳng khác nào như con thuyền lạc giữa phong ba. Nước mắt thế nhân là đại hải bao la, bồn ba giành vật sát sanh hại vật, rốt cuộc rồi cũng chết. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệp, nên khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới.
Thứ tư, những nỗi khổ vì chết. Thân người đến lúc sắp chết, phân tán thần thức chẳng an. Đụng đến như dao cắt, đau nhức toàn thân, toát mồ hôi, mệt nhọc, trợn mắt, méo miệng, giật gân, uốn mình, dặn tay bẻ chân, hai tay buông xuôi, phong đại tản đi là hết hơi thở, hỏa đại bi là tấm thân lạnh ngắt như đồng. Cho dù đại dương có bao nhiêu binh chủng, kho tàng, thần dân đi chăng nữa, cũng không thể nào đối đầu với tử thần. Chỉ có nước bó tay, cỡ giáp đầu hàng mà thôi. Sau khi chấm dứt pháp thoại, vua Ba Tư Nặc thức tỉnh, quan hỷ, tính thọ phụng hành lời Phật dạy. Mạng người mong manh, sớm còn tối mất, vô thường chợt đến, không ai tránh khỏi. Ngày xưa, có bốn anh em dòng Đại Phạm Chí, đều có thần thông, biết sẽ chết, cùng bàn với nhau rằng, cái chết sắp đến với chúng ta, vậy hãy mau ẩn tránh. Khi bàn tính xong, ông thì bay lên hư không, ông vào trong biển, một ông nữa vào giữa núi đi tu, còn ông thứ tư tới chợ trốn giữa đám đông. Nhưng đến ngày chết, thời bốn ông đều bạc vong. Nếu ai biết suy nghĩ đạo lý vô thường, khổ, không, vô ngã này, hiểu tu tập theo lời Phật dạy, thời thoát khỏi sanh lão bệnh tử, ưu bi, khổ não, đạt đến đạo quả Niết Bàn vậy. Trong kinh A Hàm, Phật dạy, tất cả không ai tránh khỏi sanh lão bệnh tử. Vậy mà, có lắm người khi thấy ai đó già bệnh chết, lại sanh tâm khinh khi. Nhưng họ lại quên rằng, rồi đây mình cũng già bệnh chết. Nhớ lại thuở Đức Phật ở Trúc Lâm Tịnh Xá, có một thầy tỳ kheo, mắc bệnh lở loét khắp cả thân thể, máu mủ thường chảy ra, ai thấy cũng sợ hãi, không dám lại gần. Nhìn thảm cảnh ấy, Đức Phật đến chỗ vị tỳ kheo, tự tay trông nom săn sóc cho đến khi bình phục. Đó là tấm gương từ bi của Phật. Chúng ta là đệ tử của Ngài, không thể dửng dưng làm ngơ trước sự đau khổ của nhân loại mà không ra tay cứu giúp. Thứ năm, chăm sóc cho người bệnh. Một là ta cảm nhận thân này bất tịnh để nhắc nhở trên đường tu tập. Hai là tích lũy phước lành cho mai sau. Ngược lại, thấy người già yếu bệnh hoạn mà phỉ báng khinh thường khạc nhổ làm ngơ, sau này kẻ đó bị quả báo, khi bệnh không ai ngó tới, mọi người tránh xa. Thân này quả thật là nơi chứa các nhóm, các thứ bệnh hoạn tai nạn. Nói đến cái chết, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương kể rằng, thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài cho gọi chư tỳ kheo đến hỏi rằng, mạng người sống được bao lâu? Vị thứ nhất thưa rằng, mạng người sống được 100 năm. Vị thứ hai nói sống được 70 năm. Còn vị thứ ba bảo vài tháng vài ngày. Sau cùng có một vị đứng lên thưa rằng, bạch Thế Tôn, mạng người sống chỉ có một hơi thở. Phật khen rằng, ông hiểu và nói được như vậy mới thật là người giác ngộ. Thật vậy, chúng ta sống được là nương vào hơi thở. Hít thở ra mà không hít vào là ôi thôi, hơi vừa dứt mạng người cũng dứt. Nào của cải vợ con tài vật đều bỏ lại, nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Bất luận hàng dương giả hay thứ dân, giàu hay nghèo, sang hèn, ai ai rồi cũng phải chết. Vậy mà thiên hạ cứ nghĩ mình sống hoài muôn đời trên vũ trụ, nên họ cứ mãi giành giật cấu xé lẫn nhau. Ai cũng tham giàu sang quyền tước, nhưng cho người có kho vàng núi bạc, lộc tả quyền cao, gác tía lầu son, ngọc ngà châu báu, tất cả đều bị định luật vô thường đào thải. Có nghĩa lý chi mà thiên hạ lại nỡ đang tâm sát phạt tranh giành, chung quy rồi cũng trở về với cát bụi.
vô thường là thế nào? Quý Phật tử hãy tư duy lời Phật dạy. Vô thường có nghĩa là không bền chắc, từ trạng thái này biến đổi qua trạng thái khác, là tan hoại theo định luật, thành trụ hoại không. Để quý Phật tử hiểu thế nào là thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, chúng ta hãy cùng nhau quan sát, suy nghiệm thì sẽ biết ngay. Thân vô thường. Nói đến thân vô thường, nó sanh diệt từng giây, từng phút, sâu chuỗi thời gian âm thầm đẩy đưa chúng ta tiến dần vào cõi chết. Khoa học cũng đã chứng minh, các tế bào trong cơ thể con người luôn luôn thay đổi, làm cho ta mau lớn, chóng già, rồi chết. Mỗi giây, mỗi phút trong cơ thể đều có sự sanh diệt không ngừng. Nói đến vô thường, trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy, tất cả pháp trong đời cũng như giấc mộng khác gì huyễn thôi. Tự hồ bọt nước dòng khơi, mảnh thân bào ảnh, chút hơi xương tàn, ngày qua chớp nhoáng lệ làng. Phải nên suy xét, hợp tan đó là. Thật vậy, cái thân con người chẳng khác nào như tuyết giá cành cây, xương đầu ngọn cỏ, mới thấy đó rồi lại mất đó. Đứng trước thảm trạng ấy, Thái tử Tất Đạt Đa nghiệm thấy thân này là tứ khổ, nên ngài xuất gia đắc đạo, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đem giáo pháp cứu độ chúng sanh, đưa họ vào cõi niết bàn bất sanh bất diệt. Thưa quý Phật tử, cái thân của ta có gì là thật đâu? Tất cả không ai thoát khỏi cảnh sanh lão bệnh tử. Từ khi còn nằm trong bụng mẹ đã là khổ rồi. Bốn bên bao bọc đen tối, chẳng khác nào ở chốn ngục tù đài nhơ uế. Từ lúc mới chào đời cho tới khi trưởng thành, trải qua không biết bao nhiêu là bệnh hoạn, tai nạn, âu sầu, khổ não, lúc nào cũng rình rập bên mình. Tuổi dậy chiều lại càng khổ hơn, da nhăn, má hốp, răng rụng, tóc bạc, thân thể gầy yếu đi. Đi đứng thì khó khăn, đau ốm triền miên, khổ không tả xiết, lần hồi bước vào cõi chết. Trong giờ phút hấp hối, tâm thần rối loạn, giận dơ, kinh sợ vô cùng, rồi lần mòn đến lúc lâm chung, từ giả cõi đời tạm bợ theo đường tội phước. Dẫu cho có nhiều phương thuốc ngừa trước ngăn sau, cũng không thoát khỏi luật tuần hoàn. Nói đến cảnh khổ của kiếp người, thuở Phật còn tại thế, một hôm, vua Ba Tư Nặc cùng bá quan văn võ Xa Giá đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con là vua Ba Tư Nặc, cai trị nước Câu Tắc La, có bốn binh chủng hùng mạnh, hôm nay con đến viếng thăm Đức Thế Tôn. Vua Ba Tư Nặc nói như vậy là nhằm để khoe với Đức Phật ông là vị vua hùng mạnh nhất thời đó, để cho Đức Phật khen ngợi. Nhưng ngược lại, Đức Phật không khen mà còn hỏi rằng: Này Đại Dương, giả sử như ở phương Đông, Tây, Nam, Bắc có bốn ngọn núi cao chọc trời đang lăn về đây, mỗi khi di chuyển đến đâu là nghiền nát người và vật đến đó, thử hỏi Đại Dương lấy cái gì để chống ngăn nó? Vua Ba Tư Nặc ngẫm nghĩ thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con không thể nào đem bốn binh chủng kho tàng thần dân ra để mà ngăn chống được, vì nếu đem ra sẽ bị nó nghiền nát hết. Nhân đây Đức Phật dạy: Đúng như vậy đó Đại Dương, bốn ngọn núi chính là sinh lão bệnh tử. Nay Đại Dương lắng nghe, vì người đời u ám không có chánh trí, nên dù kẻ say mê vui đời mà chẳng hề biết tội phước là gì cả, nên thường bị tứ khổ. Thứ nhất, những nỗi khổ về sanh. Khi nằm trong bụng mẹ, hài nhi chịu rất nhiều nỗi khổ. Nếu mẹ ăn đồ nóng hoặc uống nước lạnh thì như nằm trong lò lửa hầm băng. Khi mẹ đói cơm khát nước, thai nhi lỏng bỏng khó chịu. Mẹ ăn no, lấn ép,
khó bề cửa quậy. Lúc sanh, thân con đau đớn, mạng mẹ nguy hiểm, lòng cha lo sợ. Ra khỏi bụng mẹ, da thân mềm mỏng, chẳng phải như những vật bên ngoài, đau như là dao cắt, hoảng hốt, thất thanh, khóc gian. Thứ hai, những nỗi khổ về già. Lúc nhỏ, nhờ ơn nuôi nấng của cha mẹ, lớn lên đương đầu với cuộc sống đầy gian lao khổ cực để mưu sinh. Lần hồi, đến ngày già yếu, răng rụng mắt mờ, tai lãng, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, trí tuệ lu mờ, sanh ra lẫn lộn, ăn dơ uống bẩn, nói năng giống như người mất trí. Ăn rồi thì bảo chưa ăn, chưa ăn bảo ăn rồi. Có khi lại chửi bới, nói năng nhảm nhí, làm trò cười cho lũ trẻ. Thứ ba, vẫn nỗi khổ về đau. Thân người có bốn đại là đất, nước, gió, lửa hiệp thành. Nếu như bốn đại không điều hòa, thì bệnh sanh khởi. Như địa đại chẳng điều hòa, thì thân thể nặng nề. Thủy đại chẳng điều hòa, thì thân thể phù thủng. Quả đại chẳng điều hòa, thì thân nóng nảy. Phong đại chẳng điều hòa, thân thể động chuyển đau đớn như kim châm lửa đốt. Chính vì bốn đại không điều hòa, cho nên sanh ra vô số chứng bệnh, nào là cùi phong ghẻ lở, ung nhọt cảm cúm, nhức đầu răng đau bại liệt, làm cho khí lực hao mòn, miệng khô lưỡi thục, mũi nghẹt, mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, những đồ nhơ nhớp tuôn trào, rồi ngồi nằm trên ấy, tâm thần khổ não, giọng nói bi ai, buồn thảm, món ngon vật lạ khi đưa vào miệng đều biến thành vị đắng. Thứ tư, tâm vô thường. Nói đến cái tâm nó sanh diệt vô thường còn hơn cái thân rất nhiều. Lúc thì hồi tưởng về quá khứ để tiếc nuối, khi lại mơ mộng đến tương lai bồn chồn lo lắng. Trong khi hiện tại không có lúc nào được yên, nó thay đổi không ngừng, nhấp nhô như sóng biển, nên Đức Phật gọi đó là tâm duyên ý mã, giống như khỉ truyền cành ngựa chạy. Trong phàm phu làm chất cho tâm mình là thật, mà gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm. Nào là độc đoán, cố chấp, bảo thủ, tự hào, khoe khoang, hay hăm dọa, yêu cầu đừng có đụng chạm đến tôi. Cái tánh sân si hung hăng xấu ác như vậy mà không biết cải sửa, còn đi khoe khoang, thật là mê muội không sao nói hết. Nếu tự cho cái tâm mình là thật, Đức Phật nói chẳng khác nào như nhận giặc làm con, lấy khách trần phiền não làm chủ, để cho nó dẫn dắt mình làm người khách phong trần, này đây mai đó, đọa lạc lên xuống trong ba cõi sáu đường, chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Xin trích dẫn mẫu chuyện chứng minh tâm vô thường biến đổi. Thuở Phật còn tại thế, có một chú tiểu tên là Tăng Hộ, cha mẹ đều qua đời, họ hàng thân thuộc không còn ai, chú chỉ còn một người cậu ruột. Khi cậu đi xuất gia, chú đi tu theo, cậu được xếp vào hàng sa di. Một hôm, chú được thí chủ cúng dường, liền đem cơm cúng lại cho thầy, nhưng thầy không nhận vì đã có đủ tam y. Chú buồn quá, nghĩ chắc thầy không thương mình nữa. Chiều hôm đó chú cầm quạt hầu thầy, nhưng trong tâm tư cứ nghĩ miên man, không biết sẽ về đâu. Thầy không thương, họ hàng không có. Chú chợt nghĩ, à, ta đem bán, ta sẽ lấy tiền mua một con dê đực, một con dê cái. Vài năm sau, có một đàn dê, bán dê mua bò, bán bò mua trâu, bán trâu tậu ruộng vườn. Khi đó mình đã lớn, cưới vợ, sanh đứa con trai kháu khỉnh, sẽ dẫn vợ con về thăm thầy. Trên đường đi, vợ chú dấp phải rễ cây, thằng bé rớt xuống đất. Chú nổi giận, giơ cành cây, gõ lên đầu vợ. Vừa lúc đó, thầy chú mở mắt ra nói, người gõ lên đầu vợ không trúng, lại trúng cái đầu trọc của ta rồi. Chú bừng tỉnh giấc mơ, hốt hoảng bỏ chạy.
Các bạn thấy chú chạy như ma đuổi, liền chạy theo bắt lại, dẫn chú đến Đức Phật. Ngài liền an ủi: "Này chú, cái tâm phàm phu thường lén lút đi rất xa, vô hình vô dạng. Chú nên khéo phòng hộ tâm mình, như gã một lòng chăn trâu vậy. Nghe lời dạy của Phật, tăng hộ ở lại tu viện tu hành đến ngày chứng quả A-la-hán." Lại một hôm khác vào buổi sáng, và cùng chư tăng đi khất thực, trong khi cầm bát đi khất thực sau lưng Phật, La Hầu La đánh mất chánh niệm. Chú nhìn Phật đi phía trước rồi tự nghĩ: "Nếu Phật không đi tu, sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh dương. Còn mình thì đang làm gì?" Trí óc vẫn dơ nghĩ như thế, hơi thở và dáng đi của chú không còn an trú trong oai nghi nữa. Phật biết chú bất chánh niệm, ngài chừng bước và quay lại bảo: "Này La Hầu La, con có theo dõi hơi thở và duy trì chánh niệm không?" La Hầu La im lặng. Phật dạy: "Này La Hầu La, trong khi đi khất thực, con phải an trú trong chánh niệm bằng cách duy trì ý thức và hơi thở có ý thức và thực tập thiền quán. Vì tính cách vô thường và vô ngã của muôn loài, những yếu tố đó là sắc thân cảm thọ, tri giác tâm ý và nhận thức, thì con có thể thiền quán ngay trong khi khất thực. Như vậy, chỉ cần La Hầu La có ý thức để chấm dứt tạp niệm phát khởi. Chánh niệm mỗi khi thở vào, biết rằng đang thở vào, và chánh niệm mỗi khi thở ra, biết rằng đang thở ra. Thở vào một hơi dài, ta biết đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi ngắn, ta biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Đó là hơi thở có ý thức trong lúc thở. Như thế ta chỉ để tâm nơi hơi thở mà thôi. Làm được như vậy, lập tức chấm dứt ngay được những suy nghĩ diễn vong, đã không có lợi ích mà còn làm cho tâm ta loạn động. Một khi những tạp niệm được cắt đứt, thì tâm ta an trú trong chánh niệm. Ta biết ta đang thở trong tỉnh thức, không bị tạp niệm bao vây và dẫn dắt. Duy trì ý thức và hơi thở được trọn vẹn, ta thiết lập được định tâm. Lúc bấy giờ, ta mới nương theo hơi thở để quán chiếu thân thể, cảm thọ tâm ý và mọi sự vật trong ta và ngoài kia. 10 cách tạo ra nhiều phước nhất. Cực dễ, ai ai cũng làm được. Để cuộc sống bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn, chúng ta cần có nhiều phước đức. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách tạo ra nhiều phước nhất có thể. Cuối cùng là hầu hết chúng ta toàn tập trung vào những việc tốn công sức nhưng không mang lại lợi lạc gì nhiều. Sau đây là một số gợi ý để tất cả mọi người, bao gồm người thường hay bậc tu hành, có thể học hỏi và thực hành theo. Thứ nhất, bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường là việc ai cũng nên ý thức phải làm nếu muốn có nhiều phước đức trong đời. Mọi người chỉ nghĩ tới việc bố thí dừng lại ở tiền bạc, nhưng thực tế là còn rộng hơn như thế. Đó còn là chia sẻ kiến thức, giúp một bữa ăn khi đang đói. Không dừng lại ở đó, bạn có thể khuyến khích những người xung quanh thực hành bố thí lại càng tốt. Không cần đợi bạn giàu có mới có thể thực hiện. Hãy bố thí trong khả năng của mình. Thời Đức Phật, có bà già cúng ngọn đèn dầu không tắt, sau này còn giác ngộ thành Phật. Đức Phật khuyên chúng ta giúp người bằng tâm. Nếu không thì việc ta bố thí cúng dường cũng không mang lại chút lợi lạc nào. Vậy nên, khi mình bố thí thì đừng tự mãn là mình đã làm người tốt, hay từ câu chuyện của vua Lương Võ Đế xây cất hàng trăm ngôi chùa, độ tăng chúng tu hành rất đông, thiết trai bố thí cúng dường đúc chuông tạo tượng. Thế nhưng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho rằng những việc làm ấy thực không có công đức gì cả. Ngài cho biết khi vua tự vinh danh mình đã làm được bao nhiêu chuông chùa thì công đức tiêu tan. Ngược lại,
nếu vua im lặng làm công đức mới viên mãn. Bởi bản thân vua phước đức rất dày nên kiếp này mới ở ngôi thiên tử. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh có ghi lại rằng: người nào tu dưỡng trí huệ mà chẳng tu bố thí thì ắt đời sau được thông minh nhưng nghèo túng. Chỉ vui tu bố thí mà chẳng tu trí huệ, đời sau được giàu to nhưng ngu ám chẳng biết gì. Còn nếu không tu cả hai thì nhiều kiếp bị nghèo và ngu dốt. Thứ hai, cúng dường cho bậc chân tu. Việc bố thí cúng dường vốn đã rất tốt rồi, nhưng bố thí đúng người thì ruộng phước càng rực rỡ hơn. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có đoạn: bố thí thức ăn cho đạo sĩ diệt dục sẽ được phước báo gấp nghìn vạn lần. Bố thí thức ăn cho Tu Đà Hoàng sẽ được vô lượng phước báo. Huống chi bố thí thức ăn cho bậc Tư Đà Hàm đã chứng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm đã chứng quả A Na Hàm, A La Hán đã chứng quả A La Hán, Bích Chi Phật đã chứng quả Bích Chi Phật, sẽ được phước báo vô lượng vô biên, không thể tính toán nổi. Thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều người trở thành thần tiên nhờ cúng một cây mía cho một sa môn hay cúng một nắm củ cải. Thế nên không chê việc thiện nhỏ, nhất là khi có cơ duyên cúng dường bố thí cho những bậc tu hành chân chính thì nên gắng sức thực hiện. Tuy nhiên, gần đây có không ít nhà sư mạo danh nhằm trục lợi những người cả tin. Do đó chúng ta cũng phải đủ tinh tấn để tránh bị lừa gạt, làm hao tổn công sức vô ích. Thứ ba, trì giới. Trì giới có nghĩa là tránh làm việc xấu ác, dù là tu tại gia, tu hành tại chùa, hay kể cả những người chưa phải là Phật tử cũng có thể thực hành. Nói chung là giữ gìn giới hạnh trong sạch, tức là tâm niệm không được sinh ra bất kỳ một thứ gì xấu ác cả. Nếu được như vậy thì lâu ngày sẽ có định lực tâm thanh tịnh. Những người trì giới thì dù có đi đâu, ở đâu đều cảm thấy tự tin, cũng không lo người khác nói xấu, vì không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đó là người lương thiện, có tấm lòng rộng lớn, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Thế nên trì giới cũng là cách tạo ra phước báo mà ngay trong kiếp này chúng ta đã có thể được hưởng và dành để cả kiếp sau. Thứ tư, khiêm tốn. Nói một người tài giỏi thông minh giàu có trở nên khiêm tốn quả là việc khó. Họ tự mãn với thành tích của bản thân, càng bị người đời ghét bỏ tránh xa. Thế nên những người này khi gặp khó khăn sẽ chẳng ai muốn giúp đỡ. Làm người nên tránh khoe khoang tài năng, thành tích của mình mọi lúc mọi nơi. Không nên ở trước mặt người đang yếu thế mà khoe khoang những gì mình có để tỏ ra hả hê. Sự khiêm tốn thể hiện trí tuệ thực sự của một người. Có như vậy mới hòa thuận trong gia đình và có một sự nghiệp thịnh vượng. Mỗi cá nhân nên hiểu rằng một người may mắn, có trí tuệ và sự giàu không phải để họ thụ hưởng một mình rồi tiêu xài xa hoa, mà là để giúp đỡ những người nghèo khổ. Người xưa cho rằng chỉ có khiêm tốn mới có thể tích phước. Nếu bạn luôn sống với tâm niệm khiêm tốn và biết ơn thì vận mệnh của bạn cũng sẽ theo đó mà được cải thiện. Thứ năm, nhẫn nhịn. Càng kiêu căng ngạo mạn thì càng bị nhiều người ghét, càng chiêu mời thu hút kẻ xấu xui xẻo về mình. Ngược lại, càng khiêm tốn lại càng có lợi, nhận được nhiều sự giúp đỡ, cuộc sống càng có nhiều phước lộc. Hay như câu chuyện thời kỳ Phật còn tại thế, Tôn Giả Mục vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra một người có thể trở thành thiên thần khi thực hành nhẫn nhịn. Thiên thần cho biết bản thân không bố thí hay làm việc về tôn giáo, nhưng vào thời Phật Ca Diếp
là đầy tớ của một ông chủ tàn bạo, hà khắc. Mặc dù ông chủ đánh đập, mỗi khi sân hận nổi lên, người này tự an ủi mình rằng ông ấy là chủ mình, có thể bắt giam mình hoặc xẻo mũi mình hay xẻo bất cứ nơi nào. Đừng giận dữ, như thế có thể làm lắng dịu lòng mình, chỉ có thế mà được phước quả này. Hạnh nhẫn nhịn giúp chúng ta tránh được những tranh chấp cãi vã, những sự đấu tranh không cần thiết, cũng chính là nguồn cơn dẫn tới khổ đau và phiền não. Lại tạo ra nhiều phước báo thì hà cớ gì mà không thực hiện. Thứ sáu, hồi hướng công đức. Nhiều người chăm chỉ làm việc tốt, nhưng họ quên một bước quan trọng là hồi hướng công đức. Không phải ai cũng biết vì sao phải hồi hướng công đức. Việc này có nghĩa là chia phước của mình cho những người thân, người xung quanh mình. Điều quan trọng là phước đức không bị mất đi mà còn gia tăng gấp bội. Việc này được Đức Phật ví như việc một ngọn nến đang cháy, dùng để thắp các ngọn nến còn lại, giúp toàn bộ ngọn nến cùng sáng, tạo nên một không gian lung linh. Trong khi đó ngọn nến cũ không hề bị thiệt thòi gì cả. Điều này có nghĩa là nếu bạn càng có thể chia sẻ phước lành với người khác thì phước lành đó sẽ tồn tại lâu hơn và vô tận. Ngay cả nhân vật tu hành, khi đọc bất kỳ cuốn kinh, bài chú hay sám pháp nào, cũng đều có câu nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả. Thứ bảy, chăm sóc, hỗ trợ người bệnh. Những người ốm bệnh, thân thể đau đớn, tinh thần lao dốc, nếu có người an ủi, dỗ về, giúp họ vực lại tinh thần là điều cực kỳ quan trọng. Trong kinh Vô Lượng Thọ từng ghi lại rằng nếu là Phật tử nên cúng dường những người bệnh tật như cúng dường chư Phật, không khác gì trong tám món phước điền, phước thâm bệnh là đứng đầu. Kinh Phạm Võng cũng ghi lại rằng nếu các vị quốc vương hay bà la môn thấy người già bệnh tật, phụ nữ sinh sản mà trong một niệm đủ lòng đại từ bố thí thuốc thang, ăn uống, cháo mền, khiến cho họ được an ủi, tu phước như thế không thể nghĩ bằng, thành tựu vô lượng công đức. Thế nên đây cũng là cách tạo ra nhiều phước nhất mà không phải ai cũng biết và làm theo. Thứ 8, nghe và giảng pháp. Nếu có điều kiện nghe và giảng pháp thì quả là điều tuyệt vời. Thậm chí có những người không hiểu hết các bài kinh kệ, nhưng sau một thời gian nghe pháp cũng tự ngộ ra những chân lý sống cần có. Nhờ thế mà họ tránh xa điều dữ ác, gần điều thiện lành, có được cuộc sống hạnh phúc bình an. Nếu biết lan tỏa điều này để cho nhiều người nghe và hiểu, giúp họ ngộ ra những điều tốt đẹp, lẽ sống chân chính, sẽ càng tạo ra phước đức vô lượng. Thứ 9, thiền định. Càng ngày có nhiều người tìm đến thiền định, cho dù họ không theo một tôn giáo cụ thể nào. Lợi ích của thiền định rất lớn lao. Nó có thể giúp ta bình ổn tâm trí giữa những thăng trầm, sóng gió, xáo trộn, lo âu, phiền muộn của cuộc sống. Không những thế, thiền định còn giúp ta giữ thân khẩu ý thanh tịnh, giúp ta quán chiếu bản thân, không bị cái xấu lôi kéo, không để dục vọng dẫn dụ. Việc tưởng rất đơn giản, nhưng lại có phước báo vô lượng vô biên. Thứ 10, sống hiếu thuận. Làm tròn chữ hiếu là một trong những cách tạo ra nhiều phước nhất. Và điều này đứng cuối cùng không phải vì ít quan trọng, mà đơn giản là điều mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được. Sống tròn chữ hiếu với cha mẹ, ác phước đức sẽ tự nhiên được bồi đắp. Thế nên, hiếu thảo với cha mẹ luôn là điều quan trọng nhất trong đời người mà ai cũng phải lưu tâm. Nhưng quan trọng là hiểu cho đúng, nếu không sẽ trở thành cực đoan thái quá. Phước báo trong đời cũng vô thường, lúc có, lúc hết. Thế nên,
chúng ta cần phải vun đắp thường xuyên mỗi ngày. Vì thế trong cuộc sống luôn cố gắng tích cực, hành thiện, giữ tâm thanh tịnh mới là điều cần và nên làm để tạo tích lũy phước báo từ nay về sau. Tạo ra phước báo trong cuộc sống của chúng ta đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực. Dưới đây là một số cách giúp chúng ta có thể tạo ra phước báo trong cuộc sống hàng ngày. Tạo phước báo bằng lòng biết ơn. Hãy luôn trân trọng những điều tích cực trong cuộc sống và biết ơn những điều tốt đẹp mà chúng ta có. Bằng cách tập trung vào những niềm vui nho nhỏ, những thành tựu và những mối quan hệ đáng quý, chúng ta tạo ra một tư duy tích cực và mở rộng lòng biết ơn. Tạo phước báo bằng lòng nhân ái, sẻ chia và giúp đỡ người khác là cách tuyệt vời để tạo ra phước báo. Hãy tìm cách làm điều tốt đẹp cho cộng đồng xung quanh, từ việc tham gia các hoạt động từ thiện đến việc hỗ trợ người khó khăn. Bằng cách đóng góp và làm điều tốt cho người khác, chúng ta mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống của mình và cho người khác. Tạo phước báo bằng lòng khoan dung và tha thứ. Lòng khoan dung và tha thứ giúp chúng ta giải phóng mình khỏi sự oan trái gắn bó với quá khứ. Bằng cách thực hành lòng khoan dung và tha thứ, chúng ta xóa bỏ sự oán hận và tiêu cực trong tâm hồn và tạo điều kiện cho sự thanh thản và hạnh phúc. Tạo phúc báo bằng việc sống đúng giới luật. Sự chân thật, trung thực và tuân thủ giới luật là những yếu tố quan trọng trong việc tạo ra phúc báo. Bằng cách sống đúng giới luật, chúng ta tạo ra sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống và tránh những hậu quả tiêu cực của hành động sai trái. Tạo phúc báo bằng việc tu tập và rèn luyện tâm hồn. Qua việc tu tập và rèn luyện tâm hồn, chúng ta nâng cao sự tỉnh thức và nhận thức của mình bằng cách thực hành thiền định, học tập và áp dụng những nguyên lý Phật Pháp vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tạo ra sự thanh thản và hạnh phúc sâu sắc. Tạo ra phúc báo trong cuộc sống không chỉ là sự nhận thức, mà còn đòi hỏi hành động và ý thức. Bằng cách thực hiện những cách trên và mang lại lợi ích cho bản thân và những người xung quanh, chúng ta tạo ra phúc báo trong cuộc sống và đều hướng đến một tâm linh và đạo đức cao hơn. Lời Phật dạy khi nào cần phải nhẫn? Trong cuộc sống thường ngày, vui vẻ, an lạc, tinh thần thoải mái là một mong ước lớn nhất của con người. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều sự việc ngoài ý muốn, do mình tạo hay người khác tạo ra, gây cho mình bực bội, khó chịu, nóng giận trong lòng. Nếu không biết cách hóa giải thì chúng ta sẽ giải quyết bằng lời nói, hành động tiêu cực dẫn đến hiệu quả không tốt đẹp, mà tạo nghiệp chẳng lành cho kiếp sống hiện tại và chịu quả báo xấu về sau. Tôi xin trình bày đến quý vị Phật tử một phương pháp của Phật sống nhẫn theo lời Phật dạy. Người xưa thường hay nói một câu nhịn chính điều lành, hay chữ nhẫn là chữ tượng vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu. Định nghĩa, nhẫn là nhẫn nhục, là nhịn, là chịu đựng phần kém về mình, phần thiệt thòi về mình. Đây là pháp tu của Bồ Tát, bố thí trì giới, mà mục đích là tu và độ chúng sanh, lợi mình lợi người. Nếu không biết nhẫn thì trong tâm hồn luôn có một ngọn lửa, chờ gió nhẹ thổi tới là bùng cháy. Khi mà đã cháy thì các vị biết cái gì rồi. Nhiều người không hiểu nói nhẫn là nhục lắm, đó chỉ là sự đè nén, chịu đựng, nếu vậy chưa phải là nhẫn. Nhẫn nhục là giữ thái độ hòa hiếu, hóa giải những phiền não do sự sân giận đem lại. Và khi sân giận mang lại hầu như không có kết quả tốt đẹp, như câu ngạn ngữ giận quá mất khôn mà chúng ta từng nghe. Những trường hợp nào chúng ta cần phải nhẫn nhục? Thứ nhất là bị người khác xúc phạm.
người nhỏ hơn hay bằng mình xúc phạm, vô lễ, hỗn, có thái độ chống đối. Thí dụ khi ở nhà chúng ta, con cháu vô lễ, nếu không biết nhẫn thì mình phải sao? Chửi cha nó chứ không thèm chửi nó, hoặc giận nữa thì chửi ông nội nó. Nhiều khi cháu mình nói sai, mình kêu lại rầy, nó đứng chống nạnh trả lời, ông là cái thá gì mà nói tôi. Đối với Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không biết nhẫn thì việc tu tập chưa đạt như ý nguyện. Có khi mình là người quy y lâu, đến chùa tu học, công quả cũng lâu. Nay gặp mấy đứa nhỏ hơn mới vô, mình góp ý nó. Nó nói, bà lấy cái quyền gì mà nói tôi, chùa này chỉ có trụ trì thôi. Bị lớn hơn, có quy quyền hơn xúc phạm, chèn ép, tước đoạt hết quyền lợi. Tại vì thấy mình nhỏ, nghĩ rằng không biết, mình ngu, nên dùng cái quyền người lớn để dọa nạt. Nên chúng ta là người lớn hơn, phải dùng điều đúng để đối xử. Đối với người có quy quyền, chúng ta đang sống trong một xã hội độc lập, tự do, hạnh phúc. Mục tiêu của đảng nhà nước, đưa đất nước tiến tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, trong lộ trình hướng tới đó, có khi chúng ta cũng gặp một vài trường hợp bị xúc phạm. Nếu có xảy ra thì chúng ta phải làm sao? Phải nhẫn. Chỉ đó chỉ là một vài trường hợp cá nhân thôi, chứ chúng ta không thể đổ lỗi hết cho cả xã hội là không được. Hoặc nghe nói ông thầy này, bà sư cô kia sai thì được, chứ quơ cả thầy chùa vô là không được. Nên chúng ta phải nhẫn để quán chiếu, để hóa giải, để tìm hướng giải quyết, chứ không thể có hành động tiêu cực dẫn đến hậu quả không tốt. Còn cả hàng trăm hàng ngàn trường hợp làm cho ta không được như ý. Có những trường hợp từ trên trời rớt xuống là thế nào? Thiên tai, bão lũ, thời tiết nóng lạnh, mưa gió bất thường, sụp đất, đá lở. Chúng ta dùng chữ nhẫn mà tu. Nếu không tu nhẫn, gặp việc tức giận quá, không biết làm sao, ra đứng ngoài sân nhìn lên cao la làng lên, trời ơi ngó xuống mà coi, sao ông ăn ở ác quá. Thực chất, có trời nào nghe mình la không? Trời là lòng mình, như câu chuyện vui đổi ngỗng cầu mưa. Câu chuyện muốn nói, ở đời ai cũng muốn thuận lợi về mình. Nếu khi không được thì phải cầu cạnh, mà có người có khả năng giải quyết cho mình thì còn biết bao nhiêu việc người khác nữa. Nên nếu không được như ý của mình thì phải nhẫn. Còn có những trường hợp do mình tạo ra, hay trong gia đình nhỏ bé của mình, chồng nói một tiếng, vợ không nhẫn, cãi lại, tức giận đánh nhau, người nào cũng không chịu phần lỗi cho mình là đúng. Trong trường hợp này, một trong hai người dùng chữ nhẫn có thể nhận trách nhiệm về mình. Anh ơi, em biết lỗi rồi mà, thì mọi việc sẽ theo diễn tiến khác, có khi tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng không chịu nhẫn được, thể hiện qua những lời nói xuất phát từ con tim hay đáy lòng, thì dồn nén đó, tội nghiệp cho ai? Cho con, cho đồ vật, cho vật nuôi. Thí dụ, đang bị chửi tức quá không làm gì được, gặp đứa con nhỏ đi học về, mắng cho một trận, rồi quay qua con mèo đói, đang đòi ăn, không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người có thể đoán được ý rồi đó. Thứ hai, đối nghĩa với nhẫn nhục là nóng giận. Chúng ta thấy thường ngày trong cuộc sống, một người nào đó không thấy họ nhẫn nhịn, thì điều gì ở họ cho chúng ta dễ nhận ra họ? Sân. Sân giận là một trong ba món độc của thế gian. Một niệm sanh tâm khởi, bá dạng chướng môn khai. Hoặc chúng ta sống chung hay hợp tác làm ăn với những người này thì không thuận lợi cho mấy. Trong gia đình vợ chồng sống với nhau một nhà, chồng nóng nảy quá thì làm khổ vợ con. Hoặc có khi trong nhà chẳng may của đứa con nóng nảy thì cũng vậy. Nếu chống đối thì mất hạnh phúc. Câu chuyện chỉ có con cá mà giết em ruột mà báo đã đăng rồi đó. Hoặc giả sống chung với một người mà chất xám của họ ít quá, cái đầu tàu hũ, râu rồng, nấu với ruột tôm,
người khôn sống với người ngu bực mình. Có một dạng tương đương với sân, phẫn. Bên ngoài không thể biểu hiện gì, nhưng trong lòng họ đang dồn nén để tìm cách trả thù. Đạo Phật không chấp nhận cách nhẫn nhục này, mà nó là nóng giận đang biến tướng, dạng tâm lý này rất tai hại. Thứ ba, vậy thì nhẫn nhục cho chúng ta điều gì? Nếu chúng ta thực hiện được sự nhẫn, thì bản thân rất được nhiều người thương mến, dễ gần, gia đình hạnh phúc, xã hội được tốt đẹp hơn. Xã hội Việt Nam chúng ta thường hay nói về mối quan hệ tình cảm giữa mẹ chồng và nàng dâu. Và sự việc đều không tốt đẹp, bao giờ cũng đổ lỗi cho những bà mẹ chồng, mà nguyên nhân sâu xa nhìn chung là nghiêng về nàng dâu. Vì bởi cô dâu là người ngoài, họ có mặt tại nhà chồng để làm gì và họ được gì, nên họ phải là người hội đủ tiêu chuẩn mà các bà mẹ chồng đưa ra. Nếu hiểu điều đó, cô dâu cố gắng sống tốt, bên cạnh đó áp dụng chữ nhẫn thì mọi điều sẽ tốt đẹp. Học pháp nhẫn chẳng sanh oan trái, giữ tâm không khỏi phải lụy phiền, sống cõi đời thông thả bình yên, hướng nẻo đạo dự huyền trực chỉ. Hơn nữa, thực hiện được sự nhẫn cũng là giữ sức khỏe cho mình, tim, huyết áp. Để trả hết nghiệp, theo Đạo Phật, sở dĩ chúng ta có mặt trong thế giới này là cho chúng ta tạo nghiệp hoặc thiện hoặc chẳng thiện, nên chúng ta sống ở đây là để trả nghiệp cho mau hết, cho dứt để có được an vui. Vừa trả nghiệp mà là vừa làm sạch nghiệp, cũng giống như vừa tu mà chỉ người khác tu để làm thay đổi nghiệp. Vừa nhẫn mà vừa tìm phương tiện để khéo léo để họ cũng nhẫn như mình, cũng từ bi nhân từ như mình. Khi đã hiểu ra thì sạch nghiệp với nhau và sống an vui, hạnh phúc đời này và đời sau. Phú Lâu Na tấm gương vĩ đại, Ngô Đạt Quốc Sư. Một vài phương pháp tu nhẫn. Chúng ta đưa ra nhiều về tác hại và lợi ích, bây giờ là mấu chốt quan trọng trong buổi nói chuyện hôm nay. Đó là phương pháp tu. Có thể nói, có vô số cách mà Đức Phật dạy để chúng ta quá giải nó. Nhưng chúng ta có thể đưa ra một vài phương pháp sau đây. Niệm Phật. Luôn thường xuyên niệm Phật từng ngày, chúng ta tập niệm Phật Bồ Tát, vì lúc đó nhất tâm niệm Phật sẽ mang đến sự tập trung vào chánh pháp, không thèm để ý đến những sự việc bên ngoài. Quán tưởng tức là mẫu xẻ. Trong đời sống, cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Khi gặp cảnh, chúng ta chia làm hai phần. Phần xấu thì mình quán, đây là nghiệp của họ, không ngu gì mà phải hơn thua phần này. Bên cạnh đó, còn có cái tốt thì giữ cái tốt để giao lưu với họ. Quán xem trong sự việc này có lỗi mình. Không đời này cũng là đời quá khứ, và không thì nghĩ đến cái đám tang vô thường vừa đi tiễn đưa hôm qua. Hay vào nghĩa trang mà nhìn. Không cố chấp. Coi như trình độ nghiệp lực ngay cỡ đó thì họ ăn nói, hành động cỡ đó. Và mình là người gặp phải nghiệp. Chuyển sang từ thiện tụng kinh là một việc gì đó, nhớ là đừng đi nhậu hay từ giận nha. Nuôi dưỡng từ bi và quyết tâm hành trì. Khi một đứa trẻ khóc ré tức giận thì đâu thể mắng mỏ nó, mà thương nó và tìm hiểu xem nó đang cần cái gì để có thể đáp ứng cho nó. Và nếu không đáp ứng được thì thương cho nó. Nó khóc riết rồi sẽ không tốt cho sức khỏe hay bản tánh của nó.